Y đạo quan đồ trương nhất châm. Chương 346, mệnh lệnh. Lưu Diễm Hồng lại nói, dẫn đến vụ hỗn loạn của người hâm mộ đá bóng lần này là trận đấu bóng đá, chúng tôi nghi ngờ rằng, đằng sau trận đấu bóng đá lần này có người đang thao túng ngầm, chính vì trận đấu không công bằng nên đã dẫn tới việc đám đông không kiềm chế được, dẫn đến lộn xộn, từ đó phát sinh tai nạn này. Trương Dương nói, lúc đó tôi ở hiện trường, trận đấu này thật sự có vấn đề. Vì vậy, chúng ta cần phải điều tra việc này, sự việc điều tra càng rõ, càng kịp thời, thì càng có lợi cho chúng ta. Giờ đây tỉnh Vân An cho chúng gây cho chúng ta áp lực rất lớn, những người chết hầu hết đều là vận động viên của tỉnh Vân An. Bên ngoài sân vận động, những người hâm mộ đội tỉnh Vân An đang tổ chức thị uy kháng nghị, chúng ta cần phải điều tra rõ ràng tất cả mọi việc trước khi những việc này lan rộng, phải cho người chết một câu trả lời, phải cho nhân dân một câu trả lời. Đi ra kia trốn đi, Lâm Thanh Hồng nắm tay Lương Thành Long nói. Lương Thành Long rõ ràng đã tiểu tụy đi rất nhiều, hai mắt đầy vết thâm quầng, anh ta hút một hơi thuốc dài, muốn dùng biện pháp này để trấn tĩnh lại. Lâm Thanh Hồng nói, nhân lúc họ còn chưa tìm đến chúng ta trốn đi thôi. Chết những 27 người, không phải là chuyện nhỏ đâu. Tiếng của Lương Thành Long đã hơi khàn, trốn được ở đâu bây giờ? Công trình khán đài Tây Anh đã giao cho Huệ Cường. Tiểu tử này làm hỏng việc, giờ đây anh lại phải gánh chịu trách nhiệm. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Lâm Thanh Hồng nói, em đã khuyên anh từ lâu rồi, làm kinh doanh phải biết mình biết ta, những việc ăn bớt làm xén không thể nào làm được. Anh thông qua quan hệ với Huệ Cường để lấy về công trình sân vận động, rồi lại đưa một phần công trình cho anh ta. Anh ta chẳng có chút kinh nghiệm làm công trình gì hết. Lương Thành Long nói, quy tắc làm ăn của Trung Quốc vốn là như vậy. Nếu như em không cho người ta cái lợi, thì làm sao có thể có được công trình lớn như vậy? Huệ Cường đến tìm anh, muốn anh đưa công trình khán đài Tây cho công ty em họ anh ta, nghiệm thu cũng không cần anh phải hỏi nhiều. Lâm Thanh Hồng thở dài, anh bị hồ đồ à? Trên hợp đồng viết tên của anh, công trình cũng là của tập đoàn Phong Dụ, có vấn đề người ta đương nhiên là sẽ tìm anh rồi. Anh đi đi, rời khỏi Đông Giang, xem tình hình thế nào rồi tính sau. Lương Thành Long lắc đầu nói, anh không thể đi được, nếu như anh đi thì việc này sẽ liên lụy đến chú của anh không thể làm liên lụy đến ông ấy. Vậy thì làm thế nào? Nếu như bên trên muốn làm cho nghiêm chuyện này, thì anh không những phải bồi thường, có khi còn bị ngồi tù nữa đấy, thậm chí, anh bị tử hình cũng nên. Lương Thành Long nghe đến hai chữ tử hình, mặt trắng bệch, anh ta run rẩy nói, Thanh Hồng, anh không biết phải làm thế nào, nhưng, thật sự là anh không thể đi được, nếu như anh đi rồi. Thì cả đời này anh chẳng còn mặt mũi nào để quay lại nữa. Lâm Thanh Hồng mặc dù là một người phụ nữ mạnh mẽ, nhưng lúc này cũng rơi lệ, sự việc của sân vận động gây nên thảm họa lớn như vậy, nhiều người chết và bị thương đến thế, ảnh hưởng của chuyện này trong nước rất xấu, là người lãnh trách nhiệm của công trình, Lương Thành Long không thể nào thoát nổi trách nhiệm. Lâm Thanh Hồng nói, anh có hỏi chú chưa? Lương Thành Long lắc đầu nói, anh không dám gặp ông, anh chẳng có mặt mũi nào để gặp ông. Lâm Thanh Hồng nói, làm thế nào đây? Làm thế nào đây? Lương Thành Long đột nhiên nhớ đến một người, anh ta nhấc điện thoại lên gọi, người Lương Thành Long tìm là Hà Trường An, Hà Trường An có nhiều mối quan hệ, biết chăng ông ta lại giúp được. Hà Trường An nghe xong Lương Thành Long kể lể, ông ta cho Lương Thành Long một kiến nghị, nói tất cả sự thật ra, không thể thoát được đâu. Lương Thành Long thật sự không thể trốn được, sau khi sự việc phát sinh không lâu, anh ta bị bắt giam. Buổi sáng ngày hôm sau, Lương Thành Long bị tổ điều tra mời đến hỏi, người phụ trách thẩm vấn anh ta là bạn cũ của anh ta, Trương Dương. Mặc dù đã có tâm lý từ lâu, nhưng nhìn thấy Trương Dương, Lương Thành Long vẫn ngạc nhiên, anh ta cũng hiểu rằng, giờ đây là lúc mẫn cảm, không phải là lúc nói đến việc tình cảm bạn bè. Sau khi ngồi lên ghế, anh ta nhìn Trương Dương. Trương Dương rất nghiêm túc, hắn nói với người ghi chép bên cạnh, chuẩn bị xong cả chưa? Người ghi chép gật đầu. Trương Dương hỏi, Lương Thành Long tiên sinh, tôi là người phụ trách công việc điều tra của tổ điều tra vụ án sân vận động 417 Trương Dương, hôm nay mời anh đến đây, là muốn tìm hiểu một vài vấn đề thay mặt cho tổ điều tra. Trước khi hỏi anh, tôi có trách nhiệm phải nói với anh về chính sách của chúng tôi. Lương Thành Long điềm đạm cười nói, không cần phải nói nữa đâu, những chính sách của đảng tôi đều hiểu cả, thật thà nhận được khoan hồng, kháng cự bị xử nghiêm, anh yên tâm đi. Tôi nhất định sẽ nói hết tất cả những gì mình biết, anh muốn biết điều gì thì cứ hỏi đi. Thái độ của Lương Thành Long làm Trương Dương rất hài lòng, sự việc đã xảy ra rồi, thì trốn tránh cũng chẳng có ý nghĩa gì nữa,
chỉ có tích cực đối mặt với nó mới giải quyết được vấn đề. Trương Dương nói, theo tình hình điều tra trước mắt của chúng tôi, công trình cải tổ sân vận động Đông Giang do tập đoàn Phong Dụ Đông Giang phụ trách, khởi công bắt đầu từ tháng 9 năm 1991, thời gian hoàn thành là tháng 5 năm 1993, bắt đầu đưa vào sử dụng chính thức từ ngày 18 tháng 5. Lương Thành Long gật đầu, hoàn toàn chính xác. Anh là đại diện pháp nhân của tập đoàn Phong Dụ, anh có biết rằng sự việc sập khán đài Tây sân vận động lần này, mình phải chịu trách nhiệm trước pháp luật không? Lương Thành Long nói, tôi là đại diện pháp quyền của tập đoàn Phong Dụ, tôi rất tiếc và áy náy về hậu quả bi thảm lần này, tôi sẽ không trốn tránh trách nhiệm tôi phải gánh, nhưng có vài chuyện tôi cần phải nói rõ, hy vọng có giúp ích đối với sự điều tra của chính phủ. Anh nói đi. Lương Thành Long nói, bên chịu trách nhiệm sửa chữa sân vận động Đông Giang là tập đoàn Phong Dụ, nhưng trong quá trình thi công chúng tôi đã chuyển nhượng một phần công trình cho người khác. Khán đài Tây xảy ra sự cố đó, chính là phần chúng tôi chuyển nhượng ra ngoài. Lương Thành Long ngớ người, đây là một đầu mối hoàn toàn mới, trước đó không hề biết chuyện này, Lương Thành Long nói ra chuyện này đúng lúc này, rõ ràng là muốn từ chối trách nhiệm của mình, đương nhiên anh ta cũng bị ép đến đường cùng, bất cứ ai đến bước này cũng đều sản sinh ra ý thức tự bảo vệ mình cả. Trương Dương nói, ý anh nói rằng công trình khán đài Tây không thuộc vào phần xây dựng của công ty Phong Dụ. Công trình tu bổ sân vận động còn có người thứ ba nhúng tay vào. Lương Thành Long gật đầu, Huệ Cường đã tìm đến tôi, anh ta bảo tôi đưa công trình khán đài Tây cho em họ của anh ta làm, em họ của anh ta tên là Lưu Hải Quân, mở một công ty lắp đặt kiến thiết Tân Hoành Kiến Thiết. Công trình khán đài Tây đều là do họ làm cả. Trương Dương nghiêm giọng nói, Lương tiên sinh, tôi nghĩ tôi không cần nhắc nhở những trách nhiệm mà một người đại diện pháp quyền cần phải lãnh, tại sao trên hợp đồng không có tên của Huệ Cường? Tại sao cái tên Tân Hoành Kiến Thiết và Lưu Hải Quân chưa từng xuất hiện? Lương Thành Long nói, tôi không phải là muốn kéo người vào đỡ tội, việc đã xảy ra, tôi đã biết tôi có tội, nhưng tôi là một công dân của nước Cộng hòa Chủ nghĩa, tôi không muốn người phạm tội thật sự nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật. Trương Dương nói, tập đoàn Phong Dụ của anh có tư chất cấp một của quốc gia, tại sao phải chuyển nhượng một phần công trình cho người khác? Chẳng lẽ các anh không đủ khả năng làm công trình này hay sao? Lương Thành Long nói, Huệ Cường là con trai của chủ nhiệm Ủy ban Thể dục Thể thao tỉnh Huệ Kính Dân. Nếu như tôi không chia sẻ công trình với anh ta, tôi không thể nào lấy được công trình đó về tay mình. Tôi thừa nhận, thông qua quan hệ của Huệ Cường mới lấy được công trình này, đưa phần khán đài Tây cho anh ta để trả nợ cho anh ta mà thôi. Nếu như tôi không làm như vậy, thì tôi sẽ gặp phiền phức trong quá trình nghiệm thu và hoàn thuế. Trương Dương gật đầu, Lương Thành Long nói rất rõ mọi chuyện, là bạn, hắn rất đồng tình với hoàn cảnh hiện tại của Lương Thành Long, nhưng pháp luật là pháp luật. Dù là khán đài Tây không phải do Lương Thành Long trực tiếp làm, nhưng người lãnh trách nhiệm tu bổ sân vận động là anh ta mới là người đứng đầu hợp pháp, anh ta phải chấp nhận trách nhiệm lần này, Trương Dương nói, Lương tiên sinh, vì anh có liên quan đến lần sụp đổ của sân vận động lần này, tổ công tác đã quyết định tạm giam anh. Lương Thành Long gật đầu, anh ta khom lưng nói, xin lỗi. Tôi rất xin lỗi về những gì do mình gây ra, anh ta đến trước cửa phòng, Trương Dương lại hỏi, Lương tiên sinh. Trong quá trình thi công của công trình, anh có đến hiện trường xem không? Là một người có kiến thức về kiến thức, chẳng lẽ anh không dự tính được trước chuyện này ư? Lương Thành Long không quay lại, tôi rất hối hận, tôi và Tân Hoành Kiến Thiết có ký một bản hợp đồng chuyển nhượng, và chưa công khai, tôi nghĩ bản hợp đồng này sẽ có ích, tôi sẽ đưa nó ra. Sau khi Lương Thành Long rời đi, Trương Dương ngay lập tức báo cáo chuyện này với Lưu Diễm Hồng, Lưu Diễm Hồng chỉ đạo, công an phối hợp với Trương Dương. Mời Tân Hoành Kiến Thiết và Lưu Hải Quân đến hỏi. Lưu Diễm Hồng lần này cho Trương Dương quyền lực rất lớn, điều này có quan hệ với thái độ của Cố Doãn Chi, với sự việc sập đổ của sân vận động, cần phải điều tra rõ ràng trong thời gian ngắn, xử lý tất cả những người có trách nhiệm liên đới. Lưu Hải Quân là người chưa từng trải, lúc đầu còn rảo biện mấy câu, nhưng khi Trương Đại Quan hù dọa, rất nhanh đã đầu hàng, gã thừa nhận công trình khán đài Tây này do gã làm, thi công cụ thể là một đám người thân gã mời đến từ thôn. Toàn là nông dân công, đội ngũ của gã đến tư chất thi công đều không có. Huệ Cường không giống như Lưu Hải Quân, gã là con trai của chủ nhiệm ủy thể dục thể thao Huệ Kính Dân, tầm mắt và tố chất tâm lý tốt hơn rất nhiều so với Lưu Hải Quân, gã ít nhiều đã có sự chuẩn bị tâm lý về việc này, nhìn Trương Dương rất ngạo mạn các người gọi tôi đến đây để làm gì. Tôi là một công nhân tuân thủ pháp luật, từ nhỏ đã là học sinh ba tốt, lớn lên là một thanh niên tốt của xã hội, tôi còn chưa từng vượt đèn đỏ. Trương Dương cười nói, Huệ Cường, anh đừng giở trò với tôi,
không có việc gì tôi làm sao phải tìm anh tới đây? Anh cảm thấy anh rất hấp dẫn sao? Huệ Cường rất đen, đó là do gã thường xuyên ra ngoài vận động, bị mặt trời đốt đen làn da, gã cười nói cảm ơn, cũng còn đủ dùng, rất nhiều người theo đuổi tôi. Trương Dương đập quyển sổ lên bàn, nghiêm túc vào cho tôi. Huệ Cường nói, tôi rất nghiêm túc. Trương Dương nói, việc sân vận động Đông Giang anh có biết không? Tôi nghe nói rồi, Huệ Cường rất bình tĩnh, gã ý thức được cuối cùng cũng tìm đến gã, không cần phải hỏi, nhất định là Lương Thành Long đã bán rẻ mình rồi. Tố chất tâm lý của Huệ Cường rất tốt, gã rất bình tĩnh, nhưng có một điều hắn không thể ngờ được, nhịp tim của hắn đã bị Trương Dương nghe rất rõ. Trương Dương cũng chẳng thèm vòng vo, theo tình hình trước mắt chúng tôi nắm được, công trình khán đài Tây của sân vận động Đông Giang là của anh xây dựng. Huệ Cường cười nói, không thể nào nói linh tinh được, tôi làm về bên linh kiện ô tô, có gì liên quan đến bên kiến trúc đâu, anh nghe ai nói thế? Tôi và khán đài Tây sân vận động Đông Giang chỉ có một mối liên quan duy nhất, đó là tôi đã từng đến đó xem đấu bóng, có điều, may mà hôm qua tôi không đi, nếu không thì, khiếp thật, nghĩ đến là nổi hết da gà. Trương Dương nhìn tên này tức điên người, hắn thầm chửi, để xem còn miệng lưỡi được bao lâu. Trương Dương nói, vừa nãy ngồi vào vị trí này là Lưu Hải Quân, giám đốc của Tân Hoành Kiến Thiết, đừng nói là đến anh ta anh cũng không quen chứ. Nụ cười trên mặt Huệ Cường vụt tắt, gã nhìn Trương Dương, ý của anh là gì? Lưu Hải Quân là em họ của tôi biết cậu ấy, rốt cuộc anh muốn chứng minh điều gì? Trương Dương nói, Lưu Hải Quân đã thừa nhận. Công trình khán đài Tây sân vận động là do anh ta bao thầu, anh ta mới là người trực tiếp thi công công trình đó. Huệ Cường nói, thế thì đã sao? Có liên quan gì đến tôi? Lưu Hải Quân thông qua quan hệ với anh mới nhận được công trình này, anh nói thật đi, anh đã nhận được bao nhiêu tiền từ công trình này? Huệ Cường rõ ràng đã hơi hoảng, hắn nói lớn lên để trấn áp nỗi bất an trong lòng, anh có chứng cứ gì không? Nếu không có chứng cứ thì đừng nói linh tinh, tôi chẳng có quan hệ gì với chuyện này. Tôi cũng chẳng được lợi lộc gì cả. Trương Dương nói, từ liên hệ công trình đến nghiệm thu cuối cùng anh đều tham dự cả, giờ đây lại nói anh chẳng có liên quan gì sao? Được, Huệ Cường, anh có thể không nói với tôi, những việc về sau tự anh đi nói với cơ quan kiểm tra, nói với tòa án. Huệ Cường nói, tôi nói lại một lần nữa, tôi không có quan hệ gì với sân vận động Đông Giang, chẳng có chút quan hệ gì hết. Trương Dương chẳng muốn giải thích với gã, xua tay nói. Lệnh bắt giữ anh đã có rồi, anh ngồi kiểm điểm đi. Anh dựa vào đâu mà bắt giữ tôi? Trương Dương nói, cậu nói cho rõ nhé, tôi phải là tôi bắt giữ anh, mà là tôi đại diện cho kỷ ủy. Lệnh bắt giữ là do cơ quan công an phát, giờ đây cậu nói cho rõ tình hình, thì có lợi cho cậu về sau. Nếu cậu không nói, thì không có nghĩa cậu có thể trốn tránh được trách nhiệm của mình. Lưu Hải Quân đã cung cấp rất nhiều bằng chứng, bên Lương Thành Long cũng có bằng chứng. Nếu không có bằng chứng thiết thực, tôi cũng không gọi anh đến đây làm gì. Anh về nghĩ cho kỹ đi, nói toàn bộ sự việc này ra, những thứ gì nên khai thì khai. Về sau hối cũng chẳng kịp đâu. Tổ công tác không ai là nhàn nhã cả, khi Trương Dương đối phó với Huệ Cường, Phó Bí Thư Kỷ ủy Lưu Diễm Hồng và chủ nhiệm ủy thể dục thể thao Huệ Kính Dân nói chuyện. Huệ Kính Dân là một con nghiện thuốc, ông ta vừa hút thuốc vừa trả lời câu hỏi của Lưu Diễm Hồng. Lưu Diễm Hồng nói, chủ nhiệm Huệ, tôi mời ông đến đây là muốn hiểu một vài tình hình về việc tu bổ công trình sân vận động. Huệ Kính Dân đã có chuẩn bị sẵn cho việc này, ông gạt gạt đầu tàn thuốc rồi nói, công trình tu bổ sân vận động là chỉ sự đạo của chính phủ thành phố Đông Giang, đã đấu thầu công khai trước xã hội, lúc đó phương án đấu thầu và giấy đấu thầu cũng đã có đủ, chúng tôi đã mời không ít chuyên gia đến tiến hành kiểm tra, trải qua rất nhiều tầng lớp, cuối cùng mới chọn được tập đoàn Phong Dụ thành người đầu tư vào công trình tu bổ này. Lưu Diễm Hồng nói, chủ nhiệm Huệ, theo điều tra của chúng tôi, trong công trình này, con trai ông là Huệ Cường có nhúng tay vào. Huệ Kính Dân lắc đầu, làm sao thế được? Huệ Cường nó làm về bên linh kiện ô tô, nó chẳng có quan hệ gì với ngành kiến trúc hết. Trước đến giờ yêu cầu của tôi với nó đều rất cao. Việc tu bổ sân vận động là rất mẫn cảm. Tôi sợ người ta nói ra nói vào, nên mới đề nghị công khai đấu thầu. Quá trình đó đều rất rõ ràng, không tồn tại bất cứ vấn đề trái pháp luật nào. Ý của chủ nhiệm Huệ là trong quá trình đấu thầu không tồn tại bất cứ vấn đề nào. Huệ Kính Dân nói rất khẳng định. Tuyệt đối không có vấn đề gì. Lưu Diễm Hồng nói, được, chúng tôi tạm tin rằng trong quá trình đấu thầu không có vấn đề gì, vậy trong giai đoạn nghiệm thu có vấn đề gì không? Huệ Kính Dân hút vào một hơi, rồi lại nhả ra một làn khói, Bí thư Lưu, tôi là chủ nhiệm thể ủy, không phải là chuyên gia kiến trúc,
mặc dù tôi có tham dự vào tổ nghiệm thu, nhưng tôi chỉ tồn tại với ý nghĩa tượng trưng mà thôi, còn nghiệm thu thật sự đều là do những chuyên gia làm cả, họ nói là không có vấn đề gì, thì đương nhiên tôi sẽ cho rằng không có vấn đề gì. Vì thế ông đã ký vào tờ chứng nhận hợp lệ nghiệm thu của công trình. Ngữ khí của Lưu Diễm Hồng đã nghiêm khắc hơn. Huệ Kính Dân phát hiện ra rằng câu nói vừa rồi của mình đã có ý chối bỏ trách nhiệm quá rõ, ông ta thở dài một tiếng, mặt làm ra vẻ rất đau khổ, bí thư Lưu à, tôi thừa nhận công việc làm của tôi có chỗ hở, đó chính là sự thiếu sót của tôi, mới làm cho công trình không hợp lệ này thông qua nghiệm thu một cách chót lọt, tôi có trách nhiệm. Tôi rất xấu hổ. Lưu Diễm Hồng tiếp tục đưa ra đòn công kích thứ hai, theo những chứng cứ chúng tôi điều tra được, đã nhận định bước đầu rằng, bên thi công công trình khán đài Tây Sân Vận động Đông Giang là do Tần Hoành Kiến Thiết đứng ra đảm nhận, người phụ trách công ty là Lưu Hải Quân đã chứng nhận, thông qua quan hệ của Huệ Cường để lấy được một phần của công trình đó. Sắc mặt của Huệ Kinh Dân ngày càng xấu đi, ông ta lắc đầu nói, sự việc cụ thể của công trình đó tôi không rõ, công việc đó không thuộc phạm vi quản lý của tôi. Lưu Diễm Hồng ngày càng ép chặt, ông có thể nói rõ hơn một chút quan hệ giữa ông và Lưu Hải Quân không? Huệ Kính Dân hút thuốc ngày càng nhanh, đến tận khi điếu thuốc trong tay đã hút xong, ông ta mới gạt tàn thuốc, Lưu Hải Quân là cháu trai của tôi. Tôi có thể dùng nguyên tắc đảng của mình để bảo đảm, trong công trình sân vận động, tôi không cho nó một chút lợi ích nào. Lưu Diễm Hồng nói, chủ nhiệm Huệ, ông có biết chuyện Lưu Hải Quân đã bao thầu một phần công trình không? Huệ Kính Dân ngớ người. Ông ta sờ vào bao thuốc, rút ra một điếu nữa, rồi gật đầu, nói rằng biết, nếu như nói không biết thì quá là vô lý. Xin hỏi chủ nhiệm Huệ, ông có hiểu gì về Tân Hoành Kiến Thiết hay không? Có biết tính chất của công ty đó không? Có biết rằng công ty của anh ta không có tư cách nhận công trình này hay không? Huệ Kính Dân nói, bí thư Liễu, lúc công trình đang thi hành tôi mới biết rằng Lưu Hải Quân đã bao thầu một phần của công trình, bên chịu trách nhiệm kiến thiết công trình là tập đoàn Phong Dụ. Tôi đã hỏi bên chịu trách nhiệm về chuyện này, họ đảm bảo với tôi rằng trình độ của bên Tân Hoành Kiến Thiết hoàn toàn phù hợp với yêu cầu của chúng tôi, như vậy chúng tôi mới tiếp tục để Lưu Hải Quân và đội ngũ thi công của anh ta làm. Lưu Diễm Hồng nói, chủ nhiệm Huệ, tôi chỉ muốn hỏi như vậy thôi. Huệ Kính Dân đột nhiên cảm thấy tay cầm điếu thuốc của ông ta run rẩy một chút, ông ta bắt đầu nhận thức được việc này đã dần trở nên phức tạp, con trai và cháu của ông ta đã dần chìm sâu vào đó. Có lẽ những điều ông ta phải gánh chịu không chỉ là trách nhiệm của một lãnh đạo. Bí thư thị ủy Đông Giang phó thị trưởng tỉnh Bình Hải Lương Thiên Chính lúc đó đang ngồi trong phòng làm việc của Cố Doãn Chi, những biểu cảm của ông ta rất trầm tư, số người chết đã lên đến 31 người, là bí thư thị ủy của Đông Giang, lúc này ông ta cảm thấy một áp lực tinh thần rất lớn, làm cho ông ta cảm thấy áp lực còn vì một chuyện nữa, người chịu trách nhiệm thi công công trình sân vận động là cháu trai của ông ta, cùng với việc lo lắng cho cháu trai. Cũng không tránh khỏi thấp thỏm, việc này liệu có liên lụy đến ông ta hay không? Cố Doãn Chi gỡ cặp kính lão xuống, nhìn Lương Thiên Chính đang ngồi chán trường trên ghế nói, đồng chí Thiên Chính, tôi tìm ông là để tìm hiểu một vài tình hình. Lương Thiên Chính nói, bí thư Cố cứ nói. Cố Doãn Chi nói, cháu trai ông là Lương Thành Long, là bên chịu trách nhiệm thi công công trình tu bổ sân vận động, trong công trình này, ông có tham dự vào không? Có dựa vào ảnh hưởng của ông làm lợi cho công ty của cậu ta không? Lương Thiên Chính lắc đầu, không có, trong quá trình Lương Thành Long đấu thầu công trình tu bổ sân vận động, Lương Thiên Chính thật sự không hề cho cháu trai chút ích lợi nào, nhưng nói đến tác dụng của sức ảnh hưởng, dù là ông ta hay Cố Doãn Chi đều biết rằng, dù rằng Lương Thiên Chính không trực tiếp nhúng tay vào, nhưng những ảnh hưởng của ông ta nhất định có chút ảnh hưởng trong quá trình đấu thầu đó. Cố Doãn Chi nói, 31 người rồi. Lương Thành Long thở dài, bí thư Cố, tôi sẽ chịu những trách nhiệm của tôi. Cố Doãn Chi đáp lời, ông đừng nói trách nhiệm với tôi, giờ đây vấn đề quan trọng hàng đầu là phải xử lý vấn đề đối xử với những người đã gặp nạn, còn hai người mất tích chưa tìm thấy, họ rốt cuộc còn sống hay đã chết chúng ta vẫn chưa biết được. Là bí thư thị ủy Đông Giang, lúc này, cần phải tìm cách để làm êm lòng quần chúng, cần phải khống chế sự việc, còn vấn đề trách nhiệm, nói sau cùng. Những gì phải gánh chịu, chẳng có ai là chạy thoát được đâu. Lương Thiên Chính gật đầu. Lúc này tỉnh trưởng Tống Hoài Minh bước vào gặp Cố Doãn Chi, Lương Thiên Chính thông minh chọn cách cáo từ, hai vị bô lão nói chuyện ông ta không đủ tư cách để tham dự vào. Tống Hoài Minh rõ ràng đã tiểu tụy đi rất nhiều, tối qua ông ta đã thức trắng đêm, ở hiện trường cứu chữa sân vận động đến sáng sớm mới rời khỏi đó, ông ta mang đến cho Cố Doãn Chi một vài thông tin tốt, số người chết không tăng thêm, hai người mất tích cuối cùng đã tìm thấy, giờ đây con số người chết là 31.
Với họ mà nói, tình thế đã rất xấu rồi, từ lúc đổ sập khán đài sân vận động đến nay, tất cả những gì họ nhận được là một chuỗi những thông tin xấu. Tống Hoài Minh nói, Bí thư Cố, tôi vừa đến bệnh viện thăm hỏi người bị thương. Cố Doãn Chi nhìn gương mặt hốc hác của Tống Hoài Minh, ông ta thở dài nói, Hoài Minh, anh cũng cần phải chú ý đến sức khỏe, nếu cứ thức đêm mà ốm thì công việc phải làm thế nào. Tống Hoài Minh gật đầu, tình hình ở hiện trường như một cơn ác mộng vậy, 31 sinh mạng đã chết chẳng có một lý do nào cả. Lần này nhất định phải điều tra rõ ràng trách nhiệm, cần phải cho người chết một lời giải thích, cần phải cho dân chúng một lời giải thích. Cố Doãn Chi đã nhắc nhở chuyện này không chỉ một lần. Tống Hoài Minh nói, tình hình đã điều tra tương đối rồi, lần này sự việc khán đài sụp đổ là do chất lượng công trình có vấn đề, nguyên nhân nữa là do lúc đó trên khán đài tập trung quá nhiều người hâm mộ bóng đá. Cố Doãn Chi nói, đa phần người chết đều là những người hâm mộ của tỉnh Vân An, Kiều Trấn Lương đã gọi điện cho tôi, Vân An của họ đã lập ra một tổ điều tra, tôi bảo Triệu Quý Đình trực tiếp phụ trách tiếp đón, anh đoán xem lần này ai đến. Tống Hoài Minh nói, ai vậy? Hồng Vĩ Cơ, bí thư thị ủy tiền nhiệm Giang Thành, giờ đây đã là phó tỉnh trưởng tỉnh Vân An. Ngữ khí của Cố Doãn Chi rất khinh miệt, lúc đầu Hồng Vĩ Cơ xảy ra vấn đề, cảm giác ở Bình Hải không có tiền đồ gì. Bèn thông qua quan hệ móc nối với Kiều Lão, mới có thể rời khỏi Giang Thành, giải thoát khỏi cảnh khốn khó, giờ đây đã trở thành phó tỉnh trưởng tỉnh Vân An. Tống Hoài Minh chau mày nói, ông ta đại diện cho tỉnh Vân An đến đây nói chuyện với chúng ta. Cố Doãn Chi nói, sự việc đã xảy ra rồi, thì chúng ta không chối từ trách nhiệm, nhưng Hoài Minh, anh có bao giờ nghĩ đến hậu quả của việc này gây ra, giờ đây ánh mắt của tất cả mọi người đều tập trung vào chuyện đổ vỡ của khán đài sân vận động. Nếu như lần theo sợi dây đầu mối này, nhất định sẽ lần ra được những nhà kiến trúc, quan chức liên quan đến việc trùng tu sân vận động, tôi đã nói nhất định phải truy cứu trách nhiệm của họ, việc này vốn rất bình thường, nhưng tôi lo là Cố Doãn Chi không nói hết câu. Tống Hoài Minh đã hiểu ý của ông ta, Cố Doãn Chi lo lắng rằng việc này sẽ bị người khác lợi dụng, Cố Doãn Chi sắp nghỉ hưu, việc này không là ảnh hưởng gì quá lớn đối với ông ta, nhưng với Tống Hoài Minh thì không phải vậy. Việc này sẽ bị người khác lợi dụng để công kích ông ta. Tống Hoài Minh nói, trong sự việc này, tôi thật sự có trách nhiệm không thể nào chối từ được. Cố Doãn Chi nói, trách nhiệm phải chấp nhận, nhưng không đến lượt người ngoài nói vào. Ý của ông ấy rất rõ ràng, việc này phát sinh tại Bình Hải, lãnh đạo Bình Hải có thể xử lý tốt. Vân An phái Hồng Vĩ Cơ nói, ngoài mặt thì nói là tìm hiểu tình hình, nhưng thực tế là thêm áp lực cho họ. Cố Doãn Chi rất ghét cách làm này, mặc dù Kiều Trấn Lương phải tiếp bước tôi. Nhưng giờ đây tôi vẫn đang là bí thư tỉnh ủy Bình Hải, tôi vẫn còn chưa nghỉ hưu, thì ông đã làm như vậy có phải là hơi sớm rồi không? Có phải hơi bộp chộp hay không? Tống Hoài Minh cũng đang suy nghĩ việc này có thể sẽ ảnh hưởng đến tiền đồ của ông ta, nhưng giờ đây ông ta đã không còn có thể để ý được đến điều đó nữa, giờ đây điều ông ta quan tâm nhất là làm sao an ủi được người dân. Cố Doãn Chi nhắc nhở Tống Hoài Minh, cần phải giữ nguyên tắc nhưng ít nhất cũng phải có những nguyên tắc cơ bản của chính mình, Hoài Minh. Tỉnh Vân An có người đến, anh đi gặp mặt họ đi, tôi không muốn gặp họ. Tống Hoài Minh gật đầu. Khi Tống Hoài Minh rời đi, Cố Doãn Chi phát hiện rằng, lưng ông ta đã hơi gù, xem ra, áp lực mà Tống Hoài Minh phải gánh chịu còn lớn hơn ông ta tưởng. Cố Doãn Chi nhắm hai mắt lại, ngón tay gõ gõ lên mặt bàn rất có tiết tấu, thư ký bước đến nói, Bí thư Cố, Bí thư Lưu của kỷ ủy đã đợi ở ngoài rất lâu rồi. Cố Doãn Chi mở to hai mắt, bảo cô ấy vào đây. Lưu Diễm Hồng không phải đến một mình, cùng đến với cô ta còn có Trương Dương, họ lần này đến đây là để báo cáo tình hình tiến triển của sự việc. Lưu Diễm Hồng vốn không bảo Trương Dương đến cùng, nhưng Trương Dương nghe nói cô ta muốn đi gặp Cố Doãn Chi, cứ nhất quyết đòi theo. Lưu Diễm Hồng biết mối quan hệ của hắn và Cố Doãn Chi, vì thế cũng đồng ý mà chẳng suy nghĩ nhiều. Vì Cố Doãn Chi vừa tiếp Lương Thiên Chính và Tống Hoài Minh, vì vậy Lưu Diễm Hồng và Trương Dương đợi ở ngoài đã khá lâu. Cố Doãn Chi không biết Lưu Diễm Hồng đã cho Trương Dương vào tổ công tác, thấy hai người cùng đến ngay lập tức hiểu ra, Lưu Diễm Hồng cũng có trí tuệ của cô ta, việc này rất khó giải quyết, mời Trương Dương đến công tác thật sự là một chiêu thức tuyệt diệu, tiểu tử này chẳng sợ trời cũng không sợ đất, đằng sau cậu ta còn nhiều mối quan hệ như vậy, Lưu Diễm Hồng để cho hắn ta làm quan tiên phong là một quyết định đúng đắn. Sau khi hai người ngồi xuống, Lưu Diễm Hồng nói, Bí thư Cố, chúng tôi đến đây là muốn báo cáo với ông về tình hình tiến triển của việc điều tra. Cố Doãn Chi gật đầu, Lưu Diễm Hồng nói lại một lượt tình hình một cách đơn giản. Cố Doãn Chi nói, nếu như tôi không hiểu nhầm,
thì có phải là cô hoài nghi về quá trình nghiệm thu công trình hay không? Lưu Diễm Hồng nói, bí thư Cố thật là cao minh. Cố Doãn Chi nói, đã hoài nghi thì đi kiểm tra, chẳng phải là tôi đã nói với cô rồi hay sao? Lần này tôi đã đưa bảo kiếm cho cô nắm giữ, dù là liên quan đến ai, dù là đằng sau ông ta có thân phận gì, cô đều có quyền điều tra đến cùng, có việc gì tôi sẽ đứng sau cô. Cảm ơn sự ủng hộ của bí thư Cố. Cố Doãn Chi lại nói, tôi phát hiện ở sự việc này, tất cả sự chú ý của mọi người đều tập trung ở vấn đề chất lượng công trình, đây chỉ là một trong số những vấn đề của nó, còn một vấn đề thực tế rất quan trọng mà mọi người đã quên mất nó rồi. Đột nhiên ông ta dừng một lúc rồi nói, các ưu đãi. Lưu Diễm Hồng ngớ người, nhưng Trương Dương bên cạnh đã ngộ ra điều gì đó. Cố Doãn Chi nói, theo tôi thấy, một nguyên nhân khác dẫn đến vụ sập đổ khán đài sân vận động này, đó chính là lúc đó trên khán đài tập trung quá nhiều người, sự xung đột của người hâm mộ là một trong những nguyên nhân cơ bản làm cho khán đài bị sập. Trương Dương nói, bí thư Cố, lúc đó khi khán đài bị sập, tôi đã ở hiện trường, nguyên nhân cơ bản dẫn đến lần xung đột này, đó là trọng tài đã bắt sai, trọng tài đã khống chế trận đấu này, dẫn đến những người hâm mộ mất bình tĩnh, mới dẫn đến việc xung đột quy mô lớn giữa người hâm mộ bóng đá. Chương 347, lập trường. Cố Doãn Chi thấp giọng nói, việc này đã điều tra rõ ràng chưa? Lưu Diễm Hồng ngay lập tức hiểu ra, Cố Doãn Chi nhắc đi nhắc lại việc xung đột của người hâm mộ bóng đá, không phải là một việc ngẫu nhiên, bí thư tỉnh ủy rõ ràng rất khó chịu đối với áp lực và sự tra hỏi từ bên Vân An, chất lượng công trình đương nhiên có vấn đề, nhưng vì một lượng lớn người hâm mộ đổ lên khán đài, vượt quá sức chứa của khán đài, nên mới dẫn đến việc khán đài bị sập. Cố Doãn Chi không phải là muốn từ chối trách nhiệm, ông ta muốn chứng minh rằng, trách nhiệm không chỉ hoàn toàn nằm về phía Bình Hải, bên Vân An cũng tồn tại một số trách nhiệm nhất định. Trương Dương cũng đã hiểu ra, bí thư Cố không muốn con mắt công chúng cứ kè kè trên người Bình Hải, ý của ông ấy là muốn mượn việc người hâm mộ đá bóng làm loạn kìm hãm bên Vân An, Trương Dương ngầm thán phục sự cao minh của Cố Doãn Chi. Cố Doãn Chi làm như vậy không phải là vì muốn rũ bỏ trách nhiệm của mình, ông ta muốn trong lúc tất cả mọi người đang chỉ trích về lãnh đạo Bình Hải, phân tán sự chú ý của mọi người, để cho bản thân ông, để cho tầng lớp lãnh đạo ở Bình Hải được thở phào một chút. Cũng là để cho lãnh đạo tỉnh Vân An hiểu rằng, tạo nên hậu quả của việc lần này không chỉ là nguyên nhân đơn giản từ một phía nào cả, mà mọi người cần phải tìm nguyên nhân trên chính bản thân mình. Và ông hy vọng thông qua lần này, có thể làm cho bên Vân An bình tĩnh lại, dựa trên nguyên tắc thực tế và hiểu lẫn nhau để giải quyết vấn đề lần này. Lưu Diễm Hồng nói, câu lạc bộ Thái Hồng tạm thời chưa rời đi, tối nay họ sẽ đến hiện trường sân vận động, cử hành một nghi lễ viếng cùng với những người hâm mộ bóng đá tỉnh Vân An, tôi nghĩ rằng, những lãnh đạo trước đó đến xử lý chuyện này cũng sẽ tham gia. Cố Doãn Chi lạnh lùng nói, làm bừa, lúc này mà còn tổ chức lễ truy điệu, chỉ là đổ thêm dầu vào lửa mà thôi. Ánh mắt của ông hướng vào Trương Dương, kỳ ủy xem trọng cậu như vậy, cậu phải biểu hiện cho tốt vào, điều tra triệt để việc này, làm cho tất cả sự việc đều rõ ràng. Trương Dương gật đầu, ông yên tâm đi, bí thư Cố. Hắn lại nghĩ đến một việc, hỏi, bí thư Cố, tôi nghi ngờ trận đấu này có vấn đề, nếu như điều tra đề cập đến câu lạc bộ Thái Hồng, thì có cần phải thông báo với bên tỉnh Vân An một tiếng không? Tên này cố ý nói như vậy. Trước đó hắn đã biết được tổng giám đốc của câu lạc bộ Thái Hồng là Triệu Quốc Lương, là cháu ngoại của phó tổng giám đốc tiền nhiệm Giang Đạt Dương, cha của gã là Triệu Vĩ Phú, là người nắm quyền những doanh nghiệp sắt thép trong nước, cán bộ cấp phó tỉnh, tiểu tử này rất có thế lực, nếu như một mình hắn đi điều tra, thì nhất định phải điều tra đến gã đó, Trương Dương cần phải làm rõ thái độ của Cố Doãn Chi, nói một cách khác, hắn muốn làm rõ xem Cố Doãn Chi có ủng hộ hắn hay không. Cố Doãn Chi nói, tôi đã nói với hai người từ lâu. Dù là có ảnh hưởng đến ai, đến việc gì, dù là người đó có thân phận như thế nào, đều phải điều tra đến cùng. Mọi người hãy yên tâm mạnh dạn đi thực hiện nhiệm vụ của mình. Nếu như xảy ra bất cứ vấn đề gì, tôi sẽ đứng ra chịu trách nhiệm. Trương Dương và Lưu Diễm Hồng đều đợi câu nói này của ông ta, Trương Dương cười nói, tôi hiểu rồi. Hai người bước ra khỏi phòng làm việc của bí thư tỉnh ủy, Lưu Diễm Hồng giơ ngón tay cái về phía Trương Dương. Trương Dương cười nói, chị đừng khen tôi rất dễ phổng mũi đấy. Lưu Diễm Hồng nói, giờ tôi ngay lập tức liên lạc với Tề Ba, bảo anh ta gọi hết tất cả các trọng tài trong trận đấu đến. Trương Dương gật đầu nói, đây mới là trọng điểm, đám đó tất cả đều có vấn đề hết, nhất định vậy. Công suất làm việc của Tề Ba rất cao, đương nhiên trước đó họ đã phụ trách giám sát trọng điểm những trọng tài tham gia vào trận đấu lần đó,
Lưu Diễm Hồng vừa ra lệnh, ngay lập tức đã bắt đầu thu lưới. Người trọng tài chính của trận đấu lần đó là Chu Nghị, rất có địa vị trong giới trọng tài trong nước, là trọng tài cấp quốc tế, ông ta tỏ ra kháng cự và phản cảm mạnh mẽ đối với việc tổ điều tra tìm ông ta nói các người gọi tôi đến để làm gì. Tôi chỉ là một người trọng tài, tôi có liên quan gì đến vấn đề đổ sập của sân vận động chứ? Các người bảo tôi đến đây có ý gì? Lưu Diễm Hồng và Trương Dương quay sang nhìn nhau, cô ta ngụ ý Trương Dương hỏi, Trương Dương nói, Chu Nghị, ông là trọng tài cấp quốc tế. Trọng tài số một trong nước. Chu Nghị nhìn tên tiểu tử mặt búng ra sữa này, trừng mắt nói, đúng thế. Đó là sự thể hiện khả năng làm trọng tài của tôi, đó là danh dự mà quần chúng cho tôi. Trương Dương cười một cách gian manh nói, tôi thấy trình độ của ông cũng chẳng ra làm sao mà. Trình độ tôi thế nào chẳng đến lân cậu nói, chúng tôi có cơ cấu đánh giá riêng. Tôi chẳng nói được gì với loại ngoại đạo như cậu cả, nói cậu cũng không hiểu. Trương Dương đập lên bàn, dầm, một tiếng, tức giận nói, Chu Nghị, ông có thái độ gì vậy? Ông ăn nói tử tế vào cho tôi, tử tế vào. Chu Nghị giật thót mình, ngay lập tức trấn tĩnh lại, cậu đừng có mà nổi cáu với tôi, cậu tưởng rằng như thế là tôi sợ rồi à? Tôi là trọng tài cấp quốc tế, tôi đã gặp nhiều chuyện hơn thế này nhiều, tôi không phạm pháp, cậu không có tư cách gì hỏi tôi. Là một trọng tài thì ghê gớm lắm à? Tôi nói cho ông biết, Chu Nghị, với cái cấp độ của ông ấy mà, chẳng đủ tư cách để được nhận những câu hỏi của kỷ ủy tỉnh, ông có biết tại sao lại gọi ông lên đây không? Vì hậu quả của việc này quá nghiêm trọng, nếu không có vấn đề gì tôi gọi ông lên đây làm gì? Ông đáng được gọi à? Lưu Diễm Hồng trao trao mày, tiểu tử này nói năng thậm đậm chất giang hồ, nhưng với loại người như Chu Nghị, thật sự không cần phải khách khí. Trương Dương ngụ ý người ghi chép bật băng, trên màn hình là lần đầu tiên Chu Nghị bắt lỗi trong trận đấu hôm đó. Chu Nghị nhìn lên màn hình TV, biểu cảm vẫn vậy. Trương Dương đầy khích bác, giờ đây với con mắt nhìn chuyên nghiệp của ông lấy cái trình độ trọng tài quốc tế ra để bảo với tôi xem, penalty này có đáng phạt hay không. Chu Nghị nói, phạt sai rồi, nhưng trọng tài trên sân bóng khác với những khi ở dưới, lúc đó tình hình chỉ là một tích tắc, tôi không thể nào nhìn thấy từng góc độ của sân đấu. Dù là người trọng tài ưu tú nhất thế giới này cũng không thể đảm bảo rằng trong suốt cuộc đời ông ta không hề phạm một sai lầm nào, tôi thừa nhận đây là lần bắt sai. Trương Dương cười lạnh một tiếng, ngụ ý tiếp tục phát, số 9 của đội Thất Tinh bị đối phương kéo ngã trên sân, nhưng Chu Nghị coi như không nghe không thấy, không những không phạt penalty, mà còn cho số 9 một thẻ vàng. Trương Dương nói, thế thì lần phạt này là thế nào đây? Chu Nghị nói, tôi nhận thấy lần phạt này không hề có chút sai lầm nào cả. Trong cuốn băng chỉ có thể phản ánh một góc độ, mà không thể nào bao quát được hết tình hình trên sân. Lúc đó số 9 đã có động tác đẩy người, mặc dù rất kín, nhưng anh ta đã phạm lỗi trước. Trương Dương phát hiện tên Chu Nghị này không chỉ giảo hoạt ở mức bình thường, hắn gật đầu, tiếp tục phát băng, phát lại cảnh vừa nãy từ những góc độ khác nhau, không hề có chứng cứ chứng minh số 8 có động tay động chân, góc nào cũng chứng minh rằng đội Thái Hồng phạm quy. Trương Dương nói, sao tôi không thể nhìn ra được số 9 có chỗ nào phạm quy nhỉ? Cậu không phải là người chuyên nghiệp, cậu không hiểu. Trương Dương cười nói, tôi thật sự không phải là người chuyên nghiệp, nhưng vì chuyện này, tôi đã đi hỏi không ít những người chuyên nghiệp, họ đều nhất trí rằng, hai lần phán quyết của ông, đều là sai lầm cả. Chính vì sự phán quyết sai lầm của ông, nên làm cho trận đấu này đã có kết quả như vậy. Chu Nghị nói, tôi là một trọng tài cấp quốc tế, điều đó không sai. Nhưng tôi cũng là người, người cũng có lúc phải phạm sai lầm, cũng có lúc phải có sai sót. Trương Dương tức giận nói, Chu Nghị, ông cảm thấy ông là người, vậy thì ông hãy nói thật bằng lương tâm của chính ông, nếu như không phải vì hai lần thổi còi sai đó của ông, thì tâm trạng của các cầu thủ làm sao có thể không khống chế được như vậy? Làm sao có thể ảnh hưởng đến người hâm mộ bóng đá, làm sao có thể dẫn đến vụ lộn xộn trong khán đài, chính vì sự lộn xộn đó, mới dẫn đến việc khán đài bị đổ, 31 con người. Đang sống sờ sờ là vậy, mà giờ đã chết. Tận mắt ông nhìn thấy khung cảnh bi hoàng đó, chẳng lẽ ông không cảm thấy cắn rứt ư? Trương Dương trong lòng nói, cười cái con khỉ. Hắn đứng dậy trỏ vào mũi Chu Nghị nói, giờ đây bên câu lạc bộ Thất Tinh đang trách ông thổi còi sai, ông nghĩ thế nào? Tôi không thấy hối hận gì. Chu Nghị run lên, nhưng ông ta vẫn cứng đầu nói, tôi chỉ là một trọng tài, nhiệm vụ của tôi chỉ là thổi phạt trên sân đấu. Chứ không phải là khống chế cảm xúc của quần chúng. Trương Dương tức giận nói, với câu nói này của ông, đã tự tước đi tư cách trọng tài cấp quốc tế của mình rồi, sự hỗn loạn ngoài trận đấu,
hoàn toàn là vì sự mất khống chế cục diện trận đấu, giờ đây ông lại nói như vậy, ông còn nhân tính hay không? Chu Nghị nói, cậu có ý gì? Muốn đổ trách nhiệm sập khán đài lên đầu tôi à? Nực cười, thật là nực cười. Trương Dương trong lòng nói, cười cái con khỉ. Hắn đứng dậy trỏ vào mũi Chu Nghị nói, giờ đây bên câu lạc bộ Thất Tinh đang trách ông thổi còi sai, ông nghĩ thế nào? Tôi không thấy hối hận gì. Được, tôi tạm tin ông không hối hận gì. Chu Nghị, lương mỗi tháng của ông là bao nhiêu, thu nhập thổi phạt trận đấu của ông là bao nhiêu, ông dựa vào con số lớn nhất của ông rồi nói với tôi, cho tôi một số liệu cả năm. Chu Nghị nói, đây là chuyện riêng của tôi, không có lý gì phải nói rõ với cậu. Trương Dương thầm chửi, tên này thật là vừa cứng vừa thối tha, nếu không cho hắn biết mùi, thì tên này sẽ không biết thật thà là gì. Trương Dương vất ra một tập tài liệu, theo điều tra của chúng tôi, ông có 2 căn nhà 3 phòng 1 phòng khách ở Bắc Kinh, ông còn có 3 căn nhà khác ở quê ông là Quảng Châu, con trai của ông đá bóng ở một trường bóng đá Hà Lan, chỉ những tài sản này của ông thôi đã vượt quá 3 triệu. Ông có thể giải thích cho tôi rằng, tại sao có thể làm được những điều đó chỉ với tiền lương của ông? Chu Nghị nói, mặc dù tiền lương của tôi không cao, nhưng vợ tôi đều làm kinh doanh từ trước đến giờ. Trương Dương ngắt lời ông ta không do dự, cửa tiệm đồ dùng thể thao Tân Quang, tất cả những ghi chép về việc kinh doanh từ lúc mở cửa hàng đến nay đều ở đây, trong 3 năm này, cửa hàng đó rốt cuộc đã kiếm được bao nhiêu tiền, ông biết rất rõ. Chu Nghị nói, tôi đã mua không ít cổ phiếu. Trương Dương đã chẳng còn hứng thú nói thêm với y nữa, Chu Nghị, trước mặt ông chỉ còn một con đường, nói cho rõ ràng chân tướng đằng sau trận đấu ấy là gì. Thời gian của chúng ta đều rất quý giá, tốt nhất là ông đừng để chúng tôi mất nhẫn nại với ông. Chu Nghị là một tên điển hình chưa nhìn thấy quan tài chưa rơi lệ, y vẫn bình tĩnh nói, tôi xứng đáng với lương tâm của mình, tôi là một người có giáo dục có đạo đức, tôi không làm trái với tinh thần công bằng của tôi. Trương Dương gật đầu nói, Chu Nghị, tôi thay mặt tổ điều tra thông báo cho ông một việc này, trước khi vụ việc đổ sập sân vận động hoàn toàn được điều tra ra, ông không được rời khỏi Đông Giang. Các người dựa vào đâu mà tước quyền tự do của tôi? Trương Dương nói, chẳng phải ông đã nói mình không có bất cứ vấn đề nào sao? Tôi thật sự hy vọng ông trong sạch như chính những gì ông nói, nhưng tôi cảnh cáo ông, nếu chỉ cần trên người ông có chút nhơ bẩn, chúng tôi nhất định sẽ điều tra ra. Chu Nghị nhìn Trương Dương, ánh mắt của y lộ ra sự sợ hãi không thể khống chế được, tại sao cậu lại đối với tôi như vậy? Trương Dương nói, bởi vì, tôi cần phải làm cho rõ cái chết của 31 mạng người, tôi cần phải để cho tất cả những người có tội phải chịu trách nhiệm của chính họ. 8 giờ tối, trên bãi cỏ phía nam sân vận động Đông Giang, toàn thể cầu thủ của câu lạc bộ Thái Hồng, và cả huấn luyện viên, các quan viên câu lạc bộ đều ở đó cả, họ đốt cháy 31 ngọn nến, thầm nguyện cầu cho 31 người đã chết. Hơn 500 người hâm mộ bóng đá chưa rời khỏi Đông Giang cũng đã đến đó, những người biết tin tìm đến còn có công nhân viên chức của phòng làm việc doanh nghiệp Vân An đóng ở Đông Giang, ở đó có đến hơn 1.000 người, trong đó có một bộ phận là người nhà của người đã mất, họ đốt tiền giấy ở hiện trường, khóc rất thương tâm. Nghi lễ truy điệu đang tiến hành, Phó Tỉnh trưởng tỉnh Vân An Hồng Vĩ Cơ dẫn những người làm việc của chính phủ tỉnh đến hiện trường, ông ta đặt hoa tươi lên trước ảnh người chết, và cung kính trước lễ truy điệu. Người nhà người chết thấy phó tỉnh trưởng đến đó, ai nấy đều vây đến, họ khóc lóc nói, tỉnh trưởng Hồng, ông phải làm rõ việc này vì chúng tôi. Người nhà chúng tôi chết thảm quá. Vành mắt Hồng Vĩ Cơ đã hơi đỏ, hai tay ông ta úp xuống ngụ ý bảo đám người hãy cố gắng khống chế cảm xúc, nói đầy tình cảm, chào mọi người, tôi là phó tỉnh trưởng tỉnh Vân An Hồng Vĩ Cơ, hôm nay tôi đến đây, là để tham gia vào lễ truy điệu tưởng nhớ những người đã ra đi, tôi rất buồn vì điều đó, ông ta dừng một lúc. Cô lấy giọng buồn thương, 31 sinh mạng, 25 người đồng bào của tỉnh Vân An, đã ra đi mãi mãi, trong bệnh viện vẫn đang nằm 113 người bị thương, gây nên sự đau khổ và bất hạnh cho không biết bao gia đình. Giờ đây hiện trường vang lên tiếng thút thít. Hồng Vĩ Cơ nói, tôi biết, hôm nay, trong những người đến đây, có không ít đều là người nhà của những người đã mất hoặc còn bị thương, tôi hiểu được những xúc cảm của mọi người trong lúc này, tôi, bây giờ, dám đứng ra để bảo đảm với mọi người. Nhất định phải điều tra rõ ràng sự việc này trong thời gian ngắn nhất, sẽ đốc thúc người quản lý Bình Hải đưa ra những người chịu trách nhiệm liên quan, để làm rõ ràng cái chết của những người đã mất, để làm yên lòng 80 triệu người dân của huyện Vân An. Lời nói của Hồng Vĩ Cơ vừa xong, đã có một người đại diện cho đám đông bước ra, ông ta là đại diện của những người đã mất và bị thương đứng lên để đưa ra yêu cầu. Ông ta xúc động nói, tỉnh trưởng Hồng,
Tôi đại diện cho người nhà của những người đã chết và bị thương đưa ra một vài vấn đề. Chúng tôi biết rằng sân vận động Đông Giang vừa được trùng tu không lâu, bên công trình đã thông qua những kiểm sát ngặt nghèo của các cơ quan đơn vị quốc gia, mới được thông qua nghiệm thu, nhưng tại sao lại xuất hiện tình trạng sập đổ? Giờ đây sự cố đã phát sinh gần 30 tiếng đồng hồ, dù là Bình Hải hay Đông Giang, đều không cho chúng tôi một lời nói chính xác, ngoài việc xin lỗi là đáng tiếc, họ có ý gì vậy chứ? Có phải là muốn kéo dài vô thời hạn hay không? Còn nữa, những người đã chết và bị thương hầu như đều là người của tỉnh Vân An chúng ta, theo sự hiểu biết của tôi, đa số vé của khán đài Tây đều bán cho những người hâm mộ bóng đá Vân An, sân vận động lớn như vậy, tại sao họ lại để lại cho chúng ta vị trí xấu nhất cơ chứ? Cũng là người hâm mộ bóng đá, tại sao lại phân biệt đối xử vậy? Những điều kháng nghị này của ông ta nhiều chỗ có lý, cũng có chỗ không có lý, nhưng là một người trong số người nhà của người đã mất và bị thương, bất cứ một việc gì có thể nghĩ đến cũng có thể trở thành lý do cả. Họ cảm nhận được mình bị tổn thương, họ cảm nhận được sự bất hạnh, khổ nhục, họ muốn đòi một sự công bằng. Hồng Vĩ Cơ nói, mọi người hãy yên tâm, là lãnh đạo của tỉnh Vân An, tôi sẽ hết sức làm tròn trách nhiệm của một vị quan phụ mẫu, sẽ tìm lại tiếng nói công bằng cho mọi người. Lưu Diễm Hồng, Tề Ba, Trương Dương đứng trong đám đông nhìn từng cử động của Hồng Vĩ Cơ, Trương Dương nói, lão Hồng thật là biết cách làm người, lúc này lộ diện, vừa vặn trở thành một thời cơ tôn vinh mình lên, xem ra sau khi rời khỏi Giang Thành, ông ta đã ngộ ra tính quan trọng của việc đi theo con đường quần chúng. Lưu Diễm Hồng và Tề Ba đều nghe được ý khinh bỉ trong câu nói này của Trương Dương, Lưu Diễm Hồng cười nói, có vài điều cần phải nói, không thể nào chỉ trách được. Trương Dương nói, Hồng Vĩ Cơ giao cho mọi người đối phó rồi, tôi đi tìm tiểu quỷ để thi đấu. Lưu Diễm Hồng ngớ người, nhưng lại nhìn thấy Trương Dương đã đi về phía Triệu Quốc Lương trong đám người. Triệu Quốc Lương đang đặt một bó hoa bách hợp trước ảnh của người đã mất, rất cung kính khom lưng. Gã cảm giác có ai đó đến bên, quay lại nhìn, thì thấy Trương Dương cũng đang khom mình rất cung kính, và đặt bó hoa trong tay lên trên trước ảnh. Triệu Quốc Lương chau chau mày. Buổi tối hôm nay câu lạc bộ tổ chức lễ truy điệu, những người đến tham gia đều là người hâm mộ tỉnh Vân An và lãnh đạo tỉnh Vân An. Trương Dương là người bên Bình Hải, anh ta đến để làm gì? Trương Dương nói, Triệu tiên sinh, tôi muốn nói chuyện với ông một chút. Triệu Quốc Lương lạnh lùng nói, tôi không có hứng, cũng không có thời gian. Trương Dương nheo mắt nhìn Triệu Quốc Lương, tiểu tử này kiêu ngạo đến mức làm người ga phản cảm. Trương Dương nói, tôi quên mất không giới thiệu bản thân. Giờ đây tôi là thành viên trong tổ điều tra sự việc sập đổ sân vận động Đông Giang 417, đang điều tra toàn diện sự việc này, hy vọng anh có thể hợp tác với chúng tôi. Triệu Quốc Lương nói, những điều các người cần không phải là điều tra, mà là một lời giải thích, là cần phải có một lời giải thích thấu đáo với câu lạc bộ chúng tôi, phải có một lời giải thích với những người hâm mộ tỉnh Vân An, có một lời giải thích với mấy nghìn vạn nhân dân tỉnh Vân An. Trương Dương nói, những lời lẽ hoành tráng đó ai chẳng biết nói. Những người gặp nạn không chỉ là những người hâm mộ của tỉnh Vân An, những người chết và bị thương đó còn có người của Bình Hải. Những trách nhiệm của chúng tôi nhất định sẽ không chối từ, nhưng những trách nhiệm thuộc về câu lạc bộ các anh, cũng không được phép rũ bỏ nó. Triệu Quốc Lương lạnh mặt, anh có ý gì? Trương Dương nói, chúng tôi nghi ngờ trong trận đấu này có nhân tố không công bằng, giờ đây mời anh hợp tác điều tra cùng chúng tôi. Triệu tiên sinh, tôi hy vọng anh có thể phối hợp hoàn thành công tác với chúng tôi. Chứ không phải là làm mọi việc rối hơn lên, bắt chúng tôi phải áp dụng những biện pháp mạnh. Triệu Quốc Lương lạnh lùng nói, biện pháp mạnh, tôi thật sự muốn xem, các người sẽ sử dụng những biện pháp mạnh nào đấy. Hai người bên cạnh gã cùng đi đến, ánh mắt trừng trừng nhìn Trương Dương. Trương Dương rất trấn tĩnh, cười hì hì vỗ vỗ vào vai Triệu Quốc Lương, mặc dù chỉ là một cái vỗ nhẹ, nhưng lại làm cho Triệu Quốc Lương cảm thấy dường như xương vai gã đều bị dập nát vậy, gã đau đến độ tím tái mặt mày. Không nói nổi câu gì, Trương Dương mỉm cười nói, Triệu tiên sinh đồng ý không? Triệu Quốc Lương không còn cách nào, đành phải gật đầu. Trương Dương ôm lấy vai Triệu Quốc Lương, như một đôi bạn thân thiết lâu năm không gặp vậy. Đến trước chiếc xe Jeep của mình, Trương Dương mới bỏ Triệu Quốc Lương ra, Triệu Quốc Lương như chút được gánh nặng, gã bóp bóp chỗ vai đau, chỉ vào mũi Trương Dương tức giận nói, Trương Dương, anh nhớ lấy cho tôi, anh đã làm tổn hại đến cơ thể tôi sẽ đi tố cáo anh. Trương Dương cười lạnh lùng đáp, anh đừng có dọa tôi tìm anh nói chuyện, là giữ thể diện cho anh, còn anh có cần thể diện hay không chẳng có nghĩa lý gì với tôi hết, nhưng có vài lời tôi muốn nói rõ với anh, nguyên nhân chủ yếu dẫn đến việc sập đổ sân vận động lần này, là người hâm mộ hỗn loạn, mà người hâm mộ phát sinh xung đột,
toàn bộ là do trận đấu này còn tồn tại quá nhiều nhân tố bất bình. Tổ điều tra chúng tôi đã thông qua tìm kiếm chứng cứ và nhận định rằng trọng tài chính Chu Nghị đã cố tình bắt lỗi, hơn nữa chúng tôi đã phát hiện ra rằng Chu Nghị có một lượng lớn tài sản không rõ nguồn gốc, việc này chúng tôi đang nghiên cứu thêm, nếu như nhận định được rằng Chu Nghị có hành vi gian lận trong trận đấu này, chúng tôi sẽ truy cứu trách nhiệm pháp luật của ông ta. Triệu Quốc Lương nói, anh nói với tôi những điều đó làm gì? Tôi không quen với Chu Nghị, mấy câu này của anh phải nói với ông ta mới đúng. Ngay sau đó gã nói, có phải là anh đang nghi ngờ, tôi đã ảnh hưởng đến sự thổi phạt của Chu Nghị. Tôi cảnh cáo anh, không có bằng chứng thì tốt nhất anh không nên nói bừa, nếu không tôi sẽ tố cáo anh đổ oan cho tôi. Trương Dương nói, Triệu tiên sinh rất mẫn cảm, thật ra anh không cần kích động đến vậy, người ta nói cây ngay không sợ chết đứng. Những việc không có liên quan đến anh chắc chắn sẽ không tìm đến anh. Triệu Quốc Lương nói, Trương Dương, anh muốn làm gì tôi biết, Dương Đông kích Tây, không ngờ trên thương trường chúng tôi thường làm vậy, mà giờ trên chính trị anh cũng làm như thế này. Muốn chuyển dịch ánh mắt công chúng, làm cho người dân không chú ý đến việc sập đổ của sân vận động nữa, ha ha, thật là nực cười. Chỉ cần là người có chút đầu óc, đều biết rằng nguyên nhân thật sự tạo nên nhiều người chết như vậy là gì. Chất lượng công trình sân vận động mới là nguyên nhân chính, nhà xây dựng mới là người mưu sát nhiều cầu thủ và người hâm mộ đến vậy. Sự việc đã xảy ra rồi, Bình Hải các anh không đối mặt với nó, mà lại muốn đùn đẩy trách nhiệm, tôi muốn hỏi rằng, các anh còn lương tri không? Trương Dương nói, Triệu tiên sinh, lương tri tồn tại trong lòng mỗi con người, chứ không phải là dùng miệng để nói ra. Triệu Quốc Lương gật đầu nói, anh có thành kiến với tôi. Trương Dương mỉm cười nói, anh nghĩ nhiều quá. Trong mắt tôi, dù là thân phận và địa vị thế nào đều có quyền bình đẳng như nhau cả. Hồng Vĩ Cơ và Lưu Diễm Hồng không phải là lần đầu biết nhau, có điều trước đó ông ta là bí thư thị ủy thành phố Giang Thành, còn giờ đây ông ta đã làm đến phó tỉnh trưởng tỉnh Vân An, lúc đó mục đích Lưu Diễm Hồng tìm đến ông ta là để kiểm tra ông ta, còn giờ đây Hồng Vĩ Cơ đã thoát khỏi hoàn cảnh khó khăn rồi. Hoàn cảnh con người đã khác, tâm tình cũng tự nhiên thay đổi. Hồng Vĩ Cơ đã trải qua những việc quá khứ. Rất điềm tĩnh khoan dung, bí thư Lưu, không ngờ cô cũng đến tham dự lễ truy điệu. Lưu Diễm Hồng nói, bí thư Hồng, đúng vậy. Không, giờ nên gọi ông là phó tỉnh trưởng rồi. Lưu Diễm Hồng là người kỹ tính, việc của Hồng Vĩ Cơ, lúc đầu do cô ta phụ trách điều tra, cô ta đã điều tra rất rõ những gì đằng sau Hồng Vĩ Cơ, nhìn thấy chân tướng của Hồng Vĩ Cơ, trong lòng khó tránh khỏi khó chịu, nên nói chuyện rất không khách khí. Những lời nói này làm Hồng Vĩ Cơ rất khó chịu. Ông ta kỹ nhất là người khác nhắc đến những sự việc này, Lưu Diễm Hồng lại muốn lật lại vết thương của ông ta, nhưng ngoài mặt Hồng Vĩ Cơ vẫn không lộ ra nhiều biểu cảm lắm, điềm đạm nói, gọi thế nào cũng giống nhau cả thôi, tôi vẫn là tôi. Lưu Diễm Hồng nói, thị trưởng Hồng, có vài lời tôi muốn nói riêng với ông. Hồng Vĩ Cơ gật đầu. Lưu Diễm Hồng chỉ vào xe của mình. Hồng Vĩ Cơ cười nói, tôi không thích nói chuyện trong xe. Lưu Diễm Hồng nói đầy ý nghĩa, tỉnh trường Hồng thích đến kỷ ủy để nói chuyện. Hồng Vĩ Cơ cười một tiếng, chỉ vào chiếc Toyota công vụ của mình nói, không gian lớn hơn một chút. Lưu Diễm Hồng cười đi cùng Hồng Vĩ Cơ lên xe của ông ta. Hai người ngồi đối diện nhau, Lưu Diễm Hồng nhìn môi trường trong xe, mỉm cười nói, vốn muốn mời ông đến chiếc xe Hồng Kỳ của tôi, chỗ này vẫn tốt hơn thật, thị trường Hồng đã có ưu thế chủ nhà rồi. Hồng Vĩ Cơ nói, trên đất của Bình Hải đều là sân nhà của các cô cả. Lưu Diễm Hồng nói, thị trưởng Hồng rời đi chưa được bao lâu, đã vạch định rõ giới hạn với Bình Hải rồi. Hồng Vĩ Cơ không muốn phân cao thấp với Lưu Diễm Hồng về mặt ngôn ngữ, ông ta nhắc nhở Lưu Diễm Hồng, ở địa vị nào thì lo chuyện địa vị ấy, lần này tôi là đại diện cho bên Vân An đến để xử lý sự kiện 417. Lưu Diễm Hồng nói, thị trưởng Hồng nhìn nhận về việc này thế nào? Hồng Vĩ Cơ nói, sự vụ nội bộ của Bình Hải chúng tôi không can dự, nhưng lần này phần lớn người chết đều là người hâm mộ của tỉnh Vân An, chúng tôi cần phải có một lời nói với người nhà người đã chết, mục đích chúng tôi đến đây không phải là để gây áp lực đối với Bình Hải, mà là muốn tìm hiểu một vài tình hình thực tế. Để phản ánh việc này cho người dân yên tâm, để lãnh đạo an tâm. Lưu Diễm Hồng nói, thị trưởng Hồng, từ sau khi sự việc xảy ra, Bình Hải chúng tôi đang đối mặt với sự việc một cách tích cực. Bí thư Cố đã đích thân hỏi về việc này, tỉnh trường Tống cũng đích thân đến chỉ suy tuyến một, có thể nói rằng đến bây giờ, họ chưa từng có một giấc ngủ ngon, tôi có thể nói một cách đầy trách nhiệm rằng, lãnh đạo Bình Hải có thái độ rất tích cực với sự việc này, đồng thời cũng rất chủ động trong vấn đề giải quyết sự việc.
Hồng Vĩ Cơ nói, tôi là cán bộ từ Bình Hải đi ra, thái độ của tôi với việc này rất công bằng, tôi không thể chỉ đứng trên lập trường Vân An nói chuyện. Bí thư Lưu, cô hãy nhìn những người này, họ tập trung ở đây là để làm lễ truy điệu những vong hồn vô tội đã chết đi. Họ đến Bình Hải, đến Đông Giang là để xem một trận đấu bóng đá, là để tìm cảm giác vui vẻ, nhưng cái họ đạt được là một kết cục bi thảm. Bí thư Lưu, trái tim con người đều là bằng thịt bằng da, nhìn thấy sự đau khổ của họ, những người làm lãnh đạo như chúng tôi làm sao có thể bỏ lơ. Chúng tôi làm sao có thể an tâm cho được. Tôi đã từng nói, những người lãnh đạo tỉnh Vân An như chúng tôi đến đây, không phải là để gây áp lực với bên Bình Hải, cũng không phải là để truy tố trách nhiệm của ai. Chúng tôi tin tưởng rằng lãnh đạo Bình Hải có khả năng xử lý việc này, tin tưởng rằng các cô sẽ sớm làm rõ việc này, tin tưởng rằng các cô sẽ cho chúng tôi một lời nói công bằng. Nhưng từ lúc sự việc xảy ra cho tới bây giờ, đã 30 tiếng đồng hồ trôi qua rồi, đến giờ vẫn không có một lời giải thích xác đáng nào hết, chỉ là ngoài mặt tiếc thương. Đau đớn, những câu nói sáo rỗng đó, ai cũng đều biết cả, nhưng tôi muốn nghe một câu nói thật, tôi muốn nhìn thấy những hành động thực tế. Lưu Diễm Hồng nói, tỉnh trưởng Hồng, không biết ông muốn nhìn thấy những hành động thực tiễn gì. Hồng Vĩ Cơ nói, trước đó tôi đã gặp mặt Phó tỉnh trưởng Triệu, tôi đại diện cho tỉnh Vân An đặt ra hai vấn đề. Một là, tại sao sân vận động Đông Giang lại xảy ra hiện tượng sập đổ? Điều này có liên quan gì đến chất lượng công trình hay không? Hai là, tại sao phải sắp xếp những người hâm mộ tỉnh Vân An đến khán đài Tây? Lúc đó sân vận động vẫn chưa ngồi kín chỗ. Lưu Diễm Hồng nói, những vấn đề tỉnh trưởng Hồng quan tâm cũng chính là những vấn đề chúng tôi đang quan tâm. Cố Bí Thư đã ngay lập tức thành lập đội điều tra, chính là muốn làm rõ sự việc này. Khán đài sập có rất nhiều nguyên nhân. Điều ông nói chỉ là một trong số đó, thiết kế cũng là một trong những nhân tố có liên quan. Còn một vấn đề quan trọng nữa đó là, khi đó phát sinh hỗn loạn của người hâm mộ, trong một thời gian ngắn, quá nhiều người hâm mộ xông đến khán đài Tây, theo sự thống kê bước đầu của chúng tôi. Lúc đó số lượng người xông đến khán đài Tây đã vượt qua mức chứa của nó hai lần. Hồng Vĩ Cơ chau mày, ông ta cũng là một tay già chính trị, từ những lời này của Lưu Diễm Hồng có thể nghe rằng, đối phương đang có ý nhấn mạnh việc người hâm mộ hỗn loạn là nguyên nhân quan trọng của việc đổ sập khán đài. Đây không phải là một hiện tượng tốt, nếu như chứng minh được người hâm mộ hỗn loạn là nguyên nhân chủ yếu của việc sập đổ khán đài, thì cũng có nghĩa rằng, Vân An có trách nhiệm chính. Hồng Vĩ Cơ nói, Bí thư Lưu, tôi biết cô đang bắt đầu từ lập trường Bình Hải, nhưng chúng tôi cần phải xem xét kỹ vấn đề. Ở góc độ của tôi, thảm họa lần này có nguyên nhân cơ bản là chất lượng công trình tồn tại vấn đề rất lớn. Chứ không phải là do vụ hỗn loạn của người hâm mộ. Lưu Diễm Hồng nói, đã muốn tìm sự thật, thì chúng ta phải xuất phát từ góc nhìn khách quan, điều tra rõ ràng từng nguyên nhân một, chứ không phải là chỉ xuất phát từ lập trường cá nhân. Thị trường Hồng, điều quan trọng nhất bây giờ là phải ổn định tình cảm của người nhà người chết, làm cho mọi người bình tĩnh lại. Sự việc đã xảy ra rồi, chúng ta cần phải đối mặt tích cực với nó, chứ không phải là làm cho mọi việc phức tạp hơn. Hồng Vĩ Cơ nói, muốn ổn định tình cảm của người nhà có người đã chết, thì cần phải nói với họ một cách thật công bằng, cần phải tìm ra người gây ra thảm họa này, chứ không phải là chối đẩy trách nhiệm. Lưu Diễm Hồng nói đối lại, chúng tôi đang điều tra một cách tích cực, chưa từng có ý nghĩ đùn đẩy trách nhiệm cho ai. Tỉnh trưởng Hồng, tôi vừa mới nói ba nguyên nhân vừa rồi đều là sự tồn tại khách quan cả, chứ không phải là tôi cố ý tạo ra, chất lượng của công trình chúng tôi đã cử người đi giám định, thiết kế của công trình cũng đang bàn bạc lại. Chỉ cần chứng minh hai mặt này có vấn đề, chúng tôi nhất định phải điều tra đến cùng. Hồng Vĩ Cơ nói, tôi nghe nói công trình trùng tu của sân vận động là do tập đoàn Phong Dụ đứng ra phụ trách. Lưu Diễm Hồng nói, người có trách nhiệm liên quan là Lương Thành Long đã bị bên cơ quan cảnh sát bắt giữ, những người có liên quan, chúng tôi cũng đã có biện pháp với họ. Thị trưởng Hồng, ông yên tâm, chỉ cần việc này có người chịu trách nhiệm, chúng tôi nhất định sẽ không bỏ qua. Hồng Vĩ Cơ nói, có thể đạt đến tất cả điều đó là tốt nhất. Lưu Diễm Hồng nói, còn một việc quan trọng nữa muốn mời Bí Thư Hồng hợp tác hỗ trợ với chúng tôi để điều tra. Hồng Vĩ Cơ gật đầu. Chúng tôi nghi ngờ trận đấu này có yếu tố giao dịch đằng sau nó, đó chính là sự phán đoán sai lầm của trọng tài Chu Nghị, không chỉ một lần mà là hai lần, mới dẫn đến sự hỗn loạn của trận đấu này, dẫn đến sự việc đổ sập khán đài Tây, vì vậy, chúng tôi sẽ mời câu lạc bộ Thái Hồng đứng ra hỗ trợ điều tra. Chương 348, chuyển đổi phòng và công. Phòng 1818 khách sạn Nhất Châu. Triệu Quốc Lương và cha Triệu Dũng Phúc đang ngồi trên ban công. Triệu Quốc Lương vừa bóp vai của gã vừa nói, cha à, đám quan Lưu Bình Hải này thật là quá quắt, họ không muốn điều tra vấn đề chất lượng công trình, không
không nghĩ làm thế nào để nói với bên Vân An về vấn đề lần này, mà lại còn đem thời gian sức lực để điều tra trận đấu, họ chỉ muốn chuyển dịch sự chú ý của quần chúng mà thôi, muốn đùn đẩy trách nhiệm cho người khác. Triệu Vĩnh Phúc hút một điếu thuốc, ánh mắt nhìn về phía Đông Giang đang sáng đèn, ông ta là người nắm bắt các doanh nghiệp sắt thép lớn nhất trong nước, không chỉ hiểu kinh doanh chèo lái doanh nghiệp, mà còn rất hiểu về con đường chính trị. Ông đồng ý với cách nhìn của con trai về vấn đề này, nhưng ông ta nhìn sâu rộng hơn cả con trai mình, trong bóng tối, một tàn lửa bay ra, bị trận gió thổi đi, phiêu bồng trong không gian. Triệu Vĩnh Phúc gạt tàn điếu thuốc, sau đó ngồi trên chiếc ghế, thấp giọng nói, trận đấu giữa Thái Hồng và Thất Tinh cha chưa kịp đến xem, có điều cha có xem tường thuật trực tiếp trên TV. Triệu Quốc Lương nhìn cha, yên lặng chờ câu nói đằng sau của ông. Triệu Dũng Phúc nói, Chu Nghị làm chủ trận đấu này, tồn tại những sai lầm rất lớn trong việc thổi phạt. Triệu Quốc Lương nói, ông ta cũng chẳng phải thần thánh gì, làm sao tránh khỏi sai lầm được. Triệu Vĩnh Phúc cười, ông là người hiểu con trai nhất, ông thấp giọng nói, sự thích thú đối với bóng đá của con là ảnh hưởng của cha. Năm 86, con cùng cha xem World Cup, từ lúc đó tình yêu của con với bóng đá đã trỗi dậy. Cha là một người nghiên cứu kỹ về bóng đá, cũng là một cầu thủ nghiệp dư, với con mắt chuyên nghiệp của cha, những sự việc xảy ra trên trận đấu cha nhìn thấy rất rõ. Triệu Vĩnh Phúc rút ra một điếu thuốc, Triệu Quốc Lương vội vàng châm cho cha. Triệu Vĩnh Phúc hút một hơi rồi nói, là một trọng tài cấp quốc tế, biểu hiện của Chu Nghị Khôn hề thích hợp với trình độ của ông ta chút nào, nếu như nói đến lần đầu tiên phạm sai lầm là vô ý, thì lần thứ hai phạm sai lầm là cố ý rồi, con có thể nói cho cha tại sao không? Triệu Quốc Lương lắc đầu nói, con không biết. Triệu Vĩnh Phúc nhìn con trai nói, Chu Nghị chỉ là một trọng tài, nguyên nhân có thể làm ra sự sai lầm này chỉ có một, đó chính là lợi ích, ông ta đã đưa ra những lần phạt có lợi cho đội Thái Hồng. Việc này không khó để có thể đoán ra, là nội bộ câu lạc bộ chúng ta có người đã làm gì đó. Triệu Quốc Lương lặng lẽ gật đầu. Triệu Vĩnh Phúc nói, con nhìn cha, con hãy nói thật cho cha biết, những lần thổi phạt của Chu Nghị trong trận đấu này rốt cuộc có liên quan gì đến con không? Triệu Quốc Lương cắn cắn môi, cuối cùng gật mạnh đầu nói cha, hôm qua là sinh nhật của cha, vì thế con muốn tặng cha một món quà sinh nhật, thế là con đã bảo Tổng Giám Đốc Cao Dũng liên lạc với Chu Nghị một chút. Ánh mắt Triệu Dũng Phúc trầm tư, đưa cho ông ta bao nhiêu tiền? 10.000. Ngón tay của Triệu Dũng Phúc gõ trên chiếc ghế mấy lần, lông mày nhíu lại với nhau. Mới hút hết hai điếu thuốc, ông ta đã đứng dậy bước lên đằng trước, dựa vào lan can, yên lặng nghĩ mấy phút, rồi quyết đoán nói, con đi tìm Cao Dũng, bảo ông ta nói chuyện này ra. Cái gì cơ ạ? Triệu Quốc Lương tròn mắt. Triệu Vĩnh Phúc nói, cho anh ta một con số có thể làm cho anh ta xúc động. Bảo ông ta nhận tất cả mọi việc về mình, việc này quyết không thể để liên lụy đến con, nếu không sẽ có hậu quả khó lường. Triệu Quốc Lương tất nhiên không thể ý thức được tính chất nghiêm trọng của việc này, anh ta thấp giọng nói cha, việc này sẽ không có vấn đề gì đâu, chỉ cần Chu Nghị kiên quyết là bắt nhầm, thì làm sao có thể làm gì được ông ấy. Triệu Vĩnh Phúc lạnh lùng nói, Chu Nghị đã dám lấy tiền của con, thì dám lấy tiền của người khác, loại người này đã ăn tiền thành thói quen rồi, muốn ông ta chỉ thật thà với con là việc không thể. Ông ta thở dài, vỗ vỗ vào vai con trai nói, Quốc Lương, con rất thông minh, rất có đầu óc kinh doanh không thể đánh đồng với tố chất chính trị, tin cha đi. Bên Bình Hải nhất định sẽ có xử lý mạnh đối với trận đấu này, đây không phải chỉ là để chuyển dịch sự chú ý của mọi người, cũng là để khống chế cục diện, làm cho lãnh đạo tỉnh Vân An không dễ ứng phó với việc này. Triệu Quốc Lương nói, con không tin, họ có thể xóa hết sự kiện thương vong lớn như thế này. Triệu Vĩnh Phúc cười khổ hạnh lắc đầu nói, người ta cơ bản không hề nghĩ đến chuyện xóa đi chuyện này. Ông ta không muốn chuyện này tiếp tục lấn sâu, thấp giọng nói, con đi tìm Cao Dũng ngay, cha có thể bảo đảm rằng, việc này không bao lâu nữa sẽ điều tra đến con, bên câu lạc bộ nhất định phải có người đứng ra nhận trách nhiệm về mình. Thái độ nặng nề của cha làm cho Triệu Quốc Lương bắt đầu ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề, anh ta lờ mờ nhận thức được rằng, việc này không chỉ đơn thuần là một thảm kịch đổ sập sân vận động, mà còn là một trận tranh đấu vô hình vô thanh giữa hai bên lãnh đạo. Triệu Vĩnh Phúc không đoán sai, Chu Nghị cuối cùng đã nhận tội, bởi sự uy hiếp của Trương Dương, Chu Nghị đã cúi đầu, y thấp giọng nói tôi đã nhận tiền. Trương Dương và Từ Lương trong đội thẩm tra quay ra nhìn nhau, hai người đều lộ ra nụ cười. Trương Dương nói, Chu Nghị, theo chứng cứ trước mắt chúng tôi điều tra được, đã đủ để kết tội và khởi tố ông, giờ đây còn cơ hội đối với ông. Từ Lương nói, chính sách của chúng tôi từ trước đến giờ đều là nếu thành thực sẽ nhận được sự khoan hồng,
nếu như biểu hiện của ông tích cực, hợp tác, chúng tôi sẽ nói với bên tòa án, lấy biểu hiện lập công của ông làm một trong những đối chiếu khi bước vào ngày phán quyết cuối cùng. Chu Nghị cảm thấy cổ đã hơi khô, ông ta thấp giọng nói, tôi muốn uống ngụm nước. Trương Dương gật đầu, bảo đồng chí phụ trách ghi chép rót cho Chu Nghị một cốc nước. Chu Nghị uống ửng ực hết cốc nước, rồi mím mím môi nói, tôi thừa nhận, tôi hám tiền, tôi có sự sùng bái quá đáng với tiền. Tôi đã quên mất nguyên tắc công bằng cơ bản nhất của một trọng tài. Trương Dương nói, giờ đây không phải là lúc nghe ông tự kiểm điểm, ông vẫn chưa nói với tôi, ông đã nhận bao nhiêu tiền, tiền này là của ai đưa cho ông. Chu Nghị cắn môi, cuối cùng quyết định nói, Phó Tổng Giám đốc câu lạc bộ Thái Hồng Cao Dũng đã đến tìm tôi trước trận đấu, anh ta hứa cho tôi 100.000, trước trận đấu đưa 50.000, sau khi thắng sẽ đưa thêm 50.000, bảo tôi phải nắm bắt tốt trận đấu, bảo đảm câu lạc bộ Thái Hồng giành thắng lợi. Trương Dương lớn tiếng nói, tôi hỏi ông lại một lần nữa, người tiếp xúc với ông là ai? Là Phó Tổng Giám đốc câu lạc bộ Thái Hồng Cao Dũng. Từ Lương đã đứng dậy, anh ta nói với Trương Dương, tôi ngay lập tức đi báo cáo với thính trưởng Tề. Trương Dương gật đầu, vụ án điều tra đến bây giờ, cuối cùng đã tìm ra người liên quan đến vụ án là câu lạc bộ Thái Hồng. Ý nghĩa thật sự của việc này nằm ở để một vài người nào đó của tỉnh Vân An cũng phải chịu một phần trách nhiệm. Sau khi Từ Lương đi, Chu Nghị nhìn Trương Dương với ánh mắt lo lắng, chủ nhiệm Trương, tôi đã nói hết tất cả những gì tôi biết, các anh sẽ giữ lời hứa chứ. Cao Dũng chủ động nói, các người không cần hỏi nữa, tôi sẽ khai hết. Đây có được coi là tự đầu thú không? Lưu Diễm Hồng nói, nếu như anh phối hợp với chúng tôi, thì chúng tôi sẽ xử lý nhẹ. Cô ta nhìn sang Trương Dương bên cạnh, Trương Dương nói đi. Trương Dương nói, Chu Nghị, ông có biết câu cái kim trong bọc ắt có ngày lòi ra không? Chu Nghị nói, tôi rất hối hận. Trương Dương gian xảo nói, biết thế thì đã giàu to. Phó Thính trưởng Phòng Công an Bình Hải nghe được việc này đã điều tra ra câu lạc bộ Thái Hồng, mặc dù việc này nằm ngoài dự đoán của ông ta, nhưng khi thật sự nắm được chứng cớ, ông ta cũng không thể không suy nghĩ đến hậu quả, dù sao thì cũng liên hệ đến sự việc giữa hai tỉnh, trong lúc này đẩy mâu thuẫn về phía câu lạc bộ Thái Hồng sẽ gây lên làn sóng dư luận rất lớn. Tề Ba làm việc gì cũng rất thận trọng. Một người nếu như quá thận trọng thì dễ thành bảo thủ, đầu tiên ông ta gọi điện cho tổ trưởng tổ điều tra Lưu Diễm Hồng, vụ án đã liên lụy đến Phó Tổng Giám đốc Cao Dũng của câu lạc bộ Thái Hồng, bắt hay là không bắt đây? Lưu Diễm Hồng gần như không suy nghĩ gì hết, ngay lập tức nói, bắt. Câu này của Lưu Diễm Hồng vẫn không làm cho Tề Ba yên tâm, ông ta lại xin chỉ thị của Thính trưởng Phòng Công an Vương Bá Hành. Vương Bá Hành làm việc rất lão luyện, ông ta điềm đạm nói, Bí Thư Cố đã nói rằng giao chuyện này cho các anh. Thì các anh cứ mạnh dạn làm. Có Bí Thư Cố ở đằng sau rồi, các anh còn sợ gì nữa? Dù sao thì việc này cũng chẳng có liên quan gì đến ông ta nói thế nào cũng được. Tề Ba vốn nghĩ hỏi thêm ý kiến của Cố Doãn Chi. Nhưng do dự một hồi rồi lại thôi, tính khí của Cố Doãn Chi ông ta cũng biết, nếu như hỏi ông ta việc này, Bí Thư Cố nhất định sẽ trách ông ta làm ăn không hết sức, dù sao thì mình chỉ là một phó tổ trưởng tổ điều tra, bên trên còn có Lưu Diễm Hồng. Cô ta đã nói bắt, thì cứ làm theo ý của cô ta. Vì thận trọng, Tề Ba đích thân dẫn người đi bắt Cao Dũng, ông ta cũng dùng lời lẽ rất uyển chuyển, chỉ nói rằng muốn phối hợp với tình hình điều tra. Điều làm Tề Ba ngạc nhiên là, câu lạc bộ Thái Hồng rất bình tĩnh, không hề có chút kháng cự nào, Cao Dũng cũng rất khoan dung đi lên xe của họ. Nhìn thấy Cao Dũng bị dắt lên xe cảnh sát, hai con mắt tổng giám đốc câu lạc bộ Thái Hồng dường như phóng ra tia lửa, anh ta và Cao Dũng đã là bạn làm ăn lâu năm. Khi khán đài sân vận động đổ, anh ta không hề nghĩ đến việc bên Bình Hải sẽ chú ý tới việc thổi còi sai trong trận đấu, mà sự phát triển của sự việc giống hệt như những gì cha anh ta đã dự liệu. Bên Bình Hải đã đánh mạnh vào đầu mối này, rất có khả năng muốn làm rõ việc này ra. Triệu Quốc Lương đã nói trước với Cao Dũng về vấn đề này, Cao Dũng gần như không nghĩ ngợi gì đã đồng ý ngay. Đầu óc Cao Dũng rất tỉnh táo, anh ta biết việc này càng lằng nhằng càng nhiều rắc rối, mặc dù Triệu Quốc Lương mới là người thực sự đứng sau việc này. Mình chỉ là một người làm theo, nhưng nếu như anh ta khai Triệu Quốc Lương ra, thì có nghĩa là tiền đồ của anh ta đến đây là kết thúc, tội hối lộ, cũng không phải là tội gì nặng, dù là mình bị kéo vào, thì mấy năm sẽ được ra thôi, không những có thể lấy được sự trọng dụng của Triệu Quốc Lương, mà còn có thể lấy được một số lượng tiền bồi hoàn nữa. Cao Dũng đã nghĩ thấu những vấn đề này, biểu hiện của anh ta rất phối hợp. Lưu Diễm Hồng vẫn chưa kịp hỏi. Cao Dũng chủ động nói, các người không cần hỏi nữa. Tôi sẽ khai hết. Đây có được coi là tự đầu thú không?
Lưu Diễm Hồng nói, nếu như anh phối hợp với chúng tôi, thì chúng tôi sẽ xử lý nhẹ. Cô ta nhìn sang Trương Dương bên cạnh, Trương Dương nói đi. Cao Dũng nói, trước trận đấu tôi quả thật đã chủ động đưa tiền cho Chu Nghị, 50.000, tôi đã hứa sẽ cho ông ta 100.000, còn có 50.000 chưa trả hết, không chỉ có Chu Nghị, tôi còn đưa tiền cho hai trọng tài biên nữa, một người 10.000. Mục đích của tôi là để đội Thái Hồng giành thắng lợi. Trương Dương nói, ai bảo anh làm như vậy? Cao Dũng cười nói, tôi là phó tổng giám đốc của câu lạc bộ, trên thực tế, câu lạc bộ là do tôi quản lý, tổng giám đốc chịu cho tôi quyền lực rất lớn, những việc này tôi không cần phải xin ý kiến của ai, tôi có quyền tài chính, những chi tiêu không vượt quá 500.000, tôi không cần phải hỏi ý kiến cấp trên. Trương Dương nói, anh chỉ là một phó tổng giám đốc, nói trắng ra là cũng chỉ là một người quản lý cao cấp mà thôi, anh làm như vậy có lợi gì với anh chứ? Cao Dũng nói, tôi biết anh muốn làm gì. Những lời tôi nói đều là sự thật, tôi làm như vậy, là vì thành tích câu lạc bộ quá kém, nếu cứ như thế này, sẽ đối mặt với xuống hạng, thu nhập kinh tế của tôi có liên hệ mật thiết với tình trạng vận hành của câu lạc bộ. Nếu như tôi không làm như vậy, thì thành tích của đội bóng quá lằng nhằng, sau khi mùa bóng này kết thúc, tôi sẽ bị sa thải, lý do này đủ chưa? Lưu Diễm Hồng nói, chỉ một lý do này thôi không đủ để thuyết phục tôi. Cao Dũng nói, tôi biết Bình Hải các người muốn chuyển dịch sự chú ý của dư luận. Nhưng việc thổi còi sai chẳng có liên quan gì đến vụ thảm án lần này, thủ đoạn các người dùng thật chẳng quang minh chính đại gì. Trương Dương cười lạnh lùng nói, anh cũng xứng nói lên bốn chữ quang minh chính đại này à. Cao Dũng nói, các người chỉ là muốn kéo câu lạc bộ của tôi vào thôi, tôi biết mục đích của các người, người bị kéo vào càng nhiều, ảnh hưởng càng lớn, thì càng có thể phân tán được ánh mắt của quần chúng, đúng là lắm mưu mô, tôi có thể nói rõ ràng với các người rằng, sự việc từ đầu đến cuối đều là do tôi đứng ra làm. Tôi cũng đã mời luật sư, tôi sẽ chịu trách nhiệm cho tất cả những gì tôi làm, nhưng các người muốn đẩy việc đổ sập khán đài lên người tôi nhất quyết không đồng ý. Trương Dương nói, không ngờ anh lại cá tính đến vậy. Cao Dũng nói, tôi là như vậy, rất ưa thể diện, tôi rất coi trọng tất cả những gì của mình, vì thế tôi đã làm một chuyện hồ đồ, các người đã điều tra ra việc thổi còi sai, thì tôi chẳng ngần ngại gì tiết lộ thông tin cho các người, tôi có thể nói thật rằng, những câu lạc bộ loại B trước mắt, chẳng có một câu lạc bộ nào là sạch sẽ, chỉ cần các người đi điều tra, thì tất cả đều có mâu thuẫn hết, lá gan của những trọng tài này là được nuôi lớn từng ngày, và cái dạ dày của họ cũng ngày càng lớn, người nhận tiền không chỉ có mình Chu Nghị. Và người đưa tiền cũng không phải chỉ có mình tôi, cứ nói câu lạc bộ thất tinh của Bình Hải các người, Tào Tân Nguyên dám nói mình sạch sẽ. Tôi quyết không tin, tháng trước trong trận đấu với đội Lâm Nguyên, kết quả là thắng người ta 5-1, tất cả mọi người đều biết rằng thổi còi láo. Chỉ là chẳng có ai đi điều tra cả, nếu như các người có thời gian rảnh thì có thể đi điều tra xem, nếu như Tào Tân Nguyên không đút tiền cho trọng tài trận đó, thì tôi sẽ móc mắt mình ra. Trương Dương nói, Cao Dũng, đến giờ anh vẫn chưa làm rõ, chúng tôi chẳng hứng thú gì với hành vi hối lộ của anh, mà cái chúng tôi cần điều tra đó chính là nguyên nhân dẫn đến lần hỗn loạn này của trận đấu. Cao Dũng cười khẩy, nguyên nhân thật sự của hỗn loạn. Chẳng lẽ hỗn loạn trong trận đấu có liên quan gì đến việc đổ sập khán đài sao? Lưu Diễm Hồng nói, rất không may. Anh nói đúng rồi đó, theo những khảo chứng của chuyên gia bây giờ, một trong những nguyên nhân chủ yếu dẫn đến đổ sập khán đài, đó là trong một thời gian ngắn, trên khán đài đứng quá nhiều người hâm mộ, vượt quá tải trọng của nó, hơn nữa là hơn những hai lần, thiết kế của khán đài không vấn đề gì, chất lượng thi công và công nghệ cũng không có vấn đề gì, sau khi loại bỏ những nhân tố trên. Nguyên nhân chủ yếu là sự hỗn loạn của người hâm mộ, còn nguyên nhân cơ bản tạo nên trận hỗn loạn này đó là trận đấu không công bằng lần này. Mà người gây nên trận đấu không công bằng đó thì lại là anh và Chu Nghị. Cao Dũng không thể chịu nổi nữa, anh ta đứng lên tức giận nói, cô nói dối. Các người đang đùn đẩy trách nhiệm, nguyên nhân cơ bản xảy ra thảm kịch lần này chính là vấn đề chất lượng thi công khán đài của các người, Bình Hải các người đang rũ bỏ trách nhiệm của mình. Lưu Diễm Hồng nói. Không có chứng cứ xác thực chúng tôi sẽ không nói như vậy, chúng tôi đã nói ra, thì sẽ chịu trách nhiệm. Cao Dũng, anh không những phải chịu trách nhiệm vì hành vi hối lộ của mình, mà còn phải chịu trách nhiệm về sự hỗn loạn này nữa. Tôi có thể nói cho anh rằng, tội của anh rất nặng. Cao Dũng tức giận nhìn Lưu Diễm Hồng, nhưng trong ánh mắt của anh ta lộ ra sự sợ hãi. Lưu Diễm Hồng nói, Trương Dương, tiếp sau đây giao cho cậu rồi. Xua khi Lưu Diễm Hồng rời đi, Trương Dương thở dài nói. Hà tất phải vậy chứ, tôi nhìn người chẳng sai bao giờ, với cái loại anh, cùng lắm cũng chỉ làm được số cu ly thôi, anh nói thật đi, rốt cuộc thì anh làm điều đó vì ai?
Muốn chịu lỗi thay cho người khác, cũng cần phải phân cho rõ nặng nhẹ, nếu làm không tốt thì sẽ làm cho cả tính mạng của mình đều mất cả đấy, không đáng đâu. Cao Dũng nói, anh đang uy hiếp tôi. Trương Dương nói, có nhất thiết phải vậy không? Tôi chẳng có thù oán gì với anh cả. Các người tưởng rằng tôi là đứa trẻ lên ba. Quy kết lần đổ sập này cho vụ hỗn loạn, các người cũng thật là dám nghĩ, tôi muốn xem trên đời này còn có cái gọi là công lý nữa không? Các người là chủ nghĩa bảo vệ địa phương, để bảo vệ đám quan liêu và thương nhân Bình Hải, các người đẩy hết trách nhiệm lên người tôi. Trương Dương cười lạnh lùng một tiếng, cầm một tập tài liệu trên bàn ném về phía gã, nói anh nhìn cho kỹ, tôi có rất nhiều thời gian, những chỗ nào không hiểu có thể hỏi tôi, gì đó nhỉ, trên đó giấy trắng mực đen viết rất rõ ràng, toàn bộ đều là thông qua sự kiểm định của chuyên gia cả, thiết kế không có vấn đề, chất lượng công trình không có vấn đề gì. Cao Dũng xem cẩn thận sắp tài liệu từ đầu đến cuối, càng xem càng ra nhiều mồ hôi, gã dần cảm thấy việc này còn nghiêm trọng hơn rất nhiều so với những gì hắn dự liệu. Sau khi Hồng Vĩ Cơ đến Đông Giang, muốn đi tìm gặp một trong hai người Cố Doãn Chi và Tống Hoài Minh, nhưng cả hai người đều trốn tránh không gặp, làm cho ông Phó Tỉnh trưởng tỉnh Vân An, người đại diện toàn quyền của tỉnh Vân An là Hồng Vĩ Cơ này rất mất thể diện. Có điều bên Bình Hải vẫn phái Phó Thị trưởng Thường vụ Triệu Quý Đình đến để đi theo ông ta. Triệu Quý Đình đã từng là ngôi sao sáng trên đàn chính trị Bình Hải, từ lúc con trai ông ta là Triệu Hải Vĩ tìm người đến Âu Dương Như Hạ, làm cho Âu Dương Như Hạ điên cuồng rồi tự sát, ông ta cũng rất thê thảm, ai cũng đều nhìn thấy sự tiều tụy của ông ta, Triệu Lý Đình già đi rất nhiều, Âu Dương Như Hạ, người phụ nữ ông ta hết mực yêu thương, giờ đây đã về Quy Thiên, hung thủ hại chết Âu Dương Như Hạ, đó chính là con trai của ông ta Triệu Hải Vệ, vì chuyện này, Triệu Hải Vệ đã nhận án 30 năm. Dù là trong ngục có biểu hiện tốt và được khoan hồng, thì khi bước ra ngoài ngục đã là thế kỷ 21, vì chuyện của Triệu Hải Vệ, vợ ông ta là Lý Bình đã chịu áp lực rất lớn, tháng trước bệnh nặng qua đời, những cú đánh dồn dập làm cho Triệu Quý Đình biến thành người lạnh lùng, ông ta đã không còn giống như trước nữa, coi trọng danh lợi và địa vị, ông ta hiểu rằng, người tạo nên tấm thảm kịch này chính là ông ta. Chỉ là ông trời ông để ông ta gặp báo ứng mà thôi. Hồng Vệ Cơ tìm thấy điểm chung trên người Triệu Lý Đình, hai người rất thất thế trên quan trường Bình Hải, hơn nữa đều là vấn đề liên quan đến phụ nữ. Điều khác là, Hồng Vĩ Cơ rất may mắn đã gượng dậy được nhanh chóng, còn Triệu Lý Đình thì không nhanh như vậy. Lần này Triệu Lý Đình cho Hồng Vĩ Cơ một cảm giác đó là tê liệt, dường như ông ta trôi dạt bên ngoài thể chế. Hồng Vĩ Cơ muốn thông qua ông ta tìm hiểu tiến triển mới nhất của Bình Hải, tỉnh trưởng Triệu, tôi nghe nói các ông đã bắt Phó Tổng Giám đốc câu lạc bộ Thái Hồng Cao Dũng. Xin hỏi vì nguyên do gì vậy? Điều tra yêu cầu, Triệu Quý Đình nói xong lại trầm tư. Hồng Vĩ Cơ nói, tôi không hiểu tại sao bên Bình Hải lại lấy trận hỗn loạn làm nguyên nhân chính của sự việc 417. Đã điều tra rõ ràng, thì phải điều tra cho toàn diện. Triệu Lý Đình lại trầm tư. Hồng Vĩ Cơ cảm thấy rất chán nản, Triệu Quý Đình trong ấn tượng của ông ta không phải như thế này. Lúc đầu Triệu Quý Đình được coi là một trong những sự lựa chọn đầy tính cạnh tranh của Bình Hải. Lúc đó ông ấy rất khí thế, trong số tỉnh trưởng, là người nhận được lời khen nhiều nhất của Cố Doãn Chi, không ngờ sau cái chết của Âu Dương Như Hạ, ông ta lại biến thành thế này. Hồng Vĩ Cơ nói, tỉnh trưởng Triệu, tôi là cán bộ đi ra từ Bình Hải, nhưng tôi vẫn cảm thấy thái độ xử lý sự kiện 417 này của Bình Hải không đủ tích cực, nghĩ đến những người có người nhà chết đang kêu khóc ở ngoài kia, những người làm lãnh đạo như chúng tôi thấy rất thương tâm. Triệu Vĩ Cơ nói, đã có tổ điều tra đang làm nhiệm vụ rồi. Những phương án bồi hoàn sắp sửa được đưa ra, trên tỉnh đã nỗ lực lắm rồi, tỉnh trưởng Hồng nên kiên nhẫn hơn nữa. Hồng Vĩ Cơ không thể nhẫn nại, ông ta cảm thấy tỉnh Bình Hải có ý thức phòng tránh ông ta, cách ly ông ta với sự việc này, ông ta nói tiến trình trước mắt với bí thư tỉnh ủy Kiều Trấn Lương. Kiều Trấn Lương nghe được tin tỉnh Bình Hải đã bắt phó tổng giám đốc câu lạc bộ Thái Hồng là Cao Dũng, và bắt đầu điều tra câu lạc bộ Thái Hồng, tức đến độ đập bà. Bình thường ông ta đều rất hòa khí, nhưng khi ông ta tức lên thì không ai dám lại gần. Thư ký sợ đến độ vội vàng lùi ra ngoài, không có ai hiểu tính khí bí thư Kiều hơn anh ta. Bộ trung tổ đã nói chuyện với Kiều Trấn Lương, ông ta biết rằng Bình Hải là bến tiếp theo của mình, trước khi ông ta chưa đến Bình Hải, không ngờ lại xảy ra vụ thảm án lần này. Kiều Trấn Lương rất đau lòng, vị trí của ông trong lòng người dân ở Vân An rất lớn, bí thư Kiều rất dễ gần, yêu dân như con, trên thực tế. Kiều Trấn Lương cũng như vậy, vị bí thư tỉnh ủy này đã nổi tiếng vì không hống hách, từ các thôn cùng ngõ hẻm của các thành phố tỉnh Vân An, thậm chí cả trên đồng cạn dưới đồng sâu đều thấy bóng dáng của ông. Ông rất nhiệt tình trong việc nói chuyện trực tiếp với người dân,
ông ta cho rằng như vậy sẽ hiểu được những tiếng lòng thật sự của người dân. Sau khi biết được vụ thảm án 417, Kiều Trấn Lương thấy rằng sự ứng phó của mình không sai, phái Hồng Vĩ Cơ trở thành người đại diện đến tìm hiểu tình hình Đông Giang là điều cần thiết. Mục đích ông ta để Hồng Vĩ Cơ đi là muốn trở thành thế dựa cho những người hâm mộ Vân An, cũng để mang đến lời hỏi thăm của lãnh đạo Vân An. Đương nhiên ông ta cũng có ý gây áp lực cho bên Bình Hải. Chết nhiều người như vậy, người hâm mộ của tỉnh Vân An chết 25 người, 113 người bị thương, đó là con số làm kinh động lòng người. Một sự kiện thảm khốc như vậy, xảy ra ở Đông Giang, xảy ra ở Bình Hải, bên Bình Hải nên chịu trách nhiệm, phải cho nhân dân Vân An một lời xin lỗi. Kiều Trấn Lương là bí thư tỉnh ủy của tỉnh Vân An, dù là ông còn ở trước đó một ngày thôi, cũng phải làm tròn bổn phận của người quan phụ mẫu, ông phải bảo vệ lợi ích cho những người dân Vân An này. Kiều Trấn Lương cũng không thể yên lặng được nữa, ông ta chủ động gọi điện cho Cố Doãn Chi. Khi Cố Doãn Chi nghe cuộc điện thoại này, Lưu Diễm Hồng đang báo cáo với ông ta tình hình tiến triển. Cuộc điện thoại này của Kiều Trấn Lương là sự dự đoán trước của Cố Doãn Chi rồi, Cố Doãn Chi nói, bí thư Kiều, sao ông lại có thời gian rảnh gọi điện cho tôi thế này? Câu này của Cố Doãn Chi làm cho Kiều Trấn Lương rất tức giận, nhưng ông ta lại không thể để lộ ra được, mặc dù hai người cùng cấp, nhưng lý lịch của Cố Doãn Chi bày ra ở đó, người ta là đồng chí già, cần phải tôn trọng đồng chí lớn tuổi, năng lực khống chế cảm xúc của Kiều Trấn Lương rất tốt. Ông ta nhẹ nhàng nói, bí thư Cố, tôi muốn nói chuyện với ông một chút về sự việc thảm án 417. Cố Doãn Chi nói, việc này à, bên Bình Hải đang tích cực điều tra, tình hình trước mắt không sáng sủa chút nào, còn về những tiến triển gần đây chúng tôi đã báo lại cho đồng chí Vĩ Cơ, có lẽ ông ấy đã nói hết rồi. Kiều Trấn Lương nói một vài tình hình, nhưng vì là để bảo mật, những hiểu biết của ông ta về tiến triển tình hình không hề toàn diện. Ý của ông ta là bên Bình Hải ít nói chuyện với ông ta. Cố Doãn Chi nhìn sang Lưu Diễm Hồng, lúc này lòng ông đã nhẹ nhàng hơn rất nhiều, theo những luận chứng của tổ chuyên gia, thiết kế và thi công của khán đài sân vận động đều không có vấn đề gì cả. Nguyên nhân chủ yếu dẫn đến lần đổ sập lần này là do hỗn loạn của người hâm mộ bóng đá, đổ lên khán đài vượt quá tải trọng của nó. Kiều Trấn Lương nói, bí thư Cố, lý do này có lẽ chẳng ai tin đâu. Ông ta bị lý do của Cố Doãn Chi chọc tức rồi. Cố Doãn Chi nói, tôi cũng cảm thấy không đáng tin, nhưng những kết quả luận chứng của chuyên gia là như vậy, bên Trung ương cũng đã đưa xuống đây một tổ công tác, chuyên gia tổ công tác đang tiến hành luận chứng một bước tiếp. Kiều Trấn Lương nói, nếu như công trình không tồn tại vấn đề gì, thì bi kịch này đã không xảy ra. Cố Doãn Chi nói, dù là có phải công trình có vấn đề hay không, thì bên thi công công trình, bên thầu kiến trúc cũng đã bị bắt lại rồi, chúng ta cần phải điều tra cho rõ ràng việc này. Nhưng có một điểm không thể phủ nhận được, đó là vụ hỗn độn của người hâm mộ cũng là một trong những nguyên nhân gây nên thảm kịch lần này. Đợi sau khi tổ công tác Trung ương đưa ra kết quả điều tra, tôi sẽ thông báo với ông ngay. Kiều Trấn Lương nói, bí thư Cố, ông tưởng rằng trách nhiệm ở phía ai? Audio điện tử Võ Tấn Bền. Cố Doãn Chi nói, sự việc đã phát sinh, với chúng tôi đầu tiên là bồi thường cho người chết và bị thương. Công tác này do đồng chí Hoài Minh đảm nhận, công tác điều tra cũng đang tiến hành rất cam go, tôi sẽ xử lý tốt chuyện này trước khi về hưu, giao lại một Bình Hải sạch sẽ lành mạnh cho người phía sau tôi. Kiều Trấn Lương biết thử, câu này của Cố Doãn Chi đang nhắc nhở mình. Ông ta đã sắp về hưu, mình mới là người tiếp nhận Bình Hải trong tương lai. Kiều Trấn Lương nói, là một ngày tạo phúc cả đời, tôi là bí thư tỉnh ủy tỉnh Vân An, cần phải suy nghĩ cho lợi ích của nhân dân. Cố Doãn Chi nói đầy lý lẽ, ai cũng đều như vậy cả, ông vì Vân An, tôi vì Bình Hải, nhưng chúng ta đều là vì Trung Quốc, chúng ta cần phải xử lý việc này trên nguyên tắc công bằng, chúng ta không thể nào bỏ qua bất cứ một người liên quan. Bí thư Kiều, sự việc đã xảy ra ở Bình Hải, tôi sẽ phụ trách đến cùng, tôi sẽ cho người nhà của người chết một câu trả lời hài lòng. Kiều Trấn Lương đã nghe ra ý của Cố Doãn Chi trong câu này, sự việc phát sinh ở Bình Hải, người ta không cần mình phải nhúng tay vào. Kiều Trấn Lương nói, tôi tán đồng cách nói của bí thư Cố, tôi hy vọng chúng ta có thể hợp tác để xử lý tốt chuyện này, để làm cho người chết được yên nghỉ, làm cho người sống có thể giải thoát khỏi đau khổ. Cố Doãn Chi nói, việc này thật sự cần sự hợp tác giải quyết của hai bên chúng ta, nếu không thì chỉ làm cho sự việc ngày càng xấu đi, chẳng có chút lợi ích nào với cả Bình Hải và Vân An. Kiều Trấn Lương nghe thế nào cũng thấy Cố Doãn Chi đang nói móc mình, trong lòng ông ta rất khó chịu. Bắt đầu hối hận gọi cuộc điện thoại này cho Cố Doãn Chi, đây chính là đi ôm ông ta không bằng Cố Doãn Chi, là người bị hại, vốn ông ta phải giữ thế chủ động mới đúng,
nhưng Cố Doãn Chi lại từ thủ biến thành công, từng bước tiến sát, bất giác lại trở thành chuyển phòng thành công, gừng càng già càng cay, Cố Doãn Chi quả nhiên danh bất hư truyền. Nếu nói một cách khách quan, thì Kiều Trấn Lương cũng có ý định nhân cơ hội này lập uy ở Bình Hải, lúc này ông ta mới nhận thức được, Cố Doãn Chi vẫn chưa về hưu, ông ta ở Bình Hải một ngày, thì Bình Hải không đến lượt người khác nói, dù là Kiều Trấn Lương cũng không ngoại lệ. Sự tấn công của Cố Doãn Chi vẫn chưa kết thúc ở đó, ông ta bình tĩnh nói, đồng chí Trấn Lương, sự việc hối lộ trọng tài của bên câu lạc bộ Thái Hồng đã được làm rõ rồi, tôi hy vọng rằng anh có thể điều tra việc này một cách triệt để. Kiều Trấn Lương nói, bí thư Cố, tôi là một người không thể chịu nổi bất bình, bên câu lạc bộ Thái Hồng tôi sẽ cho người đến điều tra. Cố Doãn Chi gật đầu, nói một vài phương pháp với Kiều Trấn Lương rồi mới cụp điện thoại. Lưu Diễm Hồng ở ngay bên cạnh đã chứng kiến sự mạnh mẽ của bí thư tỉnh ủy, cô ta may mắn gặp được một lãnh đạo như thế này, Cố Doãn Chi là một người dám nghĩ dám làm, đồng thời đầu óc ông ta cũng rất tỉnh táo, ông ta tôn trọng sự thật, chứ không vì xảy ra việc lớn mà xử lý vội vàng, bắt một vài người liên quan cho xong chuyện. Cố Doãn Chi nói, Tiểu Lưu, vừa này cô nói chuyên gia nhận định chất lượng công trình không có vấn đề gì. Lưu Diễm Hồng nói, có lẽ là không có vấn đề gì. Những chuyên gia kiến trúc tỉnh ta đã thông qua luận chứng, nhưng đây không phải là chúng ta đùn đẩy trách nhiệm, công trình sân vận động có vấn đề chuyển nhượng bất hợp pháp, Tân Hoành Kiến Thiết hoàn toàn không có tư cách thi công, bên Lương Thành Long biết rằng anh ta không có giấy chứng nhận tư cách thi công, nhưng vẫn chuyển một phần công trình cho anh ta, toàn bộ đều là do sự sai khiến của lợi ích. Con trai của chủ nhiệm thể ủy Huệ Kính Dân là Huệ Cường đã có tác dụng móc nối trong việc đó, còn Lưu Hải Quân của Tân Hoành Kiến Thiết thì lại là cháu ruột của Huệ Kính Dân. Những quan hệ phức tạp này nhất định có móc ngoặt với vấn đề lợi ích. Cố Doãn Chi nói, Tiểu Lưu, những người liên quan đến vụ này không thể bỏ qua bất kỳ một ai, nhưng cần phải có kỹ thuật, giờ đây chúng ta phải đánh vào chỗ sáng, phải làm cho quần chúng khâm phục khẩu phục, nếu như trong thời gian quan trọng này, mà đào càng sâu, thì càng làm cho thiên hạ có chuyện để nói. Lưu Diễm Hồng hiểu ý của Cố Doãn Chi, trong lúc mẫn cảm thế này, nếu như điều tra đến tận cùng, chỉ làm cho tiêu điểm mâu thuẫn tập trung vào Bình Hải mà thôi, điều này rất bất lợi cho Bình Hải, Cố Doãn Chi không phải là muốn thả lỏng cho những người đó, mà là để tính sổ sau. Lưu Diễm Hồng nói, câu lạc bộ Thái Hồng tồn tại vấn đề khá lớn, nhưng phó giám đốc câu lạc bộ Thái Hồng đã chủ động đứng ra đảm nhận tất cả trách nhiệm, trước mắt, vụ án vẫn còn đang thẩm tra. Cố Doãn Chi nói, cô có ý kiến gì về việc này? Lưu Diễm Hồng nói, tổ điều tra của chúng tôi đã trao đổi ý kiến nội bộ. Với thân phận của Cao Dũng ở câu lạc bộ, anh ta không dám đưa ra một quyết định to gan như vậy, đằng sau anh ta nhất định phải có người chỉ đạo. Theo tình hình trước mắt, người đưa ra ý định hối lộ trọng tài rất có khả năng là giám đốc câu lạc bộ Triệu Quốc Lương. Chúng tôi đã điều tra được, trước khi trận đấu bắt đầu, anh ta đã từng nói lấy sự thắng lợi của trận đấu này làm quà sinh nhật cho cha anh ta. Cố Doãn Chi gật đầu nói, Triệu Vĩnh Phúc. Lưu Diễm Hồng nói, Chủ tịch tập đoàn Thái Hồng Triệu Vĩnh Phúc. Cố Doãn Chi nói, các cô cố gắng nghĩ cách ép Cao Dũng nói thật, chỉ cần anh ta chịu mở miệng nói ra sự thật, nếu như sự việc này thật sự có liên quan đến Triệu Quốc Lương, tôi nghĩ sự việc sẽ đơn giản hơn rất nhiều. Lưu Diễm Hồng nói, Trương Dương đang thẩm vấn anh ta nói có cách để Cao Dũng nói ra sự thật. Trương Dương đập mạnh xuống bàn, nói lớn, nhìn rõ hay chưa? Cao Dũng giật nảy mình, anh ta đặt tập tài liệu xuống nói, anh không cần phải phí thời gian công sức nữa. Gây ra chuyện hối lộ là tôi nhận tội. Trương Dương đứng dậy bước chậm chậm trước mặt Cao Dũng, hai mắt trừng trừng nhìn Cao Dũng, tôi rất khâm phục anh, có một từ nói thế nào ấy nhỉ? Sự trung thành ngu xuẩn, anh đối với Triệu Quốc Lương là như vậy đúng không? Cao Dũng cố trấn tĩnh nói, anh đừng có nói linh tinh, trước khi luật sư của tôi đến, tôi sẽ không trả lời bất kỳ câu hỏi nào của anh. Trương Dương cười lạnh lùng nói, luật sư có tác dụng quái gì cơ chứ? Tôi chưa nói chuyện với anh về luật pháp, đây cũng chẳng phải là nơi nói về luật pháp, tôi đại diện cho kỷ ủy, đại diện cho tổ điều tra sự kiện 417 điều tra nguyên do dẫn đến thảm cảnh lần này. Cao Dũng, anh cứng đầu lắm, nếu như anh là do nghĩa khí hay là do sự trung thành ngu xuẩn, thì tôi bái phục anh cũng là một thằng đàn ông, nhưng nếu như người khác uy hiếp anh, hoặc là dùng lợi ích làm cho anh nói như thế này, thì anh là một thằng ngốc. Cao Dũng lạnh lùng nói, mỗi câu anh chửi tôi đều sẽ nói trước tòa. Chương 349, khống chế. Trương Dương cười nói, những bộ phận đó không quản nổi tôi đâu, từ lúc tôi bắt đầu bước vào thể chế, tôi đã có loại thái độ làm việc này rồi, và cả các làm việc này nữa, tôi có thể bình an đến tận bây giờ,
có thể chứng minh rằng những cơ quan liên quan không những không phản đối, mà còn rất tán thành nữa. Tôi có rất nhiều cách làm cho anh nói ra sự thật. Tôi chọn một cách nhẹ nhàng nhất, giờ đây luôn chú trọng vào nhân quyền, nhân đạo, những loại hành hình đã cách chúng ta rất xa, chúng ta cũng sẽ không làm như vậy. Cao Dũng, tôi rất thương tiếc cho anh cảm thấy sau khi anh nhận tội rồi, tất cả mọi việc sẽ đến đây là dừng lại ư. Cùng lắm là người ta cho anh một cái tội hối lộ, nhiều lắm là nhốt anh 3-5 năm rồi thả ra ư. Cao Dũng không nói gì, nhìn thẳng vào Trương Dương. Trương Dương nói, anh nằm mơ đấy à, những tập tài liệu tôi đưa cho anh xem không phải là giả tạo, kết quả của tổ chuyên gia là, vụ hỗn độn của người hâm mộ mới là nguyên nhân chủ yếu dẫn đến sự đổ sập lần này của khán đài. Nhiều người như vậy đã chết, nhất định phải có người đứng ra phụ trách, người ta thường nói, giết người đền mạng, mượn tiền trả tiền, hành vi hối lộ của anh chẳng là gì so với việc này, theo kinh nghiệm của tôi, ít nhất là anh bị tù chung thân. Cao Dũng nói lớn, anh đừng có dọa tôi. Vụ hỗn độn của người hâm mộ có liên quan gì đến tôi chứ? Trương Dương lạnh lùng cười nói, mặc dù anh không trực tiếp giết họ, nhưng anh lại là người gây nên sự hỗn loạn đó, chẳng phải là anh rất anh dũng sao? Anh cứ gánh tội đó đi, 31 sinh mạng, anh gánh được không? Tù chung thân là còn nhẹ đấy, nếu không biết Trường còn bị tử hình, con trai anh mới 1 tuổi, đứa trẻ bé nhỏ như vậy mà đã mất cha, điều này mới tàn nhẫn làm sao, có phải đã có người hứa với anh, chỉ cần anh nhận tội. Là người nhà anh sẽ do anh ta chăm sóc. Tôi muốn hỏi anh, dù là anh ta có thể cho gia đình anh thật nhiều tiền, nhưng còn tình cảm, ai có thể cho được? Có thể cho con trai của anh tình yêu của một người cha không? Đừng nói nữa, trên đầu Cao Dũng đầy mồ hôi. Trương Dương thở dài nói, tôi chẳng muốn công kích tâm lý anh làm gì, anh muốn làm vật hy sinh, thì tôi đồng ý thôi, với tôi, sự việc hoàn toàn có thể kết thúc ở đây. Người gây ra đã bắt được rồi, tôi giao anh và Chu Nghị lên trên là hết việc. Nhưng tôi thật sự thấy anh rất đáng thương, Trương Dương lắc đầu, cầm tập tài liệu lên nói, Cao Dũng, anh không suy nghĩ cho mình, cũng nên suy nghĩ cho người nhà của anh, tôi chỉ nói đến đây thôi, còn kết quả về sau thế nào, đều nằm ở bản thân anh cả. Trương Dương nói xong đi ra ngoài, đi được 2 bước, hắn lại quay lại, lấy ra một tấm ảnh trong túi đặt lên bàn. Cao Dũng cúi đầu xuống. Thì là tấm ảnh anh ta và vợ ôm đứa con trai vừa tròn 2 tuần tuổi, thấy nụ cười ấm áp của vợ, thấy nụ cười ngây thơ của đứa con trai, trong lòng Cao Dũng đau như dao cắt, dường như máu anh ta đã đông cứng lại, sau đó tất cả dũng khí của anh ta, dường như bị tê liệt, anh ta ôm mặt, nước mắt rơi lã chã. Trương Đại Quan vừa vặn nói thêm một câu, con trai của anh thật dễ thương. Kỹ xảo thẩm vấn của tên này đã đạt đến một trình độ mới, không cần dùng kim châm, không cần điểm huyệt, không cần động chạm đến xác thịt. Chỉ là việc công kích tâm lý thôi, cũng đủ để phá vỡ tuyến phòng vệ của đối phương, đây mới là chỗ cao minh của Trương Đại Quan. Kết luận thứ 2 của tổ chuyên gia về chất lượng công trình sân vận động đã có. Sự thật đã chứng minh chất lượng công trình không tồn tại khiếm khuyết quá lớn, kết quả này hoàn toàn nằm ngoài những dự liệu của mọi người, bao gồm tất cả những nhân viên của tổ điều tra cũng không thể ngờ được, Lưu Hải Quân ngay cả tư chất công trình cũng không có, mang một đám nông dân đến xây dựng mà lại làm ra được một công trình như thế này. Có lẽ một câu của Lưu Hải Quân có thể giải thích hiện tượng kỳ lạ này, mẹ tôi đã nói rồi, làm việc phải làm cho tử tế, đã lấy tiền rồi thì phải làm cho tốt. Mẹ của Lưu Hải Quân đã qua đời nhiều năm, có lẽ bà cũng không ngờ được rằng câu nói lúc đầu đó của bà có sức ảnh hưởng lớn như vậy đối với người con trai sau này. Chất lượng công trình không tồn tại vấn đề, điều này làm tất cả mọi người ở Bình Hải đều thở phào nhẹ nhõm, dù là công trình sân vận động tồn tại lỗ hổng thế nào, chất lượng công trình không vấn đề gì đây là sự thật. Cũng đã thông qua 2 lần chuyên gia thẩm định, nói một cách khác, bên thi công không thể là người lãnh trách nhiệm chủ yếu của lần đổ sập này. Nguyên nhân chính tạo nên lần đổ sập này, đó chính là một lượng lớn người hâm mộ đổ dồn lên khán đài, vượt qua tải trọng của nó, vì thế đổ sập là điều khó tránh khỏi. Bí thư tỉnh ủy Bình Hải Cố Doãn Chi và tỉnh trưởng Tống Hoài Minh gặp nhau sau khi tình hình đã có chút sáng sủa, họ thương lượng về biện pháp ứng phó với chuyện này. Đầu tiên, Tống Hoài Minh báo cáo với Cố Doãn Chi về phương án bồi thường. Về phương diện bồi thường, họ đã tham khảo qua nhiều số liệu và đưa ra mức bồi thường cao nhất, tiền thuốc men của người bị thương cũng do bên Bình Hải phụ trách. Cố Doãn Chi nói, thật ra điều tra vụ việc hỗn loạn của người hâm mộ, không phải là để đùn đẩy trách nhiệm, tôi chỉ là không muốn bên tỉnh Vân An đè quá nhiều áp lực lên cho chúng ta, muốn làm cho họ ý thức được việc này có phần trách nhiệm của họ. Tống Hoài Minh thở dài một hơi nói, thiết kế và chất lượng công trình mặc dù không có vấn đề gì, nhưng trong đó vẫn tồn tại vấn đề rất lớn, nếu như không có vụ thảm án 417 xảy ra, có
có lẽ tất cả những việc bên trong đó sẽ được giấu đi mãi mãi, nhưng cùng với việc sập đổ của khán đài Tây, những điều bí ẩn đã được phơi bày ra ánh sáng. Cố Doãn Chi nói, gây nên vụ sập đổ khán đài lần này là do vụ hỗn loạn của người hâm mộ bóng đá, trong thời gian ngắn đã ùn lên trên khán đài rất nhiều người, vượt quá sức tải của nó. Tống Hoài Minh nói, đây là sự thật, nhưng không dễ dàng để dân chúng có thể chấp nhận được, rất nhiều người đều nhận định rằng do bản thân công trình có vấn đề, nếu như giờ chúng ta công bố nguyên nhân này ra ngoài, có lẽ những người nhà của người chết và bị thương sẽ không chấp nhận, sự việc không những không lắng xuống, mà có khi còn bùng lên dữ dội hơn. Cố Doãn Chi nói, bất cứ ai đều phải tôn trọng sự thật, những người gặp nạn đáng để đồng tình, nhưng họ cũng cần phải chịu trách nhiệm nhất định đối với sự việc lần này. Sự việc lần này tồn tại trách nhiệm của rất nhiều người, bên tổ chức trận đấu, bên phối hợp tổ chức, trọng tài trận đấu, quan chức câu lạc bộ, và cả bên vận động viên nữa, vấn đề tồn tại ở khắp mọi nơi. Tống Hoài Minh nói, tỉnh Vân An yêu cầu tiếp tay vụ án hối lộ của câu lạc bộ Hồng Thái. Cố Doãn Chi điềm đạm nói, họ bắt đầu tích cực chủ động rồi. Bắt đầu ý thức được việc phải đối diện với sự thật, chứ không chỉ là gây áp lực cho chúng ta, bi kịch lần này không chỉ có trách nhiệm của một mình Bình Hải. Tống Hoài Minh nói, Bí thư Cố cảm thấy chúng ta nên giao vụ án hối lộ của câu lạc bộ Thái Hồng cho bên tỉnh Vân An sao? Cố Doãn Chi nói, anh thấy thế nào? Tống Hoài Minh nói, nếu theo lý mà nói chúng ta nên giao cho họ, nếu như không giao đi, thì nhiều nhất chúng ta cũng chỉ điều tra được đến câu lạc bộ Thái Hồng, còn nữa thì không điều tra tiếp được rồi. Cố Doãn Chi nói, giao cho họ, liệu họ có kiểm tra tiếp không? Tống Hoài Minh không nói gì, ông ta cũng hiểu một chút về đằng sau Thái Hồng, mặc dù Cao Dũng đã tự nhận là Triệu Quốc Lương bảo anh ta đi hối lộ trọng tài Chu Nghị, nhưng việc này bị Triệu Quốc Lương phủ nhận, nếu như giao họ cho Vân An, sự việc nhất định sẽ thay đổi, nhưng cái cốt lõi của vấn đề lần này không phải là truy cứu việc thổi còi sai, mà là nguyên nhân dẫn đến sự vụ hỗn loạn, trọng tài viên Chu Nghị là người nhận tiền hối lộ. Người hối lộ là phó tổng giám đốc câu lạc bộ Thái Hồng Cao Dũng. Nhưng xuất phát điểm của họ là thao túng trận đấu, vụ hỗn loạn của người hâm mộ cũng không phải là điều họ muốn xảy ra. Nếu như họ cứ túm chặt lấy chuyện này, thì bên tỉnh Vân An nhất định xoáy sâu vào vấn đề chất lượng công trình, cả hai bên đều đấu đến không ngừng nghỉ. Như vậy, những vấn đề lộ ra càng nhiều, sự việc càng khó giải quyết. Tống Hoài Minh nói, điều tra hay không là vấn đề của họ. Cố Doãn Chi nói đầy ân ý, sự việc 417 anh định giải quyết thế nào? Tống Hoài Minh nói, chủ nhiệm Thể ủy tỉnh Huệ Kính Dân muốn đứng ra chịu trách nhiệm, bên bao thầu công trình sân vận động đã chịu trách nhiệm nhất định đối với chuyện này, bên chi công cũng cần phải chịu trách nhiệm. Cố Doãn Chi nói, đã chứng minh được chất lượng thi công không có vấn đề gì, thì tại sao còn phải đánh vào họ? Tống Hoài Minh nói, nhất định phải đánh, Lương Thành Long chuyển nhượng bất hợp pháp. Tổng đó có liên quan đến việc thu hồi vốn công trình, đánh vào họ, cũng chính để công chúng nhìn vào, cũng là để cho họ một bài học. Cố Doãn Chi gật đầu, việc này đã liên quan đến hai tỉnh, điều đó rất mẫn cảm, nếu như xử lý không tốt, thì cả hai bên tiếp tục cứng đầu đối chọi, kết quả của việc đó tất nhiên là hai bên thất bại. Ông ta tin rằng Kiều Trấn Lương là người thông minh, bên Bình Hải đã giao vụ án hối lộ của câu lạc bộ Thái Hồng cho Vân An, Kiều Trấn Lương ngay lập tức liền hiểu thái độ của ông ta. Không bao lâu sau, Kiều Trấn Lương sẽ đến Bình Hải đảm nhận bí thư tỉnh ủy, ở việc này ông ta không thể nào làm quá được, nếu như điều tra đến cùng. Thì trước khi ông ta đến Bình Hải, sẽ để lại ấn tượng không tốt đối với những quan chức các cấp ở Bình Hải, thậm chí sẽ làm cho các quan chức có thái độ chống đối, điều này rất bất lợi với công tác của Kiều Trấn Lương. Tống Hoài Minh không phải là không muốn điều tra, mà là việc này không thể nào điều tra tiếp được, sự thật đã rất rõ ràng. Vụ sập khán đài sân vận động không liên quan gì đến vấn đề chất lượng công trình, nhưng trong công trình quả thật có tồn tại vấn đề, trách nhiệm đều phải có một người đứng ra gánh vác, gây nên vụ đổ sập lần này là vụ hỗn loạn của người hâm mộ, chính sự hỗn loạn đó mới làm phát sinh bi kịch lần này, nhưng giờ đây người hâm mộ đã trở thành người bị hại, và sẽ diễn vai của người bị hại, nguyên nhân tạo nên vụ hỗn độn của họ là do trận đấu không công bằng, mà người tạo nên trận đấu này lại là câu lạc bộ và trọng tài. Tống Hoài Minh chẳng hứng thú gì với cơ chế thể thao của Trung Quốc, nhưng vấn đề bày ra trước mắt, ông ta bắt buộc phải làm một cái gì đó, mặc dù ông ta là người đứng đầu một tỉnh, nhưng lại không làm nhiều việc về phương diện này lắm, phạm vi của cơ chế này quá rộng, không phải mình ông ta là có thể thay đổi được. Cố Doãn Chi dường như cảm giác được Tống Hoài Minh đang nghĩ gì, thấp giọng nói, có một vài thứ xấu xa giống như u bướu trên người ta vậy, rất muốn cầm dao cắt một nhát cho xong, nhưng nếu cắt đi, thì sẽ mất rất nhiều máu.
và sẽ dẫn đến những bệnh nặng, vì vậy chúng ta chỉ có thể làm từng bước một, cắt từng cái một. Hồi phục cũng là một quá trình lâu dài, chúng ta cần nhẫn nại. Tống Hoài Minh cũng nghĩ như Cố Doãn Chi. Ông ta thở dài nói, nhất định sẽ có một ngày, chúng ta sẽ cắt được hết đám u nhỏ đó đi, làm cho cơ chế của chúng ta trở nên lành mạnh, làm cho nhân dân có một cuộc sống yên vui. Hồng Vĩ Cơ báo cáo với Bí thư Tỉnh ủy Kiều Trấn Lương tiến triển của sự việc, phát hiện thấy dường như Kiều Trấn Lương không nghe, Hồng Vĩ Cơ hơi ngại ngần dừng lời. Ánh mắt của Kiều Trấn Lương đang nhìn ra ngoài cửa sổ, dường như nghĩ ngợi gì đó, ông ta đã quên mất sự tồn tại của Hồng Vĩ Cơ trước mắt, lờ đãng mấy phút, rồi mới tỉnh ra. Ngại ngần cười nói, tối qua tôi ngủ muộn quá, đột nhiên cảm thấy hơi mệt. Hồng Vĩ Cơ cô không biết câu này của ông ta có liên quan gì đến chủ đề ngày hôm nay, cười nói, Bí thư Kiều cần phải chú ý đến sức khỏe, chúng tôi còn cần sự lãnh đạo của anh mà. Việc Kiều Trấn Lương sắp sửa đến Bình Hải đã được mọi người biết đến, ông ta cũng chẳng có ý định giấu giếm, điềm đạm cười nói, thời gian lãnh đạo các anh không còn nhiều nữa rồi. Đây là lần đầu tiên Kiều Trấn Lương nói chuyện của mình trước mặt người khác. Hồng Vĩ Cơ nói, Bí thư Kiều phải đi thật rồi sao? Kiều Trấn Lương gật đầu, Trung tổ bộ đã tìm đến tôi nói chuyện rồi, cuối tháng năm tôi sẽ về Bình Hải nhậm chức, Lão Hạ sẽ tiếp quản chức vụ của tôi. Lão Hạ mà ông ta nói chính là tỉnh trưởng tỉnh Bình Hải cũ Hạ Kim Dân, năm nay đã 55 tuổi, lớn hơn Kiều Trấn Lương một chút. Hồng Vĩ Cơ ừm một tiếng, ông ta không cảm thấy quá thất vọng, từ lý lịch và thành tích chính trị, ông ta vẫn còn cách rất xa vị trí người đứng đầu của tỉnh Vân An. Huống hồ ông ta đến tỉnh Vân An vẫn chưa lâu, ghế ngồi còn chưa ấm, muốn thăng cấp ngay là điều rất khó, có điều ông ta và Hạ Kim Dân cũng khá tốt, hai người họ là đồng hương, quan hệ gần hơn so với Kiều Trấn Lương. Trong lòng Hồng Vĩ Cơ rất muốn tiếp cận Kiều Trấn Lương, nhưng tính cách của Kiều Trấn Lương không hề dễ gần như ngoài mặt ông ta, trước mặt ai, Kiều Trấn Lương cũng đều tỏ ra rất hòa khí, nhưng ông ta luôn giữ khoảng cách nhất định với tất cả mọi người, qua lại với loại người này, rất khó để có thể xích gần quan hệ. Xuất thân và bối cảnh của Kiều Trấn Lương quyết định, ông ta không cần phải suy nghĩ đến cảm xúc của người khác, từ khi sinh ra ông ta đã được định là người thượng cấp, nếu như anh cho rằng ông ta cười hiền hậu với anh có nghĩa là muốn xích gần lại với anh, thì anh đã nhầm, nhầm to. Hồng Vĩ Cơ cảm thán, thật là không muốn anh đi chút nào. Kiều Trấn Lương lại cười, trông ông ta rất dễ gần, cười thì lại rất thân thiết, những người như thế này, nếu không biết thân phận của ông ta trước, thì chẳng ai có thể ngờ được ông ta có mối quan hệ gì đó với Bí thư Tỉnh ủy. Tư duy của Kiều Trấn Lương nhảy rất nhanh, đột nhiên lại quay về sự kiện 417, vụ đổ sập của khán đài sân vận động Đông Giang thật sự không có quan hệ gì với chất lượng công trình sao? Hồng Vĩ Cơ gật đầu nói, tổ chuyên gia Bình Hải, tổ chuyên gia của Trung ương cũng đã thẩm tra rồi, chúng tôi đã đến nghe hội luận chứng. Thiết kế của công trình phù hợp với tiêu chuẩn, chất lượng thi công của công trình cũng không có vấn đề gì. Có thể nói rằng nguyên nhân thật sự dẫn đến vụ đổ sập lần này là việc hỗn loạn của người hâm mộ bóng đá, trong một thời gian ngắn ùn lên quá nhiều người, làm cho khán đài đạt đến mức độ không thể nào chứa được nữa, dẫn đến vụ thảm họa này. Kiều Trấn Lương nói, quản lý tổ chức có vấn đề rất lớn. Hồng Vĩ Cơ nói, bên Bình Hải đã có phản ứng rồi, chủ nhiệm thể ủy tỉnh, chủ nhiệm thể ủy thành phố Đông Giang, quan chức hiệp hội bóng đá, bên bao thầu kiến trúc cũng đã bị khống chế cả rồi. Xem ra sẽ phải chịu trách nhiệm tương ứng. Kiều Trấn Lương điềm đạm nói, không làm như thế này, thì không dập nổi ngọn lửa hận của nhân dân. Hồng Vĩ Cơ nói, bọn họ muốn ra chuyện câu lạc bộ Thái Hồng cho chúng ta. Kiều Trấn Lương dựa lưng vào ghế, thấp giọng nói, sự việc hối lộ của câu lạc bộ Thái Hồng có phải là thật không? Hồng Vĩ Cơ nói, Phó Tổng Giám đốc câu lạc bộ Thái Hồng là Cao Dũng đã thừa nhận hành vi hối lộ của mình. Những người điều khiển trận đấu như trọng tài Chu Nghị cũng đã thừa nhận có chuyện hối lộ, lời khai của hai bên khớp nhau, nhưng khi Cao Dũng ở Bình Hải, có một bản lời khai nói rằng Tổng Giám đốc câu lạc bộ Thái Hồng là Triệu Quốc Lương bảo anh ta đi hối lộ, nhưng sau khi anh ta quay về Vân An, thì lại ngay lập tức đổi lời khai, nói rằng tổ điều tra của đối phương là Trương Dương đã ép cung, bắt anh ta nói như vậy. Kiều Trấn Lương trao trao mày, giờ đây lý do dẫn đến cảnh này. Đó là có quan hệ mật thiết với hành vi hối lộ của câu lạc bộ Thái Hồng, nếu không trong cuộc đấu đá của họ với tỉnh Bình Hải, Vân An sẽ chiếm thế thượng phong, sự việc đã phát sinh đến giờ, ngoài mặt Bình Hải thì đánh trống thổi kèn rất to, nhưng thật sự lại toàn là thùng rỗng, không hề tiếp tục đào sâu chuyện này, không biết Cố Doãn Chi và Tống Hoài Minh nghĩ gì. Kiều Trấn Lương cũng hiểu rằng, họ có thể dễ dàng giao việc câu lạc bộ Thái Hồng cho Vân An như vậy, hoàn toàn không phải là một loại thỏa hiệp, mà là một loại thái độ. Họ hy vọng ông ta có chút biểu hiện,
hai bên hợp tác làm việc, xử lý tốt sự kiện 417. Kiều Trấn Lương thấp giọng nói, theo những tình hình mà anh nói, khách quan mà nói, sự kiện sập lần này là do người hâm mộ hỗn loạn mà thành. Hồng Vĩ Cơ gật đầu. Kiều Trấn Lương nói vậy, đầu mối gây ra chuyện là cuộc thi đấu không công bằng này. Hồng Vĩ Cơ nói, ý của Bí Thư Kiều là phải điều tra triệt để chuyện của câu lạc bộ. Kiều Trấn Lương nhắm mắt, dường như đang suy nghĩ, một lúc sau mới nói, điều tra càng nhiều, thì trách nhiệm của Vân An càng lớn. Hồng Vĩ Cơ nhìn Kiều Trấn Lương hơi khó hiểu. Kiều Trấn Lương nói, sự việc xảy ra ở Bình Hải, lúc bắt đầu, chẳng liên quan gì đến Vân An, bên Bình Hải đã tìm được vài đầu mối, họ điều tra việc thổi còi láo trong trận đấu là muốn kéo chúng ta vào, làm cho Vân An từ một người bị hại thuần túy, trở thành một trong những người phải lãnh trách nhiệm. Hồng Vĩ Cơ đã nhìn thấu chuyện này, không thể không khâm phục thủ đoạn của Cố Doãn Chi. Kiều Trấn Lương nói, trên thực tế, câu lạc bộ Thái Hồng thật sự chẳng minh bạch gì, vì thế việc này mới tiếp diễn đến như ngày hôm nay. Hồng Vĩ Cơ đã hiểu ý của Kiều Trấn Lương, đúng là giống như ông ta vừa nói vậy, điều tra càng nhiều, thì trách nhiệm của Vân An ở sự việc này càng lớn, dù là có phải điều tra, thì cũng không phải là bây giờ. Ông ta thấp giọng nói, Bí Thư Kiều yên tâm, tôi sẽ xử lý tốt việc này. Lần đầu tiên Trương Dương lấy tư cách bạn bè đi thăm Lương Thành Long, sự việc đã rõ ràng rồi, Lương Thành Long phải chịu trách nhiệm, nhưng có điều trách nhiệm cũng không nghiêm trọng như anh ta tưởng tượng. Lương Thành Long nhìn thấy Trương Dương liền cười nói, chủ nhiệm Trương muốn thẩm tra tôi sao? Những gì tôi biết tôi đều đã nói cả rồi. Trương Dương cười nói, mẹ kiếp, anh vẫn còn cười được sao? Lương Thành Long cảm thán nói, tại sao tôi lại không cười được chứ? Tôi đã vòng một vòng ở quỷ môn quan rồi lại về đây, may mắn, tôi thật sự rất may mắn. Trương Dương ngồi xuống đối diện anh ta, rút ra một bao thuốc từ trong túi áo, xé ra rồi đưa cho Lương Thành Long một điếu, rồi lại giúp anh ta châm điếu. Lương Thành Long hút một hơi rồi nói, hôm nay anh đến thăm tôi với tư cách bạn bè hay là đến thăm tôi với tư cách kỷ ủy? Trương Dương nói, bạn bè. Lương Thành Long nói, thật là không dễ dàng. Trương Dương nói, lần này thái độ nhận tội của anh rất tích cực. Lương Thành Long gật đầu nói, mấy ngày nay tôi chưa từng ngủ một giấc ngon lành, nếu như chất lượng công trình có vấn đề, vậy thì nhất định phải chém đầu. Tôi vẫn chưa sống đủ, sự nghiệp của tôi mới chỉ bắt đầu, chết như thế này tôi không cam tâm. Anh ta dừng một chút, rồi lại hút mấy hơi. Trương Dương chau mày, nhắc anh ta, hút hít thôi, đừng như kiểu quỷ thuốc đầu thai vậy. Lương Thành Long hít một hơi, làn khói từ miệng anh ta bị mũi hít vào, nét mặt anh ta vô cùng hưởng thụ, nhưng Trương Dương nhìn thấy lại hơi kinh tởm. Lương Thành Long nói, thật đấy, tôi vốn nghĩ mình lần này chết chắc rồi, chỉ cần không liên lụy đến người khác, không ảnh hưởng đến người khác là được. Người khác trong câu này của anh ta đó chính là chú anh ta, Bí Thư Thị ủy Đông Giang, Lương Thiên Chính. Trương Dương nói, anh thật là to gan, đúng là một thằng đàn ông. Lương Thành Long nói, chết nhiều người như vậy, tôi thật không còn lòng dạ nào, tôi cho rằng chất lượng công trình có vấn đề, hối hận khi đã giao công trình này cho Lưu Hải Quân, nhưng tôi không ngờ vấn đề lần này lại không phải là chất lượng công trình. Trương Dương nói, anh vẫn phải bị trừng phạt thôi, vì chuyển nhượng bất hợp pháp. Lương Thành Long nói, đây là tôi của tôi đáng phải nhận, thật ra từ đầu nếu như tôi cứ cứng đầu không giao công trình cho Lưu Hải Quân, thì giờ đây trách nhiệm của tôi sẽ nhẹ đi một chút, người khác cũng không biết chuyển nhượng công trình. Trương Dương cười, trong thời kỳ chiến tranh kháng Nhật, loại người này như anh có thể làm hán gian, chưa có hình phạt gì ép cung mà anh đã khai thật hết rồi. Lương Thành Long nói, ý kiến xử lý của cấp trên đã đưa ra chưa? Trương Dương nói, ảnh hưởng của việc này rất lớn, mặc dù thiết kế và chất lượng công trình không có vấn đề gì, nhưng anh phải chịu trách nhiệm vì chuyện chuyển nhượng công trình, theo những gì tôi biết, anh có lẽ sẽ phải chịu án. Theo tính chất của sự việc, sẽ không vượt quá 7 năm. Lương Thành Long nói, chỉ cần không chết đã là may lắm rồi, tôi chấp nhận tất cả các loại hình phạt. Trương Dương nói, hành động bất hợp pháp của anh sẽ phải đối mặt với một khoản tiền phạt lớn đấy. Lương Thành Long nói, ngoài tiền phạt, tôi quyết định quyên 2 triệu cho tất cả những người gặp nạn lần này, để biểu thị sự hối hận của tôi. Trương Dương nhìn Lương Thành Long, đột nhiên cảm thấy trên người anh ta hoàn toàn thay đổi, sau khi trải qua những khúc mắc lớn như thế này, con người sẽ thay đổi. Lương Thành Long trải qua sự việc lần này, chẳng khác gì đã trải qua một lần chết, vì vậy anh ta rất bình tĩnh đối mặt với kết quả bây giờ. Nhưng dường như Trương Dương không hài lòng, hắn khó khăn lắm mới điều tra ra hành động hối lộ của câu lạc bộ Thái Hồng, dùng đủ mọi biện pháp,
đột phá phòng vệ tâm lý của Cao Dũng, làm cho y nói ra Triệu Quốc Lương, ngay trong lúc hắn đang chuẩn bị điều tra đến Triệu Quốc Lương, đột nhiên cấp trên lại giao sự việc của câu lạc bộ Thái Hồng cho bên Vân An, điều này làm Trương Dương cảm thấy hững hụt, hắn rất thất vọng, hắn đã đi tìm Lưu Diễm Hồng để nói ra nỗi bức xúc của mình, Lưu Diễm Hồng cũng rất chán nản. Chỉ nói rằng đây là ý của cấp trên, cô ta cũng không có cách gì. Lúc này, dù là Cố Doãn Chi hay là Tống Hoài Minh cũng đều chẳng vui vẻ gì, Trương Đại Quan cũng không dám động đến hai người này, hắn nói chẳng lẽ sự việc kết thúc ở đây sao? Tôi đã điều tra đến Triệu Quốc Lương rồi, hắn ta mới là người thao túng đằng sau chuyện này, hắn là người gây nên chuyện này, tại sao lại không điều tra tiếp, tại sao lại đưa vụ án này cho Vân An? Lưu Diễm Hồng cười khổ hạnh nói, cậu đừng có hỏi tôi cũng chẳng biết tại sao. Giờ đây bên Vân An phản ánh lại rằng, Cao Dũng khởi tố cậu lợi dụng hình phạt với anh ta, bắt anh ta nói ra tin tức. Trương Dương tức giận nói, mẹ kiếp, loại quái gì thế chứ, bảo hắn ta đến đây chứng nhận vết thương. Lưu Diễm Hồng trừng mắt nhìn hắn ta, tên này vừa mở miệng là đã nói bậy, nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì cũng đúng, khó khăn lắm mới đào được một con cá lớn, mà chớp mắt đã chạy mất rồi, có ai là vui vẻ chứ. Lưu Diễm Hồng nói, người ta cũng không phải là muốn truy cứu cậu thật sự, theo những tin tức tôi đã có được, Cao Dũng đã thay đổi lời khai, sự việc hối lộ không liên quan gì đến Triệu Quốc Lương. Không có liên quan mới là lạ đó, thằng ngốc cũng nhận ra rằng Triệu Quốc Lương bảo hắn ta làm thế. Lưu Diễm Hồng nói, Cao Dũng cứ khăng khăng vậy, cậu không chứng minh được chuyện đó, giờ đây Vân An đã nhúng tay vào rồi, người ta cho rằng đã điều tra rõ ràng chuyện này, và vụ 417 đã chấm dứt ở đây. Trương Dương cười lạnh lùng nói, chính trị quả nhiên là một trò chơi của ít người, họ muốn chơi thế nào thì chơi như thế. Chết đến 31 người, giờ đây đã điều tra ra nguyên nhân, tại sao không làm rõ việc này đến cùng? Lưu Diễm Hồng nói, giờ đây quan trọng nhất là phải làm tắt chuyện này, người nhà người chết và bị thương được an ủi, dù là cậu có thể chứng minh được Triệu Quốc Lương sai khiến Cao Dũng đi hối lộ, thì cũng chỉ là thêm một người vào tù mà thôi, người chết đi rồi liệu có sống lại được không? Cậu càng đào sâu vào câu lạc bộ Thái Hồng, thì tỉnh Vân An sẽ không bao giờ cho phép, với Vân An và Bình Hải, tiếp tục đào sâu xuống là tự vả vào mặt nhau, hậu quả chỉ là hai bên bị thương nặng nề. Trương Dương nói, chẳng lẽ vì vậy mà để loại người như Triệu Quốc Lương nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật sao? Lưu Diễm Hồng thở dài nói, Trương Dương, Cao Dũng đã đứng ra thừa nhận chuyện này, chẳng có lỗ hổng nào về pháp luật cả, mặc dù trước đó anh ta đã chứng nhận Triệu Quốc Lương sai khiến anh ta. Nhưng Triệu Quốc Lương đã phủ nhận, người ta rửa rất sạch, từ chỗ tài vụ cũng chẳng thấy tên của anh ta, chúng ta chẳng tìm thấy chứng cứ gì hết. Trương Dương nói, chỉ cần bắt được hắn ta, tôi có cách. Lưu Diễm Hồng nói, chúng ta là kỷ ủy, không phải là bên công an, cậu cần phải làm rõ vị trí của mình, sự việc đã qua rồi, cậu phải chấp nhận hiện thực đó. Trương Dương nói, cả một sự việc đã không có công bằng rồi, Lương Thành Long, Lưu Hải Quân mặc dù họ đã chuyển nhượng bất hợp pháp. Nhưng chất lượng công trình không vấn đề gì, mà họ lại phải chịu trách nhiệm, người thật sự tạo nên vụ hỗn độn của người hâm mộ là Triệu Quốc Lương, mà tên khốn đó lại đang nhơn nhơn ngoài vòng pháp luật. Lưu Diễm Hồng nói, đó chỉ là những phán đoán chủ quan của cậu, thiếu chứng cứ thực tế, Trương Dương. Chính nghĩa của tôi không kém hơn cậu, nhưng tôi càng hiểu về tính quan trọng của cục diện lớn, tôi tin tưởng rằng lãnh đạo đã suy nghĩ nhiều hơn, họ không những suy nghĩ về việc làm thế nào để giảm bớt những tổn hại của dân chúng xuống mức thấp nhất. Mà còn phải suy nghĩ đến việc làm cân bằng cục diện, nếu như làm cho việc này biết thành một cuộc chiến tranh, thì chúng ta chỉ nhìn thấy cục bộ, họ bắt buộc phải suy nghĩ toàn diện, cậu hiểu không? Trương Dương nói, tôi hiểu, nhưng giờ đây tôi bắt đầu nghi ngờ rồi, mình có thể làm một tướng quân tốt hay không? Lưu Diễm Hồng cười nói, tướng quân thì tôi không biết, nhưng nhất định cậu sẽ là một binh lính hợp chuẩn. Cô ta pha một cốc trà cho Trương Dương rồi nói, suy nghĩ một chút về việc đến kỷ ủy làm việc đi. Chức chính sở của anh cứ để tôi. Trương Dương cười, đây đã là lần thứ hai Lưu Diễm Hồng mời hắn, hắn lắc đầu nói thật, khi việc 417 mới xảy ra, tôi cũng có ý nghĩ như vậy, tôi cảm thấy công việc ở kỷ ủy rất oai phong, muốn điều tra ai thì điều tra, mang lý trời đi làm việc. Phất cao lá cờ trừ hại giúp dân, có bí thư Cố đứng đằng sau, phạm vi ở Bình Hải, dù là quan của anh lớn đến đâu, chỉ cần anh phạm pháp là tôi có thể điều tra anh. Nhưng giờ đây xem ra, chẳng phải là như vậy. Lưu Diễm Hồng nói, dù cậu là ai, dù cậu làm quan lớn đến đâu, thì cũng phải có sự trói buộc nhất định, cũng chính là vì có sự trói buộc này, thế giới này mới có quy tắc, nếu như mất đi sự trói buộc, thì thế giới này làm sao tồn tại được. Trương Đại Quan nói,
những điều chị nói thật là sâu xa, tôi không hiểu, người như tôi chẳng thích bị bó buộc, thích bó buộc người khác. Lưu Diễm Hồng không nhịn nổi cười, ý của cậu là sao? Đến hay không nói rõ ra xem. Trương Dương lắc đầu nói, không đến, nhất định không đến. Khi Trương Dương về đến trường đảng, thấy một chiếc xe ben dừng ở dưới lầu ký túc xá, chỗ không xa còn một chiếc xe rởm nữa, Triệu Quốc Lương mặc bộ đồ tây màu đen, đeo cặp kính gọng vàng, dựa vào trước chiếc xe ben, lặng lẽ nhìn hắn, mặt lộ ra nụ cười, một nụ cười rất kỳ quặc. Trương Dương đỗ xe, không thèm để ý đến Triệu Quốc Lương. Khi hắn chuẩn bị lên lầu, thì Triệu Quốc Lương gọi một tiếng, Trương Dương. Trương Dương dừng bước, quay người nhìn Triệu Quốc Lương, tìm tôi có việc gì không? Triệu Quốc Lương gật đầu, bước về phía Trương Dương, hai mắt đầy thách thức, anh rất hận tôi. Có phải rất muốn xử lý tôi không? Trương Dương cười danh mãnh, Triệu Quốc Lương, anh có phải quá tự hào về mình rồi không? Lần này Cao Dũng không kéo anh vào, đáng lẽ anh phải đi lễ chùa lễ Phật rồi mới đúng, cảm ơn ông trời khai ân với anh. Tôi không tin có trời, tôi tin bản thân tôi, vận mệnh của tôi từ trước đến giờ đều do tôi nắm bắt. Trương Dương cười ha ha nói, nếu như tôi là anh, thì tôi sẽ vội vàng về quê sớm, làm tiểu thiếu gia của anh, còn chỗ như Đông Giang này chẳng hợp với anh, nếu như đi đứng không cẩn thận, gặp phải khúc mắc thì gì, thì về sau hối hận cả đời. Triệu Quốc Lương chỉ vào mặt Trương Dương nói, tôi biết đằng sau anh có những ai, chẳng có gì giỏi giang cả đâu, một người dựa vào một đám quan hệ để đứng lên mà thôi, việc của câu lạc bộ Thái Hồng, tôi còn chưa tính toán với anh đâu. Trương Đại Quan cố nén nỗi tức giận, thấp giọng nói, anh bỏ ngay cái cẳng của anh ra, nếu còn dám ra mặt trước mặt tôi, thì tôi sẽ bẻ gãy nó đấy. Triệu Quốc Lương cười lạnh lùng, gã vung vung tay, chiếc xe rởm đằng sau khởi động. Lái xe quay đuôi xe đập vào chiếc xe Jeep của Trương Dương đánh rầm, chiếc xe Jeep của hắn bị đập nát, còi báo động không ngừng kêu liên hồi. Nếu như nói lần này là lỡ đâm thì, hành vi tiếp theo của lái xe thật là không thể chịu đựng nổi nữa, gã khởi động cần gạt rác, đổ tất cả rác rưởi lên xe Jeep. Triệu Quốc Lương thở dài, móc ra một sập tiền từ trong túi, vất trong không trung nói, 20.000 tệ, cho anh để sửa xe. Trương Dương đứng đó không động đậy gì. Rất nhiều học viên trường đảng nghe thấy động tĩnh đã chạy xuống, Thường Hải Tâm cũng là một trong số đó, cô nhìn thấy Trương Dương, vội vàng chạy qua, đến bên cạnh Trương Dương lo lắng hỏi, sao thế? Có chuyện gì rồi? Triệu Quốc Lương nhìn Thường Hải Tâm, mỉm cười nói, chủ nhiệm Trương rất làm cho phụ nữ thích mà. Hắn giơ hai lòng bàn tay ra, đi từng bước ra đằng sau nói, xin lỗi, lái xe là người mới. Thường Hải Tâm nắm lấy tay Trương Dương, cô biết tính khí của hắn. Đối mặt với sự việc thế này, Trương Dương nhất định không thể chịu nổi. Cô thấp giọng nói, tôi báo cảnh sát, đừng có bộc trộm. Triệu Quốc Lương đã đi vào chiếc xe ben, và hạ cửa kính xuống, cười vẫy tay với Trương Dương, thật là ngại quá, nếu tiền không đủ, thì cứ gọi điện cho tôi. Dưới ánh mắt của rất nhiều người, Trương Dương đi đến thùng rác bên cạnh. Triệu Quốc Lương đã ý thức được hắn muốn làm gì, gã thúc lái xe, mau lái xe. Lái xe vội vàng khởi động xem. Muốn rời khỏi đây. Triệu Quốc Lương là một người rất ưa sĩ diện, điều kiện gia đình ưu việt và bối cảnh sau lưng hùng hậu làm gã có tính cách coi thường mọi thứ. Gã tức giận nói Trương Dương, mày chết chắc rồi. Trương Dương bê chiếc thùng rác sắt ở bên cạnh lên, dương hai tay, ném chiếc thùng rác về phía xe ben, chỉ nghe xoảng một tiếng, chiếc thùng rác vất thẳng vào cửa kính đằng trước của xe ben, làm cho kính rơi tứ tung trong không gian. Vì tầm nhìn bị chắn, lái xe không thể không thắng lại. Trương Dương đã xông đến trước mặt chiếc xe ben, muốn kéo cửa xe ra, nhưng lái xe đã khóa, điều này không thể làm khó Trương Dương, hắn đấm vỡ cửa kính xe, kính bay tứ tung, Triệu Quốc Lương ngồi đằng sau giơ hai tay che mặt, để đỡ bị kính đâm vào mắt, khi gã chưa kịp hết bàng hoàng, Trương Dương đã nắm lấy tóc gã, kéo gã ra khỏi đám kính vỡ, sau đó nhấc gã dậy, vất trên thảm cỏ. Triệu Quốc Lương chịu đau bò dậy, bị Trương Dương đá cho một nhát, bay lên trên cao tầm 3 mét, lại rơi rầm xuống đất. Triệu Quốc Lương vừa nãy còn anh dũng giờ thê thảm cực độ, trên mặt đã bị rách nhiều chỗ, kính cũng bay sang một bên. Cùng đi với Triệu Quốc Lương còn một lái xe và hai trợ thủ, vội vàng đẩy cửa xe xông ra, họ muốn giúp đỡ, nhưng bị đám học viên vây kín không qua được. Rất nhiều người đã nhìn thấy được cảnh tượng vừa nãy, họ rất ghét thái độ hống hách của Triệu Quốc Lương, người Trung Quốc rất ghét người ngoài, Trương Dương là thành viên của trường đảng, những người này lại là người ở ngoài vào, mọi người không giúp rõ ràng. Nhưng lại làm một vài động tác nhỏ, vây họ lại như vậy, làm cho ba người rơi vào trong biển người.
Trương Dương chậm chậm bước đến bên cạnh Triệu Quốc Lương, giẫm lên mặt gã nói, biết cái gì gọi là tự lượng sức mình không? Biết cái gì gọi là cho thể diện mà không cần thể diện không? Mày chính là loại đó đấy. Triệu Quốc Lương là một người rất ưa sĩ diện, điều kiện gia đình ưu việt và bối cảnh sau lưng hùng hậu làm gã có tính cách coi thường mọi thứ. Gã tức giận nói, Trương Dương, mày chết chắc rồi. Chương 350, nghi phạm. Trương Dương cười ha ha nói, người dám nói câu này với tao, thì thường chết trước tao đấy. Hắn nhẹ nhàng điểm lên huyệt của Triệu Quốc Lương, với loại khốn nạn này, nhất định cần phải dùng một vài biện pháp tiêu cực. Triệu Quốc Lương cảm thấy đau đớn tột cùng, giống như một chiếc kim chạy dọc sống lưng gã vậy, làm cho Triệu Quốc Lương đau đến độ toát mồ hôi hột, mặt gã trắng bệch, thấp giọng rên lên một tiếng. Trương Dương ngồi xổm xuống, nhìn Triệu Quốc Lương một cách lạnh lùng, nhặt mấy tờ tiền trên đất lên, giơ tay tát đánh bóp lên mặt gã, mày là loại chó má gì chứ, dám đến đây để chủ động khiêu chiến với tao à? Thường Hải Tâm lo lắng sẽ xảy ra chuyện, cô vội vàng khuyên, Trương Dương, thôi đi. Trương Dương nói, tôi có thể tha cho hắn chứ, nhưng hắn đâu có cần thể diện đâu. Triệu Quốc Lương, xe của tao chẳng phải là chuyện có thể lấy 20.000 là giải quyết được ngay đâu, 500.000, tao cho mày một ngày, mày đưa tiền cho tao tử tế. Triệu Quốc Lương đau đến cực độ, sự kiêu ngạo và dũng khí của gã đã bị cơn đau làm cho mất tăm mất tích, gã run rẩy nói, tôi đền. Trương Dương nói, vừa này chẳng phải mày rất uy phong đó sao? Tao thật sự không hiểu, với loại người như mày, dựa vào cha mày có mấy đồng tiền, mà dám lên mặt dạy đời như vậy sao? Trung Quốc là một đất nước pháp luật, vương tử phạm tội xử phạt như thứ dân, mày chẳng phải là vương tử phải không? Nhiều nhà ta thì cũng chỉ là một thằng con nhà giàu mà thôi, chỉ dựa vào mày mà cũng dám ra điều áp bức người khác. Triệu Quốc Lương đau đến độ chỉ có thể rên rỉ. Trương Dương vẫn chưa có ý định tha cho gã, lạnh lùng nói, Cao Dũng hối lộ cho Chu Nghị 50.000, có phải là do mày bảo anh ta làm vậy không? Triệu Quốc Lương chỉ gật đầu lia lịa. Trương Dương nói, tao không nghe thấy gì cả. Triệu Quốc Lương cố nhịn đau nói, là tôi bảo anh ta đi hối lộ Chu Nghị, là tôi bảo anh ta làm như vậy. Trương Dương lúc này mới giơ tay ra giải huyệt, Triệu Quốc Lương lồm cồm bò dậy, hai mắt hắn rực lửa nhìn Trương Dương, nghiến răng nói, Trương Dương, tao phải làm cho mày chết. Trương Dương cười danh mãnh nói, đừng quên đấy, giờ này ngày mai, đưa tiền sửa xe câu tao, nếu thiếu một đồng, thì tao giết chết. Triệu Quốc Lương và đám trợ thủ của gã rời khỏi trường đảng trong tiếng cười rầm rầm của mọi người. Thường Hải Tâm nhìn chiếc xe Jeep đầy những rác, thở dài nói, Trương Dương, có cần phải tìm tiệm sửa xe không? Trương Dương lắc đầu, không cần, cứ vất ở đó, ngày mai thằng đó không đến đưa tiền, tôi đi tìm bố nó đòi. Thường Hải Tâm nói, anh đến đâu đều chẳng được yên thân đến đó. Trương Dương nói, lần này chẳng thể trách tôi đã chịu oan cho Kỷ Ủy Tỉnh. Thường Hải Tâm nhớ đến câu nói vừa nãy của Triệu Quốc Lương, ngạc nhiên nói, chẳng lẽ hắn ta mới là người đứng đằng sau vụ hối lộ sao? Trương Dương lười nhác nói, nếu đúng thì đã làm sao? Thường Hải Tâm nói, nếu đúng là như vậy, thì phải báo cáo tình hình của hắn cho Kỷ Ủy Tỉnh, để hắn đứng ra nhận tội. Trương Dương cười, sự việc bên trên đã quyết định, không phải là điều hắn có thể thay đổi được, dù là vừa nãy Triệu Quốc Lương đã thừa nhận, cấp trên cũng sẽ cho rằng gã bị hắn bắt mà nói vậy. Đại cục, mẹ kiếp cái đại cục. Thường Hải Tâm vốn định rủ Trương Dương đi ăn cùng, nhưng Trương Dương lại nhận được điện thoại của Cố Giai Đồng, cô ta vừa từ Bắc Kinh về, bảo Trương Dương buổi tối đến nhà cô ấy ăn cơm, cha cô muốn gặp Trương Dương. Lệnh triệu tập của bí thư Cố, Trương Dương không dám không đi, hắn về ký túc xá chuẩn bị một chút, khi bước xuống lầu, thấy chiếc xe Jeep rách dưới của mình, vẫn đang nằm thê thảm ở đó, có điều chất lượng của xe Jeep đúng là làm người ta phải khâm phục, vô lăng vẫn chưa bị biến dạng. Có lẽ vẫn có thể đi được. Trong lòng Trương Dương thầm chửi Triệu Quốc Lương mấy câu, rồi mới ra cửa gọi một chiếc taxi, đi đến khu người nhà tỉnh ủy, thăm bí thư Cố. Cố Giai Đồng nhìn thấy Trương Dương không lái xe đến, hơi ngạc nhiên, Trương Dương, anh không lái xe à? Trương Dương cười nói, xe bị người khác đập hỏng rồi, không lái được nữa. Cố Giai Đồng nhìn hắn nói, lại gây chuyện rồi. Trương Dương nói, lần này là người ta đến chọc tức anh. Đến trước mặt Cố Giai Đồng, hít một hơi rất ám muội rồi nói, thật là thơm, đây là gì ấy nhỉ, nước hoa phải không? Cố Giai Đồng đỏ mặt mắng, đừng có mà ăn nói linh tinh, cha em đang ở trên đó nhìn đấy. Nghĩ đến hai con mắt của bí thư Cố, Trương Đại Quan đã tử tế lên rất nhiều, hắn đi theo Cố Giai Đồng lên phòng khách, Cố Doãn Chi vừa đặt điện thoại xuống,
trên mặt không nở nụ cười, rất nghiêm trang. Trương Dương đến bên cạnh ông, kính cẩn chào một tiếng bí thư Cố. Cố Doãn Chi gật đầu nói, Giai Đồng, cơm canh đã chuẩn bị xong chưa? Cố Giai Đồng nói, chuẩn bị xong rồi ạ. Đi thôi, chúng ta đi ăn cơm trước đã. Sau khi Cố Doãn Chi ngồi xuống, Trương Dương và Cố Giai Đồng ngồi ở hai bên ông, trên bàn không có rượu, Cố Giai Đồng giúp cha đơm một bát cơm, Cố Doãn Chi đột nhiên nói, đến tủ rượu lấy cho cha chai Thái Điêu đến đây, cha muốn uống mấy chén. Trương Dương rất quen thuộc với tủ rượu nhà họ Cố, hắn vội đi đến tủ rượu trước, ôm một bình Thái Điêu, xem ra đã tầm 20 năm rồi. Cố Doãn Chi bảo Cố Giai Đồng bỏ một vài lát gừng vào cho thêm nóng, rồi tự ông ta rót một bát, Trương Dương và Cố Giai Đồng cũng tự rót mỗi người một bát. Đến khi rượu đã uống xong một bát rồi, Cố Doãn Chi cũng không nói gì cả. Ông ta không nói gì, Trương Dương đương nhiên cũng không dám nói, không khí trên bàn cơm rất trầm ngâm. Thấy Cố Doãn Chi đã uống xong một cốc rượu, Trương Dương cầm rượu lên muốn rót cho Cố Doãn Chi thêm cốc nữa, thấy Cố Doãn Chi xua xua tay nói, không uống nữa, có tuổi rồi, tửu lượng ngày càng kém đi, uống tiếp nữa thì say mất. Trương Dương cười nói, bí thư Cố không uống nữa vậy thì tôi cũng không uống nữa. Cố Doãn Chi điềm đạm nói, muốn uống thì cứ uống đi, những việc cậu muốn làm, dù là tôi có ngăn lại, thì cậu vẫn nhất định sẽ làm, người trẻ tuổi cứ thoải mái một chút là hơn. Trương Đại Quan hơi ngớ người, sao hắn cảm thấy trong câu này của bí thư Cố còn ý gì nữa, chẳng lẽ việc hắn xử lý Triệu Quốc Lương đã đến tai ông ấy nhanh như vậy sao? Cố Giai Đồng nghe được trong lời cha cô một vài ý khác thường, cô chớp chớp mắt, cười nói, Trương Dương, có phải là cậu lại làm gì gây phiền phức cho cha tôi không? Cố Doãn Chi nói, chỉ là một câu nói bình thường thôi mà, vậy mà mọi người cứ nghĩ nhiều, ta phát hiện ra ta thật sự không thể nói năng tùy tiện được nữa rồi, mỗi câu nói ra. Rõ ràng là rất đơn giản, rất thẳng thắn, vậy mà người khác lại cứ nghĩ ra một ý nào đó, ta chẳng nghĩ ngợi sâu xa như vậy, là hai người đã hiểu nhầm ý của ta rồi. Cố Giai Đồng cười nói, đó là vì cha là bí thư tỉnh ủy, những câu nói của cha đều là lời vàng ý ngọc cả. Cố Doãn Chi cười nói, nhà đầu này, ở thời cổ đại, câu này của con chính là khi quân phạm thượng đấy. Trương Dương cũng cười theo, hắn thật thà, bí thư Cố, tôi uống không quen loại rượu này. Chẳng phải là ông có loại mao đài 30 năm sao? Tôi lấy mấy chén uống một chút. Cố Doãn Chi lúc đó mới cười nói, thế mới nói, trong lòng nghĩ gì thì nói nấy, cứ giấu giấu giếm giếm người ta gọi là giả tạo. Cố Giai Đồng đi lấy bình rượu đến, Trương Dương nhận lấy bình rượu mở ra tự mình rót cho mình một cốc. Cố Doãn Chi đã bắt đầu ăn cơm, Cố Giai Đồng cần chiếc cốc nhỏ uống cùng Trương Dương vài hớp. Trương Dương nói, bí thư Cố, tôi tiếp nhận phê bình của ông, tôi không giả tạo. Gì đó nhỉ, hôm nay tôi đã đánh Triệu Quốc Lương ở trường đảng. Cố Doãn Chi tiếp tục ăn, không bị câu nói này của Trương Dương làm cho ngạc nhiên. Cố Giai Đồng thấp thỏm nhìn cha, mặc dù cô không biết cụ thể đã xảy ra chuyện gì, nhưng cô biết rằng gần đây Đông Giang rất không an bình, vụ đổ sập sân vận động làm cho cha cô trước khi về hưu vẫn phải đối mặt với thử thách. Triệu Quốc Lương rất có tiếng trong giới thương nhân, Cố Giai Đồng không biết tại sao Trương Dương lại gây thù kết oán với anh ta. Hôm nay cô vừa về đến Đông Giang, vẫn chưa kịp hỏi kỹ. Đến tận khi Cố Doãn Chi ăn xong bát cơm, uống nước canh, mới nói, cuộc điện thoại vừa nãy là để cáo tội cậu đó, đã nói là giao chuyện câu lạc bộ Thái Hồng hối lộ cho bên Vân An rồi, mà cậu cứ không tha cho Triệu Quốc Lương, đây gọi là không phục tùng theo sắp xếp của tổ chức. Không nghe theo lệnh của cấp trên. Trương Dương nói, bí thư Lưu Kỳ ủy đã nói với tôi cần phải có đại cục quan, cần phải làm rùa rụt đầu, tôi cũng rất muốn rụt đầu lại đấy chứ. Nhưng tên đó đã tìm đến trường đảng, rồi gọi một chiếc xe rác đâm vào xe tôi, rồi còn vất 20.000 cho tôi. Tôi nghĩ đi nghĩ lại thôi thì nhịn, nhưng nghĩ gì thì nghĩ, dù sao thân phận tôi bây giờ cũng là một nhân viên điều tra của kỷ ủy tỉnh, vẫn là một trong những thành viên điều tra của vụ 417. Gã đó làm như vậy không những chỉ là muốn nhắm vào một mình tôi, mà đó là sự sỉ nhục đối với cả tổ điều tra. Là sự khiêu khích quyền uy của kỷ ủy tỉnh. Cố Giai Đồng suýt nữa thì cười thành tiếng. Tên này thật là lắm điều. Có thể đem ân oán cá nhân nâng tầm đến như vậy, nghe ra thì thật giống hắn đang chịu oan cho tổ chức vậy. Cố Doãn Chi uống một ngụm canh rồi nói, cậu không biết báo cảnh sát. Việc rất đơn giản sao cậu phải làm cho nó phức tạp lên. Trương Dương nói, tôi cảm thấy với loại người này động chân động tay với hắn là loại biện pháp đơn giản nhất, tôi đánh gã đó, về sau gã đó gặp tôi cũng phải nhún nhường một chút. Cố Doãn Chi lắc đầu, theo những gì Trương Dương nói. Triệu Quốc Lương thật là quá quát,
những việc như thế này với Cố Doãn Chi chẳng là gì cả, điều làm ông ta không vui là, Trương Dương ép cung chuyện hối lộ của câu lạc bộ Thái Hồng. Cố Doãn Chi uống xong canh, đứng dậy ngồi ra chỗ ghế sofa, mỗi buổi tối 7 giờ, ông đều ngồi ở đó xem thời sự. Trương Dương nói xong việc này, trong lòng cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều, Cao Cứng uống một ngụm lớn Mao Đài. Cố Giai Đồng bảo hắn uống ít thôi, nhưng tên này coi như là không nghe thấy. Cố Doãn Chi xem xong thời sự, Cố Giai Đồng nhắc nhở Trương Dương đi ra nói chuyện với ông vài câu, Trương Dương cầm cốc trà đã pha xong đến trước mặt Cố Doãn Chi, bí thư Cố, hôm nay ông gọi tôi đến đây là vì chuyện này phải không? Cố Doãn Chi nhận lấy cốc trà từ tay Trương Dương, hai tay ôm lấy cốc trà, nhẹ nhàng nói có phải cậu không hài lòng với kết quả của vụ 417 không? Trương Dương do dự một lúc, rồi gật đầu nói tôi cảm thấy việc này nên điều tra tiếp. Cố Doãn Chi nói cậu cảm thấy Triệu Quốc Lương mới là người hối lộ, Cao Dũng chỉ là con tốt thôi. Bí thư Cố thật anh minh, Trương Dương ngay lập tức nịnh hót. Cố Doãn Chi nói, việc này đã đề cập đến cả hai tỉnh Vân An và Bình Hải, cách xử lý không những phải nghĩ đến suy nghĩ của người dân, còn phải xem đại cục nữa. Trương Dương nói, bí thư Cố, có phải ông lo lắng rằng tiếp tục điều tra, quan hệ giữa Bình Hải và Vân An sẽ rơi vào đối đầu không? Cố Doãn Chi lắc đầu, sự việc điều tra tra đến đây, mục đích của chúng ta đã đạt được rồi, rất nhiều việc đã bày ra trước mắt, vấn đề chỉ là xử lý thế nào thôi. Câu này của Cố Doãn Chi đã nói rất rõ ràng. Trương Dương thầm nói, vấn đề đã bày ra trước mắt, thì tại sao ông lại không điều tra xử lý tiếp? Trong đầu hắn đột nhiên sáng lên, nghĩ đến Cố Doãn Chi sắp sửa về hưu, ông ta điều tra tất cả những vấn đề này ra, nhưng không vội đi xử lý, không phải là để tính sổ sau thu, mà là để đưa lại cho Kiều Trấn Lương một bài toán khó. Sau khi Kiều Trấn Lương đến Bình Hải, đã phải đối mặt với một loạt vấn đề, Kiều Trấn Lương sẽ làm gì? Trương Dương nhìn Cố Doãn Chi rất bình thản, trong lòng thầm bái phục, bí thư Cố quả thật thâm trầm, ông ấy đã bày sẵn bố cục trước khi hạ đài, Trương Dương nhìn không hiểu được dụng ý của ông ấy, chỉ ngầm cảm thấy, những mâu thuẫn để lại càng nhét phu, thì về sau những vấn đề mà Tống Hoài Minh và Kiều Trấn Lương phải đối mặt càng lớn hơn. Trương Dương cười nói, bí thư Cố muốn để đó tính sổ sau thu ư. Hắn cố ý hỏi một câu. Cố Doãn Chi uống ngụm trà, cười nói, tính sổ sau thu không đến lượt ta nữa rồi. Lúc đó, ta đã về hưu rồi. Mấy câu này càng làm cho Trương Dương chắc chắn về những điều hắn nghĩ, bí thư Cố đang cố tình bày cục. Vụ thảm án 417 lần này, làm cho Cố Doãn Chi để lại kỷ lục rực rỡ trước khi lùi vào hậu trường. Sự xử lý của tầng lớp lãnh đạo làm cho Cố Doãn Chi không vui, mặc dù ông ta không biểu lộ ra ngoài mặt, nhưng kết quả xử lý cuối cùng làm ông ta không hài lòng. Với ông ấy, đây là một lần khuất phục, mà một lần thỏa hiệp. Cố Doãn Chi rất ít khi nhượng bộ trong bao nhiêu năm làm chính trị, nhưng lần này ông ấy lại chọn cách cúi đầu trước khi về hưu, mà đối phương lại là Kiều Trấn Lương. Người ngoài rất khó có thể phát hiện ra nội tâm của Cố Doãn Chi, giao chuyện câu lạc bộ Thái Hồng lần này cho bên Vân An, cũng là một sự dò xét với Kiều Trấn Lương, biểu hiện của Kiều Trấn Lương không thể làm ông ta hài lòng. Cố Giai Đồng rất lo lắng về Trương Dương, cô đứng ngoài nói cha, việc Trương Dương đánh Triệu Quốc Lương có gây rắc rối gì không? Cố Doãn Chi chậm chậm hạ cốc trà xuống rồi nói, có gì phiền chứ? Đánh thì cũng đánh rồi, trường đảng có nhiều người như vậy, còn sợ không tìm được nhân chứng sao? Trương Dương cười nói, cảm ơn sự ủng hộ của bí thư Cố. Cố Doãn Chi nói, cậu ấy à, phải rèn luyện cho nó tử tế lại rồi. Trương Dương nói, tôi bị mượn đến kỷ ủy tỉnh thôi, giờ còn chưa có chỗ nào để đi. Cố Doãn Chi rất nhanh trí, vừa nghe đã biết tiểu tử này đòi chức quan của mình. Ông ta nói dựa đầu vào ghế sofa nói, Trương Dương, cậu là phó sở có đúng không? Vâng, đúng là phó sở. Cố Doãn Chi nói, nắm đấm của cậu quả thật đã gây cho cậu rất nhiều phiền toái. Về giải thích tử tế với Đỗ Thiên Giã, tính cách này của cậu phải thật sự rèn luyện rất nhiều, đừng có cả ngày gây phiền toái như vậy. Vâng. Trương Dương rời khỏi Cố ra lúc 8 giờ, hắn ra ngoài cửa gọi một chiếc taxi đến biệt thự Thu Hà Hồ. Quan hệ của hắn và Cố Giai Đồng không thể nào lộ ra được, vì thế mặc dù hai người thầm nhớ đối phương, nhưng lại phải nghi kỵ rất nhiều điều. Đến tận 11 giờ rưỡi, Cố Giai Đồng mới đến biệt thự Thu Hà Hồ, vừa bước vào cửa, đã ào vào lòng Trương Dương, ôm chặt lấy người hắn nói, em nhớ anh quá. Trương Dương ôm Cố Giai Đồng dậy, phát hiện ra tóc cô hơi ướt, mỉm cười nói, ướt rồi à. Cố Giai Đồng nũng nịu, đồ lưu manh, chỉ biết nói linh tinh thôi. Trương Dương cười nói, anh nói là nói tóc ấy, em nghĩ linh tinh rồi.
Cố Giai Đồng đỏ mặt áp đầu vào lòng hắn, nhỏ giọng nói, vừa nãy em tắm ở nhà, sau khi cha em ngủ, em mới ra đây đấy. Trương Dương nói, anh cũng tắm rồi. Có liên quan gì đến em chứ? Trương Dương ôm Cố Giai Đồng nằm lên tay mình, nói rất ác ôn, giờ đây anh sẽ cho em biết em và anh có liên quan gì. Không, Cố Giai Đồng kêu lên, nhưng hai tay thì lại ôm chặt lấy cổ Trương Dương. Đêm tối, mùi vị của sự lãng mạn lan tỏa khắp không gian. Khi trời đã tờ mờ sáng, hai cơ thể không mặc gì vẫn đang quấn lấy nhau trên giường, Cố Giai Đồng thở hồng hộc dưới cơ thể Trương Dương, đột nhiên cô ôm ấy Trương Dương, đôi tay đẹp làm người ta mê hồn quấn chặt lấy người hắn, cơ thể như cánh hoa trong gió không ngừng run rẩy. Trương Dương cũng phát ra tiếng hừ hừ, ôm chặt lấy cơ thể Cố Giai Đồng, dường như muốn nuốt trọn cô vậy. Hai tay Cố Giai Đồng nhẹ nhàng vuốt lên mái tóc Trương Dương, đặt gương mặt hắn áp vào ngực mình, cảm nhận bờ ngực ấp ám của mình, cảm nhận tiếng tim của mình đang đập, em yêu anh. Trương Dương dùng mặt dụi lên ngực cô, dịu dàng nói, anh yêu em. Anh chàng ôm lấy hai người họ, Cố Giai Đồng nhẹ nhàng nói, sau khi cha em về hưu, em sẽ có càng nhiều thời gian để ở bên cạnh anh. Trương Dương ôm chặt lấy cô nói, thật là không nỡ để cho bí thư Cố đi. Cố Giai Đồng cười nói, thật ra anh phải vui mừng cho ông mới đúng, vất vả cả một đời người, giờ cũng là lúc phải nghỉ ngơi rồi. Trương Dương nói, cha em đi rồi, chẳng phải anh cũng mất chỗ dựa rồi sao? Cố Giai Đồng nói, anh còn Phó Thủ tướng Văn làm cha nuôi, còn có ông bố vợ tương lai là tỉnh trưởng tổng. Mặc dù đã chấp nhận sự thật này, nhưng khi nói ra lời này, trong lòng Cố Giai Đồng vẫn hơi cay. Trương Dương cảm thấy những xúc cảm của cô ấy, nhẹ nhàng hôn lên bờ môi của cô nói, cha em cũng là bố vợ của anh. Cố Giai Đồng thò tay ra véo lấy tai hắn, vô sỉ. Hạ lưu. Trương Đại Quan càng vô sỉ hơn, vậy thì anh vô sỉ cho em xem, hạ lưu cho em xem. Không đâu, trong bóng tối, lại vang lên những tiếng rên rỉ làm rung động lòng người. Ngày hôm sau khi Trương Đại Quan về đến trường đảng, việc đầu tiên là xem chiếc Jeep của mình, hắn phát hiện ra rằng, chiếc xe Jeep của hắn đã không còn nữa, chiếc xe đó đã nát bươm đến vậy rồi, chẳng lẽ lại có người ăn cắp sao? Nhưng chiếc xe Jeep thật sự là không còn nữa. Trương Đại Quan thật sự không hiểu, chẳng lẽ có cảnh sát đến lôi chiếc xe của hắn đi, vi phạm chỗ đỗ xe cũng đâu có nghiêm trọng đến vậy chứ? Đúng lúc Trương Dương đang lẩm bẩm, thì một chiếc xe cảnh sát dừng ở trước mặt hắn, Trương Đức mang hai trợ thủ đến. Trương Dương thấy Trương Đức phóng, cười nói, Trương Cục, ông đến thật đúng lúc, tôi muốn báo cảnh sát. Xe của tôi bị người ta lấy đi rồi. Biểu hiện của Trương Đức phóng hơi bất ngờ, trên gương mặt gã không thấy chút nụ cười nào, Trương Dương, chúng tôi cần anh hợp tác điều tra. Trương Dương hơi ngớ người, Trương Đức phóng tuyệt đối không phải là người thích ra dáng quá lớn. Nhất định là đã xảy ra chuyện gì rồi, hắn gật đầu nói, đi đâu điều tra thế? Tôi phối hợp. Trương Đức phóng chỉ xe cảnh sát của mình nói, lên xe đi. Hai người cảnh sát đến đằng sau Trương Dương mỗi người đi sang một bên, Trương Dương cảm thấy hơi khó chịu, nhìn Trương Đức phóng nói, không cần thiết phải thế này chứ. Trương Đức phóng cũng chẳng còn cách nào, lên xe đi rồi nói. Trương Dương lên chiếc xe cảnh sát, Trương Đức phóng và một viên cảnh sát nữa kẹp hắn ở giữa, Trương Dương chau mày. Trương Đức phóng rốt cuộc hôm nay làm sao thế? Xem ra hắn rất giống như một phạm nhân, may mà còn chưa bị còng tay lại, quan hệ giữa hai người họ đâu đến mức như vậy chứ? Sau khi chiếc xe cảnh sát khởi động, Trương Đức phóng mới nói, Triệu Quốc Lương chết rồi. Trương Dương giật mình, hắn ngỡ ngàng nói, chết rồi. Làm sao mà chết? Trương Đức phóng nói, khoảng tầm 1 giờ sáng nay, Triệu Quốc Lương đi từ hộp đêm ra, bị một chiếc xe Jeep chạy rất nhanh đâm vào người. Chết trên đường đưa đến bệnh viện, hai trợ thủ của anh ta nói rằng biển hiệu của chiếc xe Jeep đó là A12345, là một chiếc xe Jeep của quân chỉ huy, có lẽ anh không lạ phải không? Trương Dương giờ đây đã hiểu, tại sao Trương Đức Phóng lại dẫn một đám cảnh sát đến đây, Triệu Quốc Lương bị xe đâm chết, mà chiếc xe gây ra vụ tai nạn này lại là xe của hắn. Trương Dương nói, anh nói là khoảng 1 giờ rưỡi sáng nay. Trương Đức Phóng gật đầu. Chiều hôm qua lúc tôi ra ngoài không lái xe, vì chiếc xe của tôi bị Triệu Quốc Lương đâm hỏng mất rồi, tôi để xe ở trường đảng suốt, đang đợi anh ta bồi thường cho tôi. Trương Đức Phóng nói, theo tình hình điều tra trước mắt của chúng tôi, khoảng 10 giờ 30 tối qua, chiếc xe Jeep của anh đã ra ngoài trường đảng, bảo vệ ở ngoài cửa không để ý đến người ngồi trong xe là ai. Trương Dương nói, không nhìn rõ, thì cũng có nghĩa rằng không thể chắc chắn là tôi. Trương Đức Phóng nói, hai trợ thủ của Triệu Quốc Lương, một người bị thương nặng nằm trong bệnh viện.
một người tránh được chỉ bị thương ngoài ra, họ đều nói người lái xe là anh. Trương Đại Quan ngán ngẩm, mẹ kiếp, thế này chẳng phải là đổ oan cho tôi hay sao? 1:30 tối qua, tôi và Trương Dương nói đến đây đột ngột dừng lại, 1:30 tối qua, hắn và Cố Giai Đồng đang ân ái, có nhân chứng, nhưng việc này không thể nói ra được. Trương Đức Phóng đầy hy vọng nhìn hắn ta, chỉ cần anh có thể chứng minh lúc đó anh không ở hiện trường, thì việc này sẽ trở nên dễ dàng. Trương Dương nói, dù sao thì cũng không phải là tôi làm, gã ta bị người ta đâm chết là đáng lắm, tôi còn muốn đòi tiền sửa xe nữa. Trương Đức Phóng nhắc nhở Trương Dương, những câu thế này tốt nhất anh không nên nói, có người đã cung cấp đầu mối, tối qua anh và Triệu Quốc Lương phát sinh xung đột, lúc đó anh còn uy hiếp Triệu Quốc Lương, muốn giết chết anh ta. Trương Dương nghĩ lại hôm qua đúng thật hắn đã nói những lời như vậy, thật là gay gâu, mẹ kiếp, việc này sao lại trùng hợp như vậy cơ chứ, ai mà lại thất đức như vậy, ăn cắp xe của hắn, rồi đâm chết Triệu Quốc Lương, rõ ràng làm như vậy là đổ oan cho hắn, ai mà hận hắn đến như vậy cơ chứ. Trương Đức Phóng nói, nếu có nhân chứng thì mau nói ra đi. Trương Dương nói, tôi không có gì để nói, nhưng tôi tin tưởng pháp luật, tôi không làm điều đó. Nghe tin con trai đã chết, Chủ tịch tập đoàn Thái Hồng vội vã quay về Đông Giang, khi ông ta nhìn thấy thi thể đầy những máu không còn nguyên hình dạng của con trai, Triệu Vĩnh Phú vốn được mệnh danh là con người sắt đá, giờ đây đầu óc choáng váng, may mà con trai lớn của ông ta là Triệu Quốc Cường đã đỡ lấy cha. Cha Triệu Quốc Cường là phó đại đội trưởng đại đội trinh sát cục công an, anh ta không giống với người em trai Triệu Quốc Lương, dáng người rất cao to, mặt đen, Triệu Vĩnh Phúc rất yêu quý người con trai út là Triệu Quốc Lương. Và Triệu Quốc Lương cũng rất giỏi, không những học hành giỏi, mà còn đầu óc tinh anh, là một kỳ tài làm ăn. Triệu Vĩnh Phúc thậm chí đã xem con trai út của mình làm người nối nghiệp ông ta, không ngờ con trai ông ta đã chết thảm ở Đông Giang, nỗi đau khổ trong lòng ông ta khó mà nói thành lời được. Triệu Quốc Cường ôm lấy cha, dùng cơ thể của mình đỡ lấy cha, hai mắt của anh ta cũng đã đỏ, theo những người ở hiện trường cho biết, lúc đó, em trai anh ta là Triệu Quốc Lương đi từ hộp đêm Paris ra, khi đi đến bãi đỗ xe để lấy xe, một chiếc xe Jeep điên cuồng lao ra, đâm vào em trai anh ta, sau khi Triệu Quốc Lương bị đâm văng ra xa, chiếc xe Jeep tiếp tục lao đến, nghiền qua người anh ta, sau đó đi mất, đây là một sự tàn nhẫn không thể nhân nhượng được. Triệu Quốc Cường cố nén nỗi đau thương nói, cha đừng buồn quá, con đỡ cha về nhà nghỉ. Triệu Vĩnh Phúc tức giận nói, ta không đi đâu cả. Ta phải ở đây cùng với Quốc Lương, ta, hai hàng lệ chảy xuống bên má của Triệu Vĩnh Phúc kiên nghị. Khi thính trưởng phòng công an Bình Hải Vương Bá Hành, phó tỉnh trưởng Điền Khánh Long đến nơi để xác, vừa vặn nghe được câu nói đó của Triệu Vĩnh Phúc, hai người quay mặt ra nhìn nhau, cả hai đều có ánh mắt rất phức tạp, sau khi vụ thảm án 417 xảy ra. Bình Hải rất hỗn loạn, giờ đây một loạt sự việc phát sinh, làm họ không kịp trở tay. Vương Bá Hành và Triệu Vĩnh Phúc đã quen từ trước, quan hệ hai người trước đó khá tốt, gã đi qua đó, đến trước mặt Triệu Vĩnh Phúc, nắm lấy tay Triệu Vĩnh Phúc nói, lão Triệu à, đừng buồn nữa. Triệu Vĩnh Phúc nắm lấy tay Vương Bá Hành, môi ông ta không ngừng run rẩy, một lúc lâu sau mới khống chế được nỗi xúc động trong lòng, con trai tôi chết thảm quá. Vương Bá Hành gật đầu nói, anh yên tâm. Chúng tôi nhất định sẽ nhanh chóng tìm ra hung thủ, để nói lại với anh. Triệu Quốc Cường nói, thính trưởng Vương, chẳng phải đã bắt được nghi phạm rồi sao? Điền Khánh Long trao mày nói, cậu nghe ai nói vậy? Vụ án vẫn đang được điều tra, trước mắt vẫn chưa có đầu mối gì hết. Triệu Quốc Cường không nén nổi giận, không có đầu mối. Tôi cũng làm công việc trinh sát đó, theo những hiểu biết của tôi về tình hình, thì chiếc xe đâm chết em trai tôi là của người tên là Trương Dương. Hai trợ thủ của em trai tôi đều có thể làm chứng, chính người này đã đâm xe chết em trai tôi, sau khi em trai tôi đã bị thương nặng, hắn ta còn tiếp tục nghiền qua người em trai tôi, điều này thật tàn nhẫn, mà các anh lại bảo là không có đầu mối ư. Điền Khánh Long nhìn người thanh niên đang tức giận này, điềm đạm nói, chúng tôi có phương pháp và quy tắc của mình, không cần cậu đến chỉ dạy thêm đâu. Triệu Quốc Cường bực mình nói, có phải vì hắn ta có ông bố nuôi là phó thủ tướng? Có phải vì bố vợ tương lai của hắn ta là Tống Hoài Minh, nên các người không dám động đến hắn ta? Quốc Cường, im miệng ngay cho cha. Triệu Vĩnh Phúc mắng, mặc dù vẫn đang chìm trong nỗi đau khổ, nhưng Triệu Vĩnh Phúc vẫn rất tỉnh táo và lý trí. Ông text in lỗi Điền Khánh Long, xin lỗi, thính trưởng Điền, con trai tôi, vốn ông ta định nói con trai ông ta vô giáo dục, nhưng sau khi nói ra hai chữ con trai, vành mắt đã ướt. Điền Khánh Long cũng chẳng chấp nhặt với Triệu Quốc Cường. Dù sao thì người ta gặp phải vấn đề bi thảm như thế này,
không khống chế được cảm xúc cũng là việc bình thường có thể hiểu được. Vương Bá Hành an ủi Triệu Vĩnh Phúc, lão Triệu, anh yên tâm đi, nghi phạm đã bị chúng tôi khống chế rồi, đang trong vòng xét hỏi, nếu như chứng minh được là anh ta làm, chúng tôi nhất định sẽ tuân theo luật pháp, không thể nào cho anh ta thể diện đâu. Câu này của Vương Bá Hành làm cho Điền Khánh Long hơi khó chịu, quan hệ của gã và Trương Dương rất tốt, rất ghét người khác dùng hai chữ nghi phạm để hình dung về Trương Dương. Với Điền Khánh Long, Trương Dương không bao giờ làm một việc ngu ngốc đến như vậy, lái chiếc xe Jeep của mình, đi đâm chết Triệu Quốc Lương, trong khi đó Triệu Quốc Lương vừa nảy sinh xung đột với hắn, những người có đầu óc đều biết rằng không thể làm như vậy. Mặc dù Trương Dương hơi bồng bột, nhưng hắn không hề ngu ngốc. Trương Dương nhìn bức ảnh chụp hiện trường, rất tham, ngay cả hắn ghét Triệu Quốc Lương như vậy, mà nhìn thấy thảm cảnh của Triệu Quốc Lương cũng thấy xót xa, Trương Dương đặt tấm ảnh xuống nói, thật là thảm. Trương Đức Phóng nói, ông ngoại của Triệu Quốc Lương là tiền phó thủ tướng Giang Đạt Dương, cha của anh ta là chủ tịch tập đoàn Thái Hồng Triệu Vĩnh Phúc, là anh cả của ngành sắt thép Trung Quốc, cán bộ cấp phó tỉnh, lần này anh gặp phải phiền phức to rồi. Trương Dương nói, thế lực nhà gã ta có liên quan đếch gì đến tôi chứ? Tôi có giết gã ta quái đâu, sao anh lại bắt tôi như tôi là nghi phạm vậy? Trương Đức Phóng nói, anh không là nghi phạm thì ai là nghi phạm? Người ta đã nhận định anh là người lái xe đâm chết Triệu Quốc Lương, tôi cũng chẳng muốn quản chuyện này, là bên phòng công an ép xuống thôi, sự việc xảy ra ở khu của chúng tôi, bảo tôi bắt anh vào, Trương Dương, trước pháp luật, mọi người đều bình đẳng, anh thử nhớ lại cho kỹ càng xem, 1:30 tối qua anh đã đi đâu, anh nói rõ ràng cho tôi chuyện tối qua, anh nhất định phải nói đúng sự thật, nếu có nhân chứng là tốt nhất, muốn tẩy rửa cái thân phận nghi phạm của anh, thì bắt buộc phải có đủ chứng cứ và nhân chứng. Trương Dương không phải không có chứng cứ và nhân chứng, nhưng việc này làm sao nói ra được, thật là khó nói. Hắn làm sao có thể nói rằng, 1:30 tối qua, hắn đang lăn lộn trên giường cùng Cố đại tiểu thư. Việc này mà đồn ra ngoài, thì bí thư Cố, tỉnh trưởng Tống sẽ nghĩ như thế nào? Trương đại quan khổ sở, hắn thấp giọng nói, để tôi suy nghĩ cho kỹ đã. Trương Đức Phóng thở dài, anh còn suy nghĩ cái con khỉ. Lửa cháy đến lông mày rồi, anh còn suy nghĩ thêm tí nữa. Thì thật sự trở thành phạm nhân giết người rồi. Việc Trương Dương đâm chết Triệu Quốc Lương rất nhanh đã đồn ầm khắp Đông Giang, đa số người nghe đều tin chuyện này, nhưng có người tin tưởng Trương Dương là hoàn toàn trong sạch, người đó chính là Cố Giai Đồng. Khi Triệu Quốc Lương bị đâm chết, cô đang ở cùng Trương Dương, cũng có nghĩa là cô là nhân chứng duy nhất trong chuyện này của Trương Dương. Sau khi Cố Giai Đồng biết được Trương Dương bị giải đi, ý nghĩ đầu tiên của cô là chạy đến đồn cảnh sát làm chứng, nhưng khi cô rời khỏi nhà, đột nhiên tỉnh ngộ ra, nếu như việc này nói ra theo đúng sự thật, thì ảnh hưởng đối với họ có thể sẽ rất lớn. Cô bình tĩnh suy nghĩ một lát, rồi gọi điện cho Trương Đức Phóng trước. Mục đích Cố Giai Đồng gọi điện cho Trương Đức Phóng chính là để hiểu được tiến triển gần đây của sự việc. Trương Đức Phóng nhận được điện thoại của Cố Giai Đồng không thấy quá kinh ngạc, sự ám muội giữa Cố Giai Đồng và Trương Dương anh ta biết rất rõ. Cố Giai Đồng nói một cách thẳng thắn, anh họ, Trương Dương sao rồi? Mặc dù nói trong điện thoại, nhưng Trương Đức Phóng vẫn cảm thấy sự quan tâm của Cố Giai Đồng với Trương Dương. Trên thực tế, Cố Giai Đồng không bao giờ chủ động gọi điện thoại cho anh ta, lần này là vì Trương Dương. Trương Đức Phóng thở dài nói, Giai Đồng, Triệu Quốc Lương bị chiếc xe Jeep của Trương Dương đâm chết rồi, giờ đây Trương Dương đang là nghi phạm hàng đầu. Cố Giai Đồng tức giận nói, chỉ vì Triệu Quốc Lương bị chiếc xe Jeep của anh ta đâm mà lại nhận định Trương Dương là kẻ giết người sao? Ai cũng có thể lái chiếc xe đó mà. Trương Đức Phóng cười khổ hạnh nói, Giai Đồng, giờ đây hai trợ thủ của Triệu Quốc Lương đều nhận định rằng Trương Dương là người lái xe, Trương Dương lại không đưa ra được một bằng chứng ngoại phạm nào, cậu ta cần phải đưa ra nhân chứng và chứng cứ đáng tin cậy, như vậy mới được gỡ bỏ hiềm nghi. Cố Giai Đồng định nói ra, nhưng đến miệng lời lại không thốt ra được, cô biết rằng lý do tại sao Trương Dương không muốn nói chuyện hai người ở cạnh nhau ra, nhất định là đã có suy nghĩ cả, Cố Giai Đồng cắn môi nói, anh họ, em gặp Trương Dương một chút. Được không? Trương Đức Phóng rất khó xử nói, bây giờ không phải lúc, sự việc này rất lớn, bên công an tỉnh ép xuống đây, bối cảnh nhà họ Triệu không phải em không biết, anh cần phải ra dáng làm việc, đi theo quy trình bình thường. Cố Giai Đồng nói, em cần phải gặp anh ấy, hơn nữa, cô hạ quyết tâm nói, em có chứng cứ quan trọng muốn cung cấp. Trương Đức Phóng nói, vậy, em đến gặp anh trước, chúng ta gặp nhau rồi tính sau. Cố Giai Đồng cụp máy, hít sâu vào một hơi. Nhắm mắt, cô ý thức rất rõ ràng tình cảm mình dành cho Trương Dương, cô quyết không thể nhìn thấy Trương Dương lâm vào cảnh nguy khốn mà không làm gì, cô phải làm chứng cho Trương Dương.
Khi Cố Giai Đồng đang chuẩn bị bước ra khỏi cửa, thì nghe thấy tiếng của cha, Giai Đồng. Cố Giai Đồng quay người lại, thấy cha mình đứng ở cầu thang lặng lẽ nhìn cô, không biết rằng ông đã ở đó từ bao giờ, cũng không biết rằng ông đã đứng sau lưng cô bao lâu. Cố Giai Đồng hơi hốt hoảng, cô vội quay người lau giọt nước mắt đang trực rơi xuống, giọt nước mắt lo lắng cho Trương Dương. Cô sợ cha nhìn thấy bộ dạng này của mình, hơi căng thẳng nói cha, con có việc cần phải xử lý, giờ con phải đi ngay. Cố Doãn Chi bình tĩnh nói, vai cha đau quá, con đến phòng sách, đấm bóp cho cha một chút. Nói xong ông quay người đi vào phòng sách. Cố Giai Đồng ngớ người, rồi mới vội đi vào theo. Cố Doãn Chi ngồi trước cửa sổ, hai mắt nhìn ra ngoài cửa, những nhành liễu đang đung đưa trong gió, thỉnh thoảng lá liễu lại lòa xòa vào cửa sổ. Cố Doãn Chi nói, liễu ở bên hồ Tây Tiểu đẹp hơn thế này nhiều. Hai bàn tay nhỏ nhắn của Cố Giai Đồng đặt lên vai cha, cô nhẹ nhàng đấm bóp, những điều này cô học được từ Trương Dương, nghĩ đến Trương Dương, trong lòng Cố Giai Đồng đột nhiên lo lắng, tay cô càng bóp mạnh hơn. Cố Doãn Chi nhăn mày, Giai Đồng, nhẹ hơn một chút. Cố Giai Đồng vâng một tiếng rồi nói, cha, con có việc gấp. Cố Doãn Chi thủng thẳng nói, có việc gì? Cố Giai Đồng cắn cắn môi, việc này thật khó để nói ra, từ trước đến nay. Cô đều nghi ngờ dường như cha cô biết gì đó về mối quan hệ của cô và Trương Dương, nhưng một vài chuyện, cha không hỏi, cô đương nhiên cũng không chủ động nói, cái chết của Triệu Quốc Lương đẩy Trương Dương vào tình thế khó khăn, cô là nhân chứng duy nhất của Trương Dương, nếu như cô không đứng ra làm chứng cho Trương Dương, thì lần này có lẽ Trương Dương đã gặp phiền phức thật rồi. Cố Doãn Chi nói, Giai Đồng, ta là cha của con, có việc gì, con chỉ cần nói cho cha biết, đừng coi cha như bí thư tỉnh ủy. Ở đây chỉ có hai cha con ta, con nói gì, cha đều lắng nghe cả, được không? Dù là đã xảy ra việc lớn đến đâu, cha đều đứng về phía con. Mũi Cố Giai Đồng đã cay cay, cuối cùng cô dũng cảm nói ra, cha, Trương Dương xảy ra chuyện rồi. Cố Doãn Chi không ngạc nhiên, trước đó ông ta đã nghe về chuyện này, có phải là liên quan đến cái chết của Triệu Quốc Lương không? Cố Giai Đồng gật đầu nói, cha, anh ấy bị oan. Sao con biết, ngữ khí của Cố Doãn Chi vẫn bình tĩnh như trước đó, ông đã có một sự đoán định trước về chuyện này, hỏi câu này chỉ để chứng minh dự đoán của mình mà thôi. Vì tối qua anh ấy ở cạnh con, khi Cố Giai Đồng nói ra câu này, mặt cô rất nóng, chỉ muốn tìm một kẽ nứt để chui xuống, câu này có nghĩa là thừa nhận quan hệ giữa cô và Trương Dương. Tối qua, chẳng phải con ở nhà ư? Con đã đi ra ngoài, sau khi cha đi nghỉ, con đã ra ngoài rồi. Khi Triệu Quốc Lương xảy ra tai nạn, con và Trương Dương ở bên cạnh nhau, từ 11 rưỡi tối qua đến 7 giờ sáng nay, chúng con đều ở cạnh nhau, không hề cách xa, vì thế Trương Dương không thể là hung thủ giết người, việc này không hề có liên quan gì đến anh ấy. Cố Doãn Chi gật đầu, sự bình tĩnh của ông làm cho con gái ông cảm thấy ngạc nhiên, đôi tay của Cố Giai Đồng tự nhiên ngừng lại, Cố Doãn Chi nói, bên trái đau lắm. Cố Giai Đồng tiếp tục đấm bóp cho cha, trong lòng cảm thấy bất an. Không biết những lời này của mình làm cho cha nghĩ gì. Cố Doãn Chi nói, rất thoải mái. Đúng, như vậy được đấy. Cố Giai Đồng nói, cha, con là nhân chứng duy nhất của Trương Dương. Cố Doãn Chi nói, Giai Đồng, con đã ly hôn với Nghị Chí một thời gian khá dài, có nghĩ đến việc cuộc sống về sau thế nào không? Cố Giai Đồng nói, con đã suy nghĩ, con rất sợ hôn nhân, con muốn sống mãi như thế này, sống một mình cũng rất tốt. Cố Doãn Chi thở dài, tốt sao? Cố Giai Đồng gật đầu, con rất hạnh phúc, thật sự rất hạnh phúc. Hạnh phúc sao? Cha, con chưa từng hạnh phúc như thế này. Cố Doãn Chi nói, chuyện của Minh Kiến làm cha nghĩ thoáng ra rất nhiều, các con đều lớn cả rồi, có quyền lựa chọn cuộc sống của mình. Ông đứng dậy, lắc lắc cổ rồi nói, con cháu có cái phúc của con cháu. Cố Giai Đồng ngạc nhiên nhìn cha, cô không ngờ cha cô lại bình tĩnh như vậy khi biết được quan hệ giữa cô và Trương Dương. Khả năng lớn nhất là, cha cô đã biết mối quan hệ đó từ lâu. Cô nhỏ nhẹ nói, cha, con bắt buộc phải đi làm chứng cho anh ấy. Cho cha một lý do. Con phải nói ra sự thật. Cố Doãn Chi gật đầu ngồi xuống trước bàn đọc sách, nhấc điện thoại lên, gọi điện cho thính trưởng công an Vương Bá Hành. Trong ống nghe truyền đến tiếng của Vương Bá Hành, bí thư Cố. Ông tìm tôi có chuyện gì vậy? Cố Doãn Chi nói, nghe nói các anh đã bắt Trương Dương rồi. Vương Bá Hành giải thích, chỉ là để tìm hiểu tình hình, không phải là bắt. Ngón tay Cố Doãn Chi nghịch chiếc bút máy đặt trên bàn, đã tìm hiểu rõ chưa? Bí thư Cố, trong vụ án giết Triệu Quốc Lương,
Trương Dương là một nghi phạm rất lớn, những người làm chứng ở hiện trường đều nói vậy, tình hình hiện tại rất không có lợi cho cậu ta. Cố Doãn Chi nói, cũng có nghĩa là anh không định thả cậu ta ra. Vương Bá Hành hơi khó xử, bí thư Cố, trước khi tìm được chứng cứ vật cứ xác thực, chúng tôi tạm thời phải tạm giữ cậu ta. Thế mà còn nói không phải bắt, chỉ để tìm hiểu tình hình. Bá Hành, anh đang chơi chữ với tôi đấy à? Vương Bá Hành cười, bí thư Cố, chỉ là làm việc theo phép tắc thôi, trước mắt chúng tôi đang cố gắng tìm chứng cứ, chiếc xe Jeep đã tìm thấy rồi, bị vứt ở sông Tam Bát, có lẽ giờ đã vớt được lên rồi, ông yên tâm, chúng tôi sẽ nhanh chóng làm rõ vụ này. Cố Doãn Chi nói, cần chứng cứ gì? Cần phải có nhân chứng chứng minh lúc đó anh ta không có mặt tại hiện trường, nhưng anh ta không đưa ra được nhân chứng. Cố Doãn Chi nói, tiểu tử này, có gì mà ngại nói cơ chứ? Tối qua cậu ta đến nhà tôi ăn cơm, buổi tối uống cùng tôi mấy chén rượu, tôi thấy cậu ta uống nhiều nên không để cậu ta đi, cả buổi tối cậu ta đều ở nhà tôi, 6 giờ sáng nay mới rời đi. Nghe câu này của cha, Cố Giai Đồng rất ngạc nhiên, trong lòng vô cùng kinh ngạc. Vương Bá Hành ngớ người, gã ngỡ mình đã nghe nhầm, bí thư Cố, ảnh hưởng của việc lần này rất lớn. Cố Doãn Chi lạnh lùng nói, vậy thì đã làm sao? Chẳng lẽ tôi không thể làm chứng cho cậu ta ư? Không phải vậy. Vậy có nghĩa là anh đang hoài nghi tôi giúp Trương Dương làm chứng cớ giả. Đầu bên kia, Vương Bá Hành đã toát mồ hôi, bí thư Cố, đương nhiên là tôi tin tưởng ông. Cố Doãn Chi nói, vậy thì thả người đi. Nhưng, tiếng của Cố Doãn Chi lớn hơn, nhưng nhị gì nữa. Tôi đã làm chứng cho cậu ta, có xảy ra việc gì tôi đứng ra chịu trách nhiệm, anh còn lo lắng cái gì, hiểm nghi cái gì. Có cần tôi phải đến đồn cảnh sát để lấy lời khai không? Lúc này Vương Bá Hành không thốt được lời nào, trong lòng thầm nói, không biết tên Trương Dương này kiếp trước tổ tiên tích được đức gì, mà Cố Doãn Chi lại bảo vệ cậu ta như vậy, đến khi Cố Doãn Chi chút bực xong, gã mới nói, bí thư Cố, ông đừng giận, tôi sẽ phản ánh việc này lại. Anh là thính trưởng công an Bình Hải, còn phản ánh lên cho ai nữa? Thả người ra mau, Cố Doãn Chi nói câu này trong tâm trạng rất bực tức, sau đó cúp máy cái rụp. Cố Giai Đồng mím môi, trong mắt cô đã đầy nước. Cô không ngờ rằng, lúc này đây, cha cô lại chẳng ngại ngần đứng về phía cô, để ủng hộ cho cô, thậm chí không nghĩ rằng cô đang nói dối. Giọng run run, Cố Giai Đồng nói, cha tại sao? Cố Doãn Chi nhẹ nhàng cười nói, con là con gái của cha tin tất cả những gì con nói, cha phải bảo vệ con, không muốn những lời đồn đại của mọi người làm tổn thương đến con. Thật sự, nếu như Cố Giai Đồng đứng ra làm chứng cho Trương Dương, thì chắc chắn Bình Hải sẽ rộn lên lời đồn đại. Vì vậy, lúc này đây, Cố Doãn Chi đang làm trách nhiệm của một người cha. Cảm ơn cha. Cố Doãn Chi cười đứng dậy, đến trước mặt con gái, giơ tay lau giọt nước mắt đang lăn dài, con ngốc, cha là cha của con kia mà. Vương Bá Hành đặt điện thoại xuống, lau mồ hôi trên trán. Cố Doãn Chi muốn làm chứng cho Trương Dương, nhân chứng này thật sự rất nặng đô, dù là gã còn hoài nghi về việc này, gã cũng không dám điều tra tính xác thực của câu này của Cố Doãn Chi, khi gã chuẩn bị cầm điện thoại lên. Thì điện thoại đã vang lên rồi. Lần này người gọi đến là tỉnh trưởng Tống Hoài Minh. Vương Bá Hành nghe thấy tiếng của Tống Hoài Minh, đã ý thức được mục đích của cuộc điện thoại này chắc chắn là có liên quan đến Trương Dương. Quả nhiên là như vậy, câu đầu tiên của Tống Hoài Minh là tại sao phải bắt Trương Dương? Vương Bá Hành lại lặp lại một lần lý do. Tống Hoài Minh nói, nếu đã là nghi phạm, thì cũng có nghĩa là cậu ta có thể có tội cũng có thể không, anh bắt cậu ta lại như thế này chẳng phải là quá đáng sao? Cậu ta cũng là một cái bộ cấp phó sở, cũng là một quan viên đấy, trước khi tìm được những chứng cứ thích đáng, cách làm này của anh có phải là hơi thiếu suy nghĩ không? Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết chương 350.